Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 163. Thiên Tú lạnh lùng nhìn lướt qua phía chân trời, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất. Sau khi Dương Diệp cùng Thiên Tú rời đi, qua khoảng một giờ, trên không trung tiên phủ xuất hiện mấy khí tức cường đại. Điều tra một chút về nữ tử này. Một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Mà ở bên kia, một nữ tử váy xanh đột nhiên mở quyển sách trên tay, sau đó viết. Hư linh chi khí, hư linh nữ, đại thiên vũ trụ, thực lực. Giới chân cảnh, nhưng có lực phá giới cảnh, viết xong, nữ tử này đóng sách lại. Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn về phía nơi Thiên Tú cùng Dương Diệp biến mất và khẽ cười nói. Thế giới này đúng là càng lúc càng đặc sắc. Mà vào lúc này, Thiên Tú đã biến mất tại nơi xa xôi đột nhiên liếc mắt nhìn về phía bên này. Nữ tử váy xanh hơi ngẩn người ra, tự nhiên lại mỉm cười với nàng. Thiên Tú thu hồi ánh mắt, cùng Dương Diệp biến mất ở phía xa. Nữ tử váy xanh khẽ nói. Đúng là lợi hại. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử váy xanh, lão già ôm quyền chào nữ tử váy xanh. Nam Ly tiền bối. Nữ tử váy xanh đột nhiên khoát tay áo, ngắt lời lão già nói. Gì mà tiền bối với không tiền bối chứ, đừng có làm như ta già lắm vậy. Gọi ta Mộng cô nương là được rồi. Nữ tử trước mắt này chính là Nam Ly Mộng của Nam Ly gia. Biểu tình của lão già cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục bình thường. Mộng cô nương có kiến thức rộng rãi, có biết lai lịch cùng thân phận của nữ tử kia không? Nam Ly Mộng chớp chớp mắt. Ngươi muốn biết sao? Lão già gật đầu, trong lòng có một dự cảm xấu. Nam Ly Mộng đột nhiên giơ tay ra. Năm món ngụy thần khí, hoặc một món thần khí, tuy nhiên ta cảm thấy các ngươi chắc hẳn sẽ luyến tiếc một món thần khí. Năm món ngụy thần khí, hoặc 1000 vĩnh hằng tiên tinh, thậm chí là một viên vĩnh hằng thần tinh, ngươi thấy thế nào? Vẻ mặt lão già có chút xấu hổ, hắn lại ôm quyền sau đó nói. Mộng cô nương không hổ danh là bách hiểu xanh của vĩnh hằng giới, lão hủ bội phục. Nói đến đây, hắn do dự một lúc, sau đó nói. Mộng cô nương ra giá cao rồi. Nam Ly Mộng khẽ nói. Ta rất không thích nghe câu nói này của ngươi, làm như ta rất xấu xa vậy. Nam Ly Mộng ta buôn bán luôn ra giá công khai, giao dịch công bằng, về phần giá thì hẳn chỉ là một bữa sáng đôi với tung hoành đạo của ngươi chứ. Theo ta được biết, tung hoành đạo ngươi ở sông Vĩnh Hằng đã đào được không ít bảo bối rồi, đúng, gần đây tung hoành đạo của ngươi hình như được một tấm gương hai mặt là thần khí thì phải. Nghe vậy. Lúc này vẻ mặt lão già kia lạnh xuống, trong mắt hắn có một luồng sát ý chợt lóe lên. Mà vào lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên vung tay phải lên. Ầm, lão già kia lập tức bị chấn động bay đến ngoài mấy ngàn trượng, hắn vừa dừng lại, Nam Ly Mộng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong lòng lão già hoảng hốt, không để ý tới cảm giác không thoải mái trong lòng, vội vàng lùi về phía sau trăm trượng. Nhưng Nam Ly Mộng vẫn ở trước mặt hắn. Nam Ly Mộng lạnh lùng liếc nhìn lão già. Bây giờ, ta muốn làm một vụ buôn bán với ngươi. Ta nghèo, ta muốn 1000 vĩnh hằng tiên tinh, các ngươi cho ta 1000 vĩnh hằng tiên tinh. Đương nhiên, ta không lấy không của ngươi, Nam Ly Mộng ta không phải là loại người như vậy. 1000 vĩnh hằng tiên tinh này là phí bịt miệng. Nếu như qua một canh giờ sau, ta không nhận được 1000 vĩnh hằng tiên tinh, ta lại công bố đồ túng hoành đạo của ngươi thu được ra ngoài, không chỉ có vậy. Sau này mỗi lần túng hoành đạo của ngươi thu được một món thần vật, ta lại công bố một lần. Ngươi! Lão già căm tức nhìn Nam Ly Mộng. Cái gì? Nam Ly Mộng đột nhiên vui vẻ nói. Ngươi cảm thấy 1000 vĩnh hằng tiên tinh quá ít à? Tốt, vậy 2000. Cái gì? Còn ít à? Vậy. Đúng lúc này, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trước mặt Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng quay đầu lại. Nơi đó đã xuất hiện một người mặc áo đen từ lúc nào? Lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên nói. Thuộc hạ không hiểu chuyện nên đắc tội Mộng cô nương, 2000 vĩnh hằng tiên tinh này coi như quả bồi thường. Giọng nói của nữ tử. Nam Ly Mộng cười nói. Đâu có gì, tất cả đều là người một nhà, chút chuyện nhỏ này thì có gì mà đắc tội hay không chứ? Ta hoàn toàn không để ở trong lòng. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn nhẫn chứa đồ. Sau đó cất nhẫn chứa đổ vào. Người mặc áo đen này khẽ gật đầu. Cảm ơn Mộng cô nương đã đại nhân đại lượng. Nếu Mộng cô nương nói là người một nhà, ta đây cũng không khách sáo nữa,
Túng Hoành đạo của ta muốn biết lai lịch của nữ tử kia, Mộng cô nương có thể cho biết hay không? Tiểu nữ hài vừa rồi à? Nam Ly Mộng hỏi. Nữ tử áo bào đen gật đầu. Ái chà! Nam Ly Mộng đột nhiên vỗ nhẹ vào trán của mình. Ôi, thật sự ngại quá, gần đây tu luyện quá độ nên đầu óc không tốt lắm, ta không nghĩ ra lai lịch của nữ tử kia ra sao. Ta! Lúc này, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trước mặt Nam Ly Mộng. Bên trong là 1000 vĩnh hằng tiên tinh. Nam Ly Mộng chớp chớp mắt, sau đó nàng ung dung thản nhiên thu hồi cái nhẫn chứa đồ này. Ta hình như đã nghĩ ra vài điều gì đó. Đúng, đúng rồi, ta sắp nghĩ tới rồi. Nữ tử kia, nếu như ta không đoán sai, nàng chính là tộc trưởng bộ tộc hư linh tộc của Đại Thiên Vũ Trụ năm đó hư linh nữ. Chiến tích huy hoàng nhất trong suốt cuộc đời của nữ tử này là năm đó chém giết hơn 10 vị cường giả phá giới cảnh ở Ý Linh Giới. Cũng vào lúc đó, nàng thu được hư linh chi khí. Đương nhiên, khi đó nó còn chưa được gọi là hư linh chi khí, nhưng cuối cùng nó bị nàng hấp thu, luyện hóa, trở thành linh khí riêng cho nàng. Nói đến đây, nàng mỉm cười. Đại khái không còn gì nữa. Nàng cùng Dương Diệp có quan hệ thế nào? Nữ tử áo bào đen đột nhiên hỏi. Nam Ly Mộng đảo mắt. Đại tỷ, ngươi làm muốn khó người khác sao? Một ngày ta cũng sẽ không đi điều tra nhiều chuyện lộn xộn như vậy. Ta chỉ cảm thấy hứng thú với người lợi hại, người kỳ quái, còn có chuyện kỳ quái thôi, nữ tử áo bào đen khẽ gật đầu. Ta hiểu. Lúc này, Nam Ly Mộng lại nói. Túng Hoành đạo của ngươi cũng không phải sợ hư linh nữ, nhưng cá nhân ta cảm thấy vẫn nên tránh nàng thì hơn. Ngươi phải biết rằng, bây giờ hư linh tộc đã không còn, nữ tử này không còn lo ngại gì, nếu như nàng đánh tới Túng Hoành đạo của ngươi, sợ rằng các đạo chủ Túng Hoành đạo của ngươi sẽ phải đau chứng đấy. À, tội lỗi, ta còn nói quá thô tục. Lần sau không được dùng lý do này nữa, lần sau không được dùng lý do này nữa hắc. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Lão già kia trầm giọng nói. Tiêu Hộ Pháp, nữ tử này được một tấc lại muốn tiến một thước, Túng Hoành đạo của ta cần gì phải nể mặt nàng như vậy chứ? Chúng ta, ngu xuẩn, nữ tử áo bào đen đột nhiên lạnh lùng nói. Chuyện vốn chỉ tốn 1000 vĩnh hằng tiên tinh là có thể hoàn thành lại bị ngươi biến thành mấy nghìn vĩnh hằng tiên tinh, ngươi còn có mặt mũi gì nữa? Sắc mặt lão già có chút khó coi, nhưng không dám phản bác. Nữ tử áo bào đen lại nói. Nữ tử này bất kể là thực lực cá nhân hay là bối cảnh sau lưng đều không thể khinh thường, nếu nàng không nhằm vào Túng Hoành đạo của ta, Túng Hoành đạo của ta tất nhiên sẽ không đi trêu chọc nàng. Nếu như trước đây ngươi không lộ ra sát khí với nàng, nàng làm sao có thể giở trò chặt chém với chúng ta chứ? Lão già im lặng. Nữ tử áo bào đen nói. Đừng có cho rằng Túng Hoành đạo của ta đã là vô địch, trên đời này vĩnh viễn là núi cao còn có núi cao hơn, không nên coi thường bất kỳ kẻ nào. Dứt lời, nữ tử áo bào đen trực tiếp biến mất. Lão già cũng theo đó rời đi. Mà bên kia, trên đường Nam Ly Mộng trở về lại bị một nam tử trung niên ngăn lại. Nam Ly Mộng liếc nhìn nam tử trung niên, sau đó nói. Muốn hỏi lai lịch của nữ tử kia sao? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Ta muốn hỏi lai lịch của con linh chủ kia. Nghe vậy, Nam Ly Mộng nheo mắt lại lên. Nam tử trung niên lại từ từ nhắm hai mắt lại. Giá tùy Mộng tiểu thư đưa ra. Thần khí. Nam Ly Mộng nhìn thẳng vào nam tử trung niên. Một áp lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở đó, ngay sau đó. Một quầng sáng bảy màu xuất hiện ở cách Nam Ly Mộng không xa. Thần khí. Thật sự thần khí. Thần khí chân quý tới mức nào? Có thể nói, ở vĩnh hằng giới này sợ rằng còn chưa quá 20 món thần khí. Hơn nữa, phần lớn trong đó đều từ vũ trụ khác mang đến. Mà bây giờ, nam tử trung niên trước mắt này lại lấy ra hoàn toàn không do dự. Chỉ vì tìm chứng cứ cho một việc. Nam Ly Mộng nhìn quầng sáng trước mắt rất lâu, sau đó nói. Các ngươi không phải đã đoán được rồi sao? Vì sao còn muốn lãng phí món thần khí này? Nghe vậy, nam tử trung tuổi kia chậm rãi mở mắt, hai tay của hắn bắt đầu thoáng rung động. Qua rất lâu, nam tử trung niên khẽ nói. Thật làm cho người ta khó có thể tin nổi. Sở dĩ chúng ta bằng lòng hy sinh một món thần khí là muốn xác định 100%. Nếu như nhận sai, một lần sai lầm là vạn kiếp bất phục a. Bây giờ nhận được Mộng cô nương xác định. Chúng ta mới yên tâm được. Nam Ly Mộng khẽ nói. Có vài thứ mà nhận được, không nhất định là chuyện tốt.
Nam tử trung niên trầm giọng nói. Nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nam Ly Mộng liếc nhìn nam tử trung niên, gương mặt của nam tử trung niên đột nhiên có chút kích động. Mộng cô nương, trường sinh môn ta truyền thừa 3.000.000 năm, trong thời gian này trường sinh môn từng có 8 vị môn chủ, mỗi một vị môn chủ đều là yêu nghiệt kinh thế, nhưng 8 vị môn chủ này đều ngã xuống sông Vĩnh Hằng. Nói đến đây, nam tử trung niên từ từ nhắm hai mắt lại. Cố gắng, thiên phú, từ rất lâu rồi, những kẻ sinh sau còn không bằng người sinh trước. Bọn họ gặp may mắn mới sinh ra ở trong Vĩnh Hằng vũ trụ, từ nhỏ đã nắm giữ linh khí càng tinh thuần hơn chúng ta, thu được tài nguyên tốt hơn chúng ta. Mà chúng ta muốn lấy được những thứ này lại phải trả ra bằng sự cố gắng trong cả đời, nhưng còn chưa chắc có thể nhận được. Bây giờ, nàng là cơ hội của chúng ta sẽ liều mạng đánh cược. Nam Ly Mộng thu hồi quầng sáng này, sau đó nói. Đây là lựa chọn của các ngươi. Nói xong, nàng xoay người đi về phía xa. Trên mặt nam tử trung niên ban đầu còn bình tĩnh, sau đó dần dần biến thành hưng phấn rồi điên cuồng. Sau khi Dương Diệp cùng Thiên Tú rời khỏi Tiên Phủ và đi tới trong một dãy núi, ở đỉnh núi, bên trong Hồng Mông Tháp, Thiên Tú ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ, ở trên cơ thể nàng tản ra sóng ánh sáng u ám. Bên trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đang tham lam hấp thu linh khí của Bạch Long, vẻ mặt Bạch Long dường như đã sống không còn gì lưu luyến nữa. Nó cùng Tiểu Bạch đã đạt được đề nghị, mỗi ngày nó để cho Tiểu Bạch hút một chút. Dương Diệp cũng hơi tò mò về điều này, bởi vì bây giờ Tiểu Bạch càng khát vọng linh khí mãnh liệt hơn so với trước đây. Mà đám người Dương Diệp không biết, khi nhìn thấy được điểm sáng màu tím trong mắt của Tiểu Bạch càng lúc càng lớn, vẻ mặt Thiên Tú mạnh mẽ vô địch lại dần dần nghiêm trọng. Bên trong Hồng Mông Tháp, Thiên Tú ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ. Cứ như vậy không biết bao lâu, Thiên Tú mới chậm rãi mở mắt ra và nhìn về phía Dương Diệp. Đi theo ta. Nói xong, nàng rời khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trên đỉnh núi, Thiên Tú đi tới rìa đỉnh núi và nhìn về phía chân trời. Ngươi có hai con đường, thứ nhất, ta đưa ngươi rời khỏi Vĩnh Hằng giới, trước khi bước vào phá giới cảnh sẽ không được bước vào Vĩnh Hằng giới này. Điều thứ hai là đưa Tiểu Bạch đi thật xa. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày, không hiểu. Thiên Tú khẽ nói. Tiểu Bạch nàng có thể sẽ lên cấp. Vậy tại sao phải đưa nàng đi? Dương Diệp vẫn không hiểu. Thiên Tú quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như nàng thăng cấp thì sẽ đạt tới một mức độ vô cùng khủng khiếp. Mà ngươi không có thực lực bảo vệ nàng. Nói chính xác là nàng sẽ không có chuyện gì, nhưng ngươi sẽ có. Dương Diệp trầm giọng nói. Rất nghiêm trọng sao? Thiên Tú nói. Không phải rất nghiêm trọng, mà là vô cùng nghiêm trọng. Người từ Đại Thiên Vũ Trụ tới nên chưa từng nghe qua linh tổ, không biết được sự đặc biệt của nàng, có thể nói, một con linh chủ có thể trở thành linh tổ sẽ làm rất nhiều cường giả điên cuồng. Cho dù là ta, sợ cũng khó có thể chống đỡ được những cường giả này. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp hoàn toàn nghiêm trọng. Vào giờ phút này, hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp. Lấy thực lực của ngươi bây giờ thì căn bản không bảo vệ nổi nàng. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía cuối chân trời. Theo ý của ta là buông tha nàng, bởi vì cho dù ngươi có trốn cũng không thể trốn cả đời được. Từ năm đó tới bây giờ, ngươi một đường đi tới đều không dễ dàng gì, thật sự. Dương Diệp cười gượng. A Tú, ngươi cảm thấy ta có thể buông tha nàng sao? Thiên Tú im lặng. Dương Diệp khẽ nói. Người bên cạnh ta. Ta sẽ không thể vứt bỏ bất kỳ người nào, bao gồm cả Tiểu Bạch. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Nàng làm sao không biết tình cảm giữa Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Muốn Dương Diệp buông tha Tiểu Bạch thì căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng không buông tha, lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, kết cục của hắn nhất định sẽ không tốt lắm. Phải biết rằng, giờ phút này Tiểu Bạch còn không phải là linh tổ thật sự. Đừng nói bảo vệ Dương Diệp. Ngay cả năng lực tự bảo vệ chính mình nàng cũng không có. Nếu nàng rơi vào trong tay người khác, sẽ biến thành giống như một ít quyền thần ép thiên tử sai khiến chư hầu trong thế tục vậy. Nàng sẽ trở thành con rối cho người khác. Trốn sao? Vũ trụ vô cùng lớn, thật ra có thể trốn. Nhưng nàng biết rất rõ ràng, những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiểu Bạch. Không quan tâm Dương Diệp trốn tới chỗ nào, những người này đều sẽ đuổi theo hắn. Qua rất lâu, Thiên Tú mở mắt ra.
Vậy ngươi muốn thế nào? Rõ ràng là nàng đang hỏi ý của Dương Diệp. Muốn thế nào? Dương Diệp ngây người, rất nhanh, hắn nở nụ cười và nhìn thẳng vào phía chân trời, trong mắt lạnh lùng hát. A Tú, ta muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn nữa, còn mạnh hơn cả muội, mạnh hơn cả Tiêu Dao Tử kia. Ta muốn làm cho tất cả mọi người trên thế gian này nghe được hai chữ, Dương Diệp, ta đều nhường bước, ta muốn trong trời đất này không có bất kỳ người nào dám có ý đồ với Dương Diệp ta. Ta muốn bọn họ nghe được tên của ta lại phải run rẩy. Nói đến đây, hắn quay đầu lại nhìn về phía Thiên Tú. Ta muốn vô địch, ta muốn thật sự vô địch. Vô địch. Dương Diệp xem như đã thật sự hiểu được một việc, nếu muốn sống sót tùy tâm tùy ý thì chỉ có thể vô địch. Khi hắn thật sự vô địch, thế gian lại không có bất kỳ người nào dám đánh chủ ý tới hắn cùng người thân bên cạnh hắn nữa. Một ý cảnh mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phát ra ngoài. Kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệp tản ra, sau đó chấn động về bốn phía xung quanh, rất nhanh, tất cả không gian phía chân trời giống như gợn sóng nước nhộn nhạo. Không chỉ có vậy, kiếm ý của hắn đang lặng lẽ phát sinh biến hóa nào đó. Biến hóa tuyệt vời. Qua rất lâu, những kiếm ý đột nhiên trở về trong cơ thể của Dương Diệp. Dương Diệp ngây người. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Thiên Tú, tay ngọc của Thiên Tú vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp. Ta rốt cuộc đã biết vì sao hắn coi trọng ngươi như vậy. Hắn? Dương Diệp không hiểu. Kiếm tu kia? Thiên Tú khẽ nói. Kiếm đạo vô tình chú ý là bỏ qua tất cả, một lòng tu kiếm, tim hắn chỉ thuộc về kiếm, thế giới của hắn chỉ có kiếm. Con đường này còn xa hơn kiếm đạo hữu tình rất nhiều. Bởi vì kiếm đạo hữu tình, người cần kinh nghiệm trải qua trăm sắc thái trong đời người, cần kinh nghiệm sinh ly tử biệt, cần kinh nghiệm về mọi thứ trên thế gian. Tình đạo bao hàm toàn diện, ẩn chứa quy tắc của vạn vật, lại không phải dễ đi. Mà kiếm đạo vô tình, cả đời một người vô tình, cũng không đáng sợ, nếu như một người cả đời hữu tình mới là hiếm có nhất. Nói đến đây, nàng chậm rãi nằm xuống. Bản tâm, bao nhiêu người đã từng nghèo túng, cùng sinh tử giai lão, sau này huy hoàng lại có mới nới cũ. Có bao nhiêu người trước đại đạo trường sinh cùng lợi ích mà giết cả người thân thiết nhất? Dương Diệp im lặng, trên đường đi tới, hắn đã cảm nhận được không ít nhân tình ấm lạnh. Thiên Tú lại nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi biết vì sao kiếm ý của ngươi đột nhiên phát sinh biến hóa không? Dương Diệp lắc đầu. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có sự dịu dàng. Vừa rồi ngươi nói thật lòng mình, vô địch. Ngươi muốn vô địch, sở dĩ ngươi muốn vô địch là bởi vì muốn phải bảo vệ người bên cạnh. Lòng của ngươi trước sau đặt người bên cạnh ở vị thứ nhất. Chúc mừng ngươi, kiếm đạo hữu tình của ngươi xem như đã thật sự đi vào một quỹ đạo chính. Kiếm tu thật ra là tu tâm, tâm biến hóa thì kiếm cũng sẽ biến hóa theo. Dương Diệp trầm giọng nói. Tuyệt đối không đạt được đạo chân cảnh. Ngươi sai rồi. Thiên Tú nói. Điều này lại giống như lãng tử quay đầu. Lúc đó hắn tất nhiên không có khả năng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng tim hắn đã thay đổi. Tim thay đổi thì con đường sau này cũng sẽ theo thay đổi. Mà kiếm của ngươi đã từng bảo vệ, phòng thủ, ít nhiều có chút bị động, nhưng bây giờ ngươi muốn vô địch, ngươi không cảm giác được sao? Kiếm ý của ngươi đã vô tình có tính tấn công mãnh liệt. Nói đến đây, Thiên Tú liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Trái tim chân chính của cường giả. Tính tấn công à, Dương Diệp lập tức phóng ra kiếm ý, rất nhanh, kiếm ý tản ra, không gian ở đó lại nhộn nhạo. Hắn tuyệt đối không chỉ thị những kiếm ý kia làm như thế, đây là kiếm ý tự mình làm như thế. Ngươi đi theo ta. Thiên Tú nói xong, cả người đột nhiên hóa thành một tia sáng u ám phóng lên cao, rất nhanh, toàn thân nàng trực tiếp biến mất trong tinh không mịt mùng. Dương Diệp không do dự, lúc này liền đi theo. Thiên Tú cùng Dương Diệp đứng ở sâu trong tinh không xa xôi, xung quanh hai người là vô số ngôi sao. Thiên Tú nhìn thẳng vào Dương Diệp. Đạo chân, đạo phải thật, kiếm ý cũng phải thật, vì sao kiếm ý của ngươi không thật? Bây giờ, ngươi suy nghĩ kỹ cho ta bảo đảm sẽ không có người nào làm phiền ngươi. Phải lập tức lĩnh ngộ. Thiên Tú biết rất rõ ràng khuyết điểm của Dương Diệp ở đâu, đó chính là quá ít cảm ngộ. Dương Diệp là một đường đánh tới. Đau khổ trên cả đoạn đường này chưa tính là chuyện xấu đối với hắn, ý thức chiến đấu cùng sự ngoan cường của hắn, những người trẻ tuổi khác không có cách nào so sánh được.
nhưng tu hành thì tu hành, không chỉ là dựa vào đánh và giết là được. Đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, nhưng nếu như một quyển sách cũng không đọc, đường có đi nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một kẻ mù chữ. Đường phải đi, sách cũng phải đọc. Mà bây giờ, nàng muốn Dương Diệp làm chính là lĩnh ngộ. Bình tĩnh và cố gắng tìm hiểu đạo của mình, tìm hiểu tất cả mọi thứ trong thế gian này. Trước đây, Dương Diệp không phải giết người thì chính là đi trên con đường giết người, hắn quá bận nên không có thời gian tìm hiểu. Mà bây giờ, Thiên Tú nàng cho làm vệ sĩ hắn, để cho hắn yên tâm tìm hiểu. Thiên Tú lại nói, ta cảm nhận được một ý cảnh mạnh mẽ ở bên trong cơ thể ngươi, đây hẳn là ý điên đạo chân cảnh, vì sao ngươi có thể lĩnh ngộ được ý điên, đồng thời làm cho nó đạt tới đạo chân cảnh. Cũng bởi vì ngươi hận quá thật, điên của ngươi quá thật, ma của ngươi quá thật. Điều này lại giống như một tảng băng, bản chất của nó là gì? Bản chất của nó chính là nước, nước mới là tướng mạo sẵn có của nó, ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp không nói gì, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, Tiểu Ngưu, Tiểu Bạch và Vương Nhị Nha, Kiếm Kinh đều ở bên cạnh của Dương Diệp. Thiên Tú gọi bọn họ ra. Thiên Tú nhìn lướt qua đám người Kiếm Kinh, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào trên thân Vương Nhị Nha rồi nhanh chóng nhíu mày. Vương Nhị Nha liếc nhìn Thiên Tú, sau đó khẽ nói. Tỷ, tỷ. Nàng gặp được rất nhiều cường giả, ví dụ như những đại yêu thái cổ, nhưng chỉ có ba người làm cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Mà hai người trong đó theo thứ tự là Kiếm Tu trước đây cầm kiếm vào thôn và Tiểu Tỷ Tỷ trước mặt này. Thiên Tú liếc nhìn Vương Nhị Nha, sau đó khẽ gật đầu. Đừng có suốt ngày chơi loạn với Tiểu Bạch nữa, ngươi cần phải tu luyện nhiều hơn, tranh thủ sớm kích phát huyết mạch của mình. Vương Nhị Nha rõ ràng hơi sợ Thiên Tú, vội vàng lập tức gật đầu. Được. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, chơi loạn. Thiên Tú quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Nàng cũng liếc nhìn Thiên Tú nhưng không nói gì. Nàng đã trải đời nên đối mặt với Thiên Tú vẫn rất bình tĩnh. Vì nàng sao? Thiên Tú đột nhiên hỏi. Kiếm Kinh do dự một lúc, sau đó nói. Cũng không hoàn toàn, không phải hắn cũng không tệ sao? Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Tú ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn là một người tốt, theo hắn sẽ không phụ ngươi. Kiếm Kinh im lặng liếc nhìn Thiên Tú. Lúc này, Thiên Tú quay đầu nhìn về phía kiếm hồ bên thắt lưng Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó đưa kiếm hồ tới trước mặt Thiên Tú, nàng vẫn vô cùng ngoan. Ba người không thể đắc tội, một người là Dương Diệp, còn có Tử Nhi, người còn lại chính là Thiên Tú. Thiên Tú đang muốn thò tay nắm lấy kiếm hồ kia lại đột nhiên chấn động mạnh, sau đó hóa thành một đường kiếm quang tránh sang một bên. Nhưng Thiên Tú chộp một cái, kiếm hồ kia cuối cùng vẫn rơi vào trong tay nàng. Thiên Tú liếc nhìn kiếm hồ kia, sau đó nói. Đối với hắn, ngươi đúng là một bảo vật không tệ. Đáng tiếc lại quá mức cao ngạo, cũng chỉ là tính tình hắn tốt, chứ nếu như gặp phải ta, ta đã sớm bóp nát ngươi. Vừa dứt lời, nàng lập tức ném một cái, trực tiếp vứt kiếm hồ sang một bên. Tính tình tốt. Vẻ mặt Kiếm Kinh cùng Vương Nhị Nha có chút kỳ lạ, tính tình Dương Diệp có tốt sao? Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Tính tình của Dương Diệp vẫn rất tốt, bởi vì từ trước đến nay Dương Diệp chưa từng nổi giận với nàng. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên rung lên và biến mất khỏi đó. Tầng thứ 7 của Hồng Mông Tháp. Trong hư vô có một cái búa mờ ảo ảnh lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Thiên Tú liếc nhìn bóng búa này, sau đó nói. Ngươi có thể thoát khỏi sự vây khốn từ lâu, sao còn ở đây? Thế nào, sợ hắn liên lụy ngươi sao? Thậm chí mục tiêu của ngươi chỉ là Tiểu Bạch, muốn ở đây trở thành một con hoàng tước đứng phía sau rất nhiều kế hoạch à. Phía chân trời, búa khai thiên im lặng. Thiên Tú dựng lên ba ngón tay. Khi ta gập hết ngón tay xuống, nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời hoàn mỹ, ta lại làm cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lúc này, tất cả hư vô bắt đầu chấn động. Một áp lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở đó. Thiên Tú nheo mắt lại. Ra tay thử xem ta có dám bóp nát linh của ngươi, làm cho ngươi biến thành một món sắt vụn hay không. Trong không trung dần dần bình tĩnh lại. Mà lúc này, hai ngón tay của Thiên Tú đã gập xuống. Khi nàng gập ngón tay thứ ba, giọng nói búa khai thiên hồng hoang đột nhiên vang lên ở trong không trung. Các hạ cần gì ép buộc như vậy? Ép buộc? Thiên Tú cười lạnh. Ta biết mục đích của ngươi là Tiểu Bạch, ngươi hình như quên một điểm.
Tiểu Bạch này đi theo chân hắn. Ngươi theo Tiểu Bạch và hắn chỉ muốn được lợi mà không ra sức, thế gian này làm gì có được loại chuyện tốt như vậy chứ? Búa Khai Thiên Hồng Hoang trầm giọng nói. Một vị linh tổ đi theo bên cạnh hắn nhưng không có thực lực nắm giữ nàng, hắn lại không muốn buông tha linh tổ này, nếu ta lựa chọn hắn, sợ rằng kết quả sau cùng sẽ là bỏ mạng đạo tiêu. Thiên Tú đi tới trước Búa Khai Thiên Hồng Hoang, sau đó nói. Muốn lợi ích lại không muốn nguy hiểm, thế gian làm gì có loại chuyện tốt như vậy chứ? Bây giờ, ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, bản thân ngươi rời đi, không được mơ ước Tiểu Bạch nữa. Thứ hai, nhận hắn làm chủ. Nhận hắn làm chủ sao? Búa Khai Thiên Hồng Hoang đột nhiên giận tới dựng lông. Hắn dựa vào cái gì? Ta. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên thò tay ra phía trước, sau đó chụp một cái, rất nhanh ảo ảnh một bàn tay trực tiếp nắm lấy cái bóng búa phía xa. Giọng nói của Búa Khai Thiên Hồng Hoang ngừng lại. Trong mắt Thiên Tú đầy lạnh lùng. Hắn dựa vào cái gì? Vậy ta hỏi ngươi, hắn dựa vào cái gì phải nuôi ngươi? Để cho ngươi nhận hết lợi ích của Hồng Mông Tử Khí. Ngươi nói xem, hắn dựa vào cái gì? Nói không nên lời, ta giết chết ngươi. Búa Khai Thiên Hồng Hoang tức giận nói. Hư Linh Nữ, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi. Đúng lúc này, tất cả phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Không gian xung quanh Búa Khai Thiên Hồng Hoang đột nhiên chôn vùi, không chỉ có vậy, nó bắt đầu chấn động mãnh liệt, dường như đang chịu đau đớn cực lớn nào đó. Bên dưới, Thiên Tú chợt nắm chặt tay phải. Không gian xung quanh Búa Khai Thiên Hồng Hoang đột nhiên nổ tung, cùng lúc đó, một gợn ánh sáng u ám trực tiếp bao phủ lấy nó. Bên trong ánh sáng u ám, Búa Khai Thiên Hồng Hoang điên cuồng chấn động. Thiên Tú nhìn thẳng vào Búa Khai Thiên Hồng Hoang. Thần khí, ngươi thật sự tưởng mình giỏi lắm sao? Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng với hắn, ta đã sớm bóp nát linh của ngươi. Bây giờ... ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi có bằng lòng thuần phục hắn không? Nếu ngươi thuần phục hắn, sau này cùng phú quý với hắn, có Tiểu Bạch ở bên cạnh, sau này ngươi muốn tăng thêm một tầng cũng không phải là chuyện gì khó. Nếu không bằng lòng, hoặc có ý định khác, ta lại lập tức giết chết ngươi. Trong trời đất trở nên yên tĩnh. Có bằng lòng không? Búa Khai Thiên Hồng Hoang là thần khí, còn là loại thần khí lợi hại vô cùng, nhưng nó chỉ là thần khí. Tuy bản thân nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, nhưng không ai sử dụng, lực lượng có thể phát huy ra dù sao cũng có hạn. Hơn nữa, cho dù có người sử dụng, sợ rằng cũng không làm gì được vị hư linh nữ trước mắt này. Giống như hư linh nữ nói, trong những người nàng từng gặp trong cuộc đời trước đó, nếu một đấu một, cũng chỉ có vị kiếm tu kia có thể thắng nàng. Nó là một thần khí có tính tình, nhưng vị trước mắt này càng có tính tình hơn. Không thần phục thì sẽ chết. Búa Khai Thiên Hồng Hoang tin tưởng Thiên Tú tuyệt đối có thể làm ra được loại chuyện này. Qua rất lâu sau, Thiên Tú rời khỏi đó. Trong tinh không, sau khi Thiên Tú ra ngoài, ánh mắt mấy người kia đều nhìn về phía Thiên Tú. Bây giờ Thiên Tú chính là chỗ dựa của mọi người. Chỉ có vẻ mặt Kiếm Kinh vẫn nghiêm trọng, bởi vì nàng biết rất rõ ràng, Thiên Tú căn bản không thể ở đây lâu. Có vài quy tắc, cuối cùng nàng vẫn phải tuân theo. Lúc này, Thiên Tú quay đầu nhìn về phía bên phải, mọi người cũng nhìn về phía nơi đó. Tiểu Bạch mắt chớp chớp, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Tú. Vương Nhị Nha liếm mứt quả, sau đó khẽ nói. Lão già, Kiếm Kinh nhìn lại nhưng không thấy gì cả. Không chỉ Kiếm Kinh, con trâu kia cũng không có thấy gì cả. Nơi đó hoàn toàn trống rỗng. Nhưng Tiểu Bạch và Vương Nhị Nha lại nhìn thấy được. Kiếm Kinh nhíu mày, rất nhanh. Nàng khép ngón tay đặt ở hai mắt và nhẹ nhàng rạch một cái, một đường kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở chỗ hai mắt nàng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó có một lão già mặc áo bào màu xám đang đứng. Thiên Tú liếc nhìn Vương Nhị Nha. Ra ra ngươi bảo ngươi theo hắn à? Vương Nhị Nha khẽ gật đầu. Còn có Chỉ Tiên tỷ tỷ nữa. Đúng rồi, ta cảm thấy Tiểu Bạch rất tốt, ta hình như hơi nhớ nàng rồi. Nói, nàng đưa mứt quả tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó liếm liếm. Thấy cũng không tệ lắm, vì vậy nàng lại liếm tiếp. Thiên Tú mỉm cười. Ra ra ngươi là một người quyết đoán, cũng là một người rất tinh mắt. Nghe được Thiên Tú khen ra ra mình, Vương Nhị Nha lập tức vui mừng vô cùng. Thiên Tú khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi về phía lão già mặc áo bào màu xám kia, rất nhanh, nàng đã đi tới trước mặt hắn.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thấy cơ thể của lão già mặc áo bào màu xám này rất kỳ lạ, hình như hòa làm một thể cùng không gian, nhưng lại giống như vượt ra ngoài không gian ở đây, giống như kiếm vực của Dương Diệp vậy. Lão già ôm quyền nói với Thiên Tú. Các hạ, lão phu là người bảo vệ giới này. Các hạ tuy là giới chân, nhưng lại có lực của phá giới. Mỗi lần các hạ ra tay thì tuổi thọ của giới này sẽ hao tổn hơn 10 năm, cho nên vẫn mong các hạ rời khỏi giới này. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Ta tạm thời không thể đi được. Lão già mặc áo bào màu xám này nghe vậy liền nhíu mày. Lúc này, Thiên Tú lại nói. Hai tháng sau, ta sẽ tự mình rời đi. Lão già mặc áo bào màu xám lắc đầu, từ chối. Thiên Tú trợn mắt nhìn về phía lão già mặc áo bào màu xám. Vậy các ngươi lại tới giết ta đi. Lão già mặc áo bào màu xám. Thiên Tú đi lên trước hai bước và nhìn thẳng vào lão già mặc áo bào màu xám. Ta muốn ở lại chỗ này hai tháng, có thể chứ? Lão già mặc áo bào màu xám khẽ nói. Ta biết các hạ có thực lực hơn người, nhưng các hạ vẫn tuân theo quy củ này thì tốt hơn, chứ không phải uy hiếp. Thiên Tú nói. Quy định khác, ta sẽ không tuân theo, nhưng quy định này, Thiên Tú ta sẽ tuân theo, nhưng quy định là chết, người là sống. Ta ở lại nơi này hai tháng, không phải là vấn đề lớn chứ? Đúng rồi, ta là hư linh tộc đã không còn nữa. Người cô đơn. Lão già mặc áo bào màu xám nghe vậy bèn nheo mắt, bọn họ sợ nhất chính là người cô đơn này lại còn có thực lực đặc biệt khủng khiếp, người như thế, một khi can thiệp không tốt dẫn tới đánh nhau. Trong mấy trăm năm tiếp theo, sợ rằng bọn họ cũng không có nổi cuộc sống thanh nhàn. Qua rất lâu, lão già mặc áo bào màu xám khẽ thở dài, sau đó nói. Một tháng, các hạ, ngươi chỉ có thể ở đây một tháng, trong một tháng này, chúng ta sẽ đi bế quan, một tháng sau chúng ta mới xuất quan. Thiên Tú im lặng suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Được, lão già mặc áo bào màu xám liếc nhìn Thiên Tú, sau đó nói. Vẫn mong các hạ ít ra tay thôi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Một tháng, Thiên Tú im lặng rất lâu, sau đó xoay người xuất hiện ở trước mặt đám người Kiếm Kinh và nhìn về phía Kiếm Kinh. Giới này, thế lực nào mạnh nhất, còn có cường giả nào đang ẩn nấp? Kiếm Kinh do dự một lúc, sau đó lắc đầu. Cụ thể thế nào thì ta không biết, nhưng Nam Ly Mộng của Nam Ly gia hẳn sẽ biết, chỉ là người này là một thần giữ của. Không có thứ tốt thì đừng mong nhận được bất kỳ điều gì từ trong miệng nàng. Nam Ly Mộng. Thiên Tú nói. Nam Ly tộc ở đâu? Kiếm Kinh liếc nhìn Thiên Tú, sau đó chỉ vào bên phải. Thiên Tú khẽ gật đầu. Các ngươi canh giữ ở chỗ này. Nói xong, nàng xoay người muốn rời khỏi, mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó chỉ vào mình, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Rõ ràng, nàng muốn đi chơi cùng Thiên Tú. Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Ngươi không nói ta cũng sẽ dẫn ngươi đi, bây giờ ngươi ở chỗ này, sợ rằng bọn họ đều sẽ phải chết. Nói xong, nàng ôm Tiểu Bạch trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Vương Nhị Nha quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm Kinh tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này thật là lợi hại. Tiểu Ngưu khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Kiếm Kinh liếc nhìn tia ánh sáng u ám ở phía chân trời này, sau đó khẽ gật đầu. Rất lợi hại. Có nàng ở đây, Dương Điên sẽ không có việc gì chứ? Vương Nhị Nha lại hỏi. Kiếm Kinh khẽ nói. Ai biết được? Đúng lúc này, Vương Nhị Nha đột nhiên quay đầu lại. Kiếm Kinh tỉ tỉ, xung quanh có người. Kiếm Kinh nhìn lướt qua xung quanh. Không quan tâm tới bọn họ làm gì. Tiểu Bạch không ở đây, bọn họ sẽ không xuất thủ. Giống như Kiếm Kinh nói, người trong bóng tối xung quanh tuyệt đối không ra tay, nhưng cũng không rời đi. Về phần Thiên Tú, ai dám qua chứ? Vẻ mặt Kiếm Kinh vẫn rất nghiêm trọng, những người này biết Thiên Tú mạnh mẽ, nhưng bọn họ vẫn tới. Điều này có nghĩa là những người này sẽ không bỏ qua Tiểu Bạch. Thiên Tú có thể ngăn cản được những người này sao? Thiên Tú chỉ có thời gian một tháng. Nam Ly tộc. Lấy tốc độ của Thiên Tú thì không bao lâu nàng liền xuất hiện ở Nam Ly tộc. Nàng vừa xuất hiện ở Nam Ly tộc, Nam Ly Mộng liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nam Ly Mộng liếc nhìn Thiên Tú, sau đó cười nói. Nam Ly gia ta cũng không nhằm vào Dương Diệp hắn, cũng không đánh chủ ý vào vật nhỏ trên vai ngươi. Trên vai Thiên Tú, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, vật nhỏ trên vai, là đang nói nàng sao?
Thiên Tú liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó nói. Phá giới cảnh. Nam Ly Mộng cười nói. Đúng vậy, vì có thể ở lại một thời gian, ta đã cho mấy lão già này ít đồ tốt. Ta thật đau lòng chết đi được. Thiên Tú khẽ gật đầu. Ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Trong vĩnh hằng giới, thế lực nào mạnh nhất, người nào mạnh nhất? Nam Ly Mộng nghe vậy liền nheo mắt lại lên. Ngươi muốn làm gì? Thiên Tú khẽ nói. Ta muốn giết chết mấy người để tế trời. Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Theo ta được biết, Dương Diệp không phải là người của hư linh tộc, người cần gì phải vì hắn mà cuốn vào vòng xoáy vô tận này chứ? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, vòng xoáy này rất sâu, cho dù là ngươi, sợ rằng cũng sẽ bị cuốn vào tới thịt nát xương tan. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trước kia hắn đã từng xem ta là người thân, liều mạng bảo vệ ta. Dương Diệp hắn dùng chân tình đối xử với ta, xem ta là người thân, Thiên Tú ta nhất định sẽ lấy chân tình báo đáp, xem hắn là người thân. Ta không thể bảo vệ hắn cả đời, nhưng trong một tháng này, ai dám động vào hắn, ta nhất định sẽ giết 10 tộc của kẻ đó. Người thân. Ở trong lòng Thiên Tú, Dương Diệp cùng Tiểu Bạch chính là người thân của nàng. Bởi vì trước kia chỉ có Dương Diệp cùng Tiểu Bạch xem nàng là người thân. Cách đó không xa, Nam Ly Mộng im lặng nhìn Thiên Tú. Thiên Tú lại nói. Trước kia ta từng tới vĩnh hằng giới này một lần, tuy nhiên, nhưng không ở lại lâu nên không quen thuộc với nơi đây. Nào, người tới nói cho ta biết, một ít thế lực ẩn nấp trong giới này, còn có đám lão quái vật ở trong bóng tôi nữa, ta muốn đi gặp bọn họ. Nam Ly Mộng im lặng suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ngoài mặt thì không thể nghi ngờ tiên phủ cường đại nhất vĩnh hằng giới. Đương nhiên, hai thành ba tông sáu tộc ngược lại cũng không kém, nhưng những năm gần đây những thế lực này đều đang xuống dốc, bởi vì trong tộc không xuất hiện qua thiên tài đặc biệt kinh diễm gì. Về phần trong bóng tối cũng có vài thế lực, nhưng nghiêm khắc mà nói những thế lực này đã không tính là vĩnh hằng giới nữa. Thiên Tú khẽ xoa Tiểu Bạch trong lòng, tiếp tục. Nam Ly Mộng lại nói. Những thế lực này đều ở sông Vĩnh Hằng, cả đời của bọn họ đều chuẩn bị để qua sông. Trong này có Trường Sinh Môn, Lúng Hoành Đạo, Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo. Bọn họ có số lượng người cũng không nhiều, nhưng không một ai là kẻ yếu cả. Bọn họ thu người, cũng chỉ thu những thiên TCI cao cấp nhất từ các vũ trụ, tộc trưởng của sáu tộc trước kia. Ví dụ như Thủy Nguyên Đế lại gia nhập Vô Sinh Giáo. Phần lớn những người còn lại cũng gia nhập một cơ vài thế lực. Ngươi thì sao? Thiên Tú đột nhiên hỏi. Nam Ly Mộng mỉm cười. Đây chính là một bí mật nhỏ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta cũng không có gia nhập bốn thế lực này. Thiên Tú im lặng liếc nhìn Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng lại nói. Nước trong bốn thế lực rất sâu, cực kỳ sâu, trong đó có một ít lão già còn vượt qua sông Vĩnh Hằng, tuy cuối cùng chưa từng đi, nhưng bọn họ còn sống. Ở bên kia, số lần ai càng vượt qua nhiều mà không chết, người đó lại càng lợi hại. Sông Vĩnh Hằng. Thiên Tú nheo mắt lại. Đó là vách ngăn vũ trụ sao? Nam Ly Mộng khẽ gật đầu và liếc nhìn Thiên Tú, sau đó nói. Ta cảm thấy, nếu như cho ngươi một ít thời gian, ngươi chắc chắn sẽ có cơ hội rất lớn, có thể qua được. Ta tạm thời không có hứng thú gì. Thiên Tú nói. Còn có thế lực khác không? Còn có một thế lực nữa. Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Thế lực này có truyền thừa lâu nhất, cũng thần bí nhất, đặc biệt thần bí đến mức có khả năng căn bản không tồn tại. Nghe vậy, Thiên Tú nhíu mày. Nam Ly Mộng nói. Thái Thượng Giáo. Thái Thượng Giáo. Nam Ly Mộng khẽ gật đầu. Ta cũng chỉ mới nghe nói về thế lực này, nó rốt cuộc có tồn tại hay không, ta cũng không dám xác định 100%. Tuy nhiên, đã từng có cường giả qua sông, phát hiện ra một ít tung tích của giáo này. Hơn nữa, có người nói ở rất lâu trước đây, giáo chủ của giáo này có thể qua lại sông Vĩnh Hằng cùng Vĩnh Hằng giới. Đương nhiên ta cũng không tin điều này lắm. Bên này cơ bản không có người nào có thể dễ dàng phá tan vách ngăn vĩnh hằng vũ trụ. Thiên Tú nói. Loại bỏ Thái Thượng Giáo này, thế lực nào mạnh nhất trong bốn thế lực này? Tất cả đều tương đương nhau. Nam Ly Mộng nói. Cường giả thì. Thiên Tú lại hỏi. Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Mộng lão nhân, người đứng đầu thần vũ bảng hiện nay ở bên trong một rừng trúc tím ở bờ sông Vĩnh Hằng, cả đời không tranh với đời. Nếu không phải đã từng ngẫu nhiên ra tay 10 chiêu đánh bại thiên vô thần cường giả của tiên phủ năm đó từng danh chấn thiên hạ, sợ rằng không có ai biết tới một lão nhân như vậy.
Thiên Tú khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói xong, nàng ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Ngươi quả thật muốn ra mặt cho hắn sao? Nam Ly Mộng đột nhiên hỏi. Thế nào? Thiên Tú dừng bước. Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Các hạ, thực lực của ngươi đúng là hiếm thấy trên đời, nhưng linh tổ sẽ làm những người này điên cuồng. Ngươi căn bản không có khả năng che chở được hắn cả đời. Nếu như ta không đoán sai, người bảo vệ giới chắc chắn đã đi tìm ngươi. Kể từ đó, ngươi càng không có bao nhiêu thời gian để ở lại giới này. Bây giờ ngươi che chở hắn, người đời nể mặt ngươi ba phần mà không động vào hắn. Nhưng ngươi đi rồi thì sao? Bây giờ, bọn họ chịu áp lực càng lớn, sau này ngươi vừa đi, bọn họ bạo phát lại càng lớn. Bây giờ ngươi đè ép những thế lực này, sau này bọn họ sẽ trút hết oán khí ở trên người của Dương Diệp. Trên vai Thiên Tú, Tiểu Bạch đột nhiên giơ cao móng nhỏ lên, trên gương mặt đầy vẻ giận dữ. Nam Ly Mộng liếc nhìn Tiểu Bạch, mí mắt không nhịn được giật giật, nhóc này thật sự là linh tổ sao? Phía xa, Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó khẽ nói. Ta không thể bảo vệ cả đời hắn, nhưng có thể bảo vệ được ngày nào hay ngày đó. Nắm giữ linh tổ không phải là lỗi của hắn, cũng không phải là lỗi là nhóc này, mà là thế đạo tàn khốc này sai thôi. Đương nhiên, hắn cũng có sai, hắn sai là vì thực lực quá yếu. Nếu cho hắn 10 năm, lại xem ở vĩnh hằng giới này còn ai dám đánh chủ ý vào hắn chứ? Đáng tiếc hắn không có 10 năm. Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Các hạ, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu như hắn bằng lòng giao linh tổ ra, không những có thể giải quyết phiền phức bây giờ, có ngươi ở đó, còn có thể thu được rất nhiều lợi ích, chỉ cần hắn bằng lòng chủ động giao ra, hắn có thể đưa ra tất cả điều kiện. Thiên Tú xoay người nhìn về phía Nam Ly Mộng. Thế lực phía sau ngươi bảo ngươi nói vậy à? Nam Ly Mộng khẽ gật đầu. Coi là vậy đi, tuy nhiên, ta đã tuyên bố, chúng ta không muốn có ý ép buộc, có thể đàm phán cùng hắn thì đương nhiên là tốt nhất. Bản thân ta cũng không có hứng thú gì với nhóc này, chỉ là ta thay người phía sau hỏi một câu mà thôi. Thiên Tú nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi bằng lòng rời khỏi Dương Diệp sao? Tiểu Bạch ngây người, sau đó đầu nhỏ lắc như trống bỏi. Thế gian này có một loại bí pháp, có thể rút hết ký ức. Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu, ầm. Một ánh sáng u ám mạnh mẽ đột nhiên chấn động ra, cách đó không xa, Nam Ly Mộng thoáng biến sắc, tay ngọc xoay tròn. Ầm. Một tia láng trắng từ trong lòng bàn tay của Nam Ly Mộng chấn động ra, tất cả phía chân trời trực tiếp nổ tung, Nam Ly Mộng lùi về phía sau trăm trượng. Thi Kiên Tú lạnh lùng liếc nhìn Nam Ly Mộng. Bỏ đi ý niệm vừa rồi, nếu không, ta nhất định sẽ chém ngươi. Lấy ra ký ức. Đây không thể âm khi ngờ là một chuyện đặc biệt tàn nhẫn, bất kể là đối với con người hay đối với linh, ký ức không hoàn chỉnh cũng có nghĩa là cuộc sống một con người không hoàn chỉnh, cả linh cũng vậy. Có thể nói, nếu như Tiểu Bạch bị lấy ra ký ức, sau này nàng sẽ trở thành con rối của người khác, cho dù nàng có ngày đạt tới linh tổ, người khác vẫn có thể khống chế nàng, bởi vì không có trí nhớ đầy đủ, cả đời Tiểu Bạch cũng chỉ có thể dừng lại ở linh tổ. Nói khó nghe một điểm chính là lấy ra ký ức lại tương đương với cắt mất hạ thể của một nam nhân, tuy người miễn cưỡng vẫn tính là một nam nhân, nhưng cả đời ngươi cũng không thể có con cháu đời sau. Lấy ra ký ức, Tiểu Bạch chớp chớp mắt và quay đầu nhìn về phía Thiên Tú, hiển nhiên đang hỏi đó là làm gì, chơi vui sao? Thiên Tú khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào lấy ra trí nhớ của ngươi. Hư linh nữ. Lúc này, Nam Ly Mộng cách đó không xa đột nhiên nói. Vẫn là câu nói kia, bây giờ ngươi ở đây, thế lực của nơi này đều sẽ nể mặt ngươi, nhưng ngươi đi rồi thì sao? Nếu ngươi rời đi, Dương Diệp hẳn phải chết, nàng tuy không có việc gì, nhưng lấy tình cảm của nàng cùng Dương Diệp, sẽ không có bất kỳ một thế lực nào không kiêng kỵ, bởi vậy, bất kể là thế lực nào thu được nàng đều sẽ lấy ra ký ức của nàng, làm cho nàng hoàn toàn quên đi Dương Diệp còn có tất cả mọi chuyện của Dương Diệp. Cái này. Đúng lúc này, Tiểu Bạch trên vai Thiên Tú đột nhiên tức giận. Nàng hung hăng trừng mắt với Nam Ly Mộng, trong móng nhỏ là búa khai thiên hồng hoang. Nếu như không phải Thiên Tú kéo lại, nàng đã muốn đi đánh Nam Ly Mộng. Thiên Tú liếc nhìn Nam Ly Mộng, sau đó nói. Trong mắt các ngươi chỉ có thấy linh tổ, chỉ thấy được cái yếu của Dương Diệp, lại không nhìn thấy tương lai của hai người bọn họ sau này. Hắn là một người bụng dạ hẹp hòi, hôm nay... Người vĩnh hằng giới đối xử với hắn thế nào, ngày sau sẽ báo lại gấp trăm lần.
Nói xong, Thiên Tú ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Nam Ly Mộng từ từ nhắm hai mắt lại. Hắn không có khả năng có tương lai. Tuy nàng không muốn dính vào chuyện của Linh Tổ, nhưng chuyện của Linh Tổ lại dính dáng tới rất nhiều điều. Có thể nói, nếu như không phải hư linh nữ đột nhiên xuất hiện, Dương Diệp đã sớm không còn trên thế gian này. Qua rất lâu, Nam Ly Mộng nhìn quyển sách thật dày trong tay, sau đó nói. Nên nói thì ta đều đã nói rồi. Lão nương không dính vào chuyện Linh Tổ. Các ngươi cũng đừng tìm tới ta nữa, nếu tìm ta, lão nương lại cho các ngươi biết tay. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người lập tức biến mất. Mà quyển sách trong tay nàng lại run rẩy, dường như có thứ gì đó được truyền tống ra ngoài. Thiên Tú ôm Tiểu Bạch đi tới chỗ tinh không của đám người Dương Diệp. Nhìn thấy Thiên Tú trở về, Kiếm Kinh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy nàng đã đặt cược ở trên người của Dương Diệp, nhưng bình tĩnh mà xem xét, nếu như không có hư linh nữ, nàng thật sự sẽ mất cả vốn lẫn lãi. Thiên Tú nhìn lướt qua xung quanh. Lan! Vừa dứt lời, xung quanh có rất nhiều khí tức không rõ ràng lập tức giống như thủy triều lui lại, chỉ trong giây lát liền hoàn toàn biến mất ở trong mảnh tinh không này. Ánh mắt Thiên Tú rơi vào trên thân Kiếm Kinh. Ta nhớ trên người hắn có một vật tên là cây bồ tạo hóa đề, vì sao vật kia không ở đây? Nó đã bị người khác đoạt mất rồi. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Nghe vậy, Thiên Tú nhíu mày lên, nàng không nói gì, mà nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh rồi chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Lúc này, Dương Diệp giống như lão tăng nhập định, khí tức trên người nội liễm và không có chút dao động nào. Thiên Tú im lặng nhìn Dương Diệp, suy nghĩ không nói. Theo Thiên Tú im lặng, không khí chung quanh cũng dần dần nghiêm trọng. Tiểu Bạch cùng Vương Nhị Nha còn tốt, hai vật nhỏ đều thuộc dạng không tim không phổi, Thiên Tú cũng không lo lắng cho bọn họ. Hai tiểu tử kia có thân phận đặc biệt, không có Dương Diệp, cả hai vẫn có thể sống rất tốt. Kiếm Kinh, Hồng Mông Tháp, Tiểu Ngưu, Búa Khai Thiên. Những thứ này không phải là của Dương Diệp, bọn họ đều có thể sống rất tốt. Chỉ có Dương Diệp, Tiểu Bạch lột xác sẽ đẩy Dương Diệp vào đường cùng. Qua rất lâu, Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại, khẽ nói. Ta nên cứu ngươi như thế nào đây? Mà ở một nơi đổ nát trong một thế giới không biết tên. Một nữ tử mặc áo bào trắng ngồi chồm hổm ở trước một tấm bia đá, ở bên cạnh nữ tử có cắm một thanh trường thương. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tấm bia đá đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Thế nào là vũ thần? Một ý niệm liền hiểu mười, một hiểu lại trăm thông, một thông lại ngàn biến, một biến lại vạn hóa. Ta từ vĩnh hằng đến, trải qua rất nhiều vũ trụ, cuối cùng mới thấy được một người không tệ. Nói đi. Người muốn cái gì? Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu. Ta muốn vô địch. Muốn vô địch. Trong chớp mắt yên lặng, bên trong tấm bia đá đột nhiên truyền ra một tiếng cười lớn. Tiếng cười vang lên rất lâu, cuối cùng, âm thanh thần bí nói. Vô địch, người trên thế gian này lại có ai có thể thật sự vô địch? Cho dù là hư vô mờ mịt chúa tể tất cả thiên mệnh, cũng không dám tự xưng là vô địch. Nữ tử áo bào trắng liếc nhìn tấm bia đá, sau đó nói. Không làm thì làm sao biết được có làm được hay không? Nếu chẳng may làm được thì sao? Tấm bia đá yên lặng. Qua rất lâu, tấm bia đá đột nhiên chấn động mạnh, trực tiếp nổ tung ra. Sắc mặt nữ tử áo bào trắng không đổi, thản nhiên nhìn, sau khi tấm bia đá vỡ nát, một lão già xuất hiện ở trước mặt nữ tử áo bào trắng. Lão già nua đến một mức độ cực kỳ đáng sợ, nếp nhăn trên mặt hắn giống như đao khắc sâu, da còn khô không một chút nước nào. Tóc trắng xóa. Lưng gù, cả người thoạt nhìn thật giống như trong phút lát sẽ lại quy thiên rời đi. Lão già liếc nhìn nữ tử áo bào trắng, sau đó nói. Ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ có một câu nói, gọi, thiên mệnh có thể đoán, nhưng không thể chống đối. Ngươi có biết nó có ý gì không? Nữ tử áo bào trắng lắc đầu. Lão già nói. Ngay từ lúc đầu chúng ta tin tưởng, mạng ta do ta chứ không phải do trời, cảm thấy người có thể thắng trời. Nhưng tới cuối cùng. Chúng ta lại phát hiện ra trời chính là trời, vạn vật có mạng số của mình. Tất cả kết cục đã sớm có sự nhất định. Nói đến đây, hắn đi sang một bên và ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cuối chân trời xa xôi. Võ đạo của ta chỉ có một chữ, nghịch, nghịch thiên mệnh, nắm càn khôn. Đây là một con đường không có đường về, vũ nghịch ta đi suốt đời, cho tới như bây giờ đã không có cách nào đi tiếp nữa.
Nếu như ngươi không sợ thì có thể làm đệ tử của ta, đi trên con đường này. Nữ tử áo bào trắng ngẩng đầu nhìn về phía lão già. Ngươi mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ. Lão già liếc nhìn nữ tử áo bào trắng, đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười vang vọng trong trời đất. Cười một lát, lão già ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia. Từ khi 30 tuổi, cả đời ta đều vô địch, chưa bại một lần nào. Đến thiên mệnh cũng phải ngại ta ba phần. Vũ nghịch. Vĩnh hằng giới, bên trong Hồng Mông tháp. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở bên trong phòng tu luyện, khí tức nội liễm. Ngộ. Thế nào là thật? Kiếm ý của hắn đã đạt được tổ cảnh, nhưng vẫn còn cách đạo chân nửa bước này cũng là bởi vì hắn không hiểu được chân ý của kiếm ý. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt đã 3 tháng qua. Mà ở bên ngoài đã là 10 ngày. Ngày này, Thiên Tú đi tới bên trong phòng tu luyện và im lặng nhìn Dương Diệp trước mắt. Thật ra, thiên phú của Dương Diệp cũng không phải đặc biệt tốt, hắn có thể đi cho tới trình độ như hôm nay, thật sự là dựa vào cố gắng của bản thân. Về phần tuổi còn trẻ lại đạt được mức độ này, thật ra người ngoài cũng không biết, nếu như xem thời gian Dương Diệp ở bên trong phòng tu luyện, tuổi tác của Dương Diệp sẽ không chỉ có vậy. Tuy hắn dựa vào Hồng Mông tháp tương đương với một thiết bị gian dối, nhưng cường giả các đời, có ai không thu được chút cơ duyên chứ? Thu hồi mạch suy nghĩ, Thiên Tú nhìn Dương Diệp một lát sau đó xoay người rời đi. Mà giây phút khi nàng muốn bước ra phòng tu luyện, nàng đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Dương Diệp thò bàn tay ra, trong phút chốc, một kiếm ý từ lòng bàn tay của hắn tản ra. Kiếm ý đạo chân cảnh. Dương Diệp có chút hưng phấn, nhìn về phía Thiên Tú. A Tú, trong khoảng thời gian này, ta lợi dụng kiếm hồ trợ giúp ta nâng cao kiếm ý, sau đó không ngừng lặp lại, tham khảo kiếm ý kia. Ngươi thấy rất hưng phấn sao? Thiên Tú đột nhiên ngắt lời Dương Diệp nói. Dương Diệp gật đầu. Ta. Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp. Cho dù kiếm ý của ngươi đạt được hư chân, ở trong mắt kẻ địch của ngươi, ngươi vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Dương Diệp. Thiên Tú xoay người. Ngươi đi với ta gặp một người. Vẫn nữa, ngươi lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Nói xong, Thiên Tú đã biến mất. Dương Diệp cười gượng và nhìn bàn tay vẫn có ánh sáng đỏ như máu. Sát ý. Lần này, hắn không chỉ hiểu được thật sự vi ti kiếm ý, vẫn hiểu được thật sự của sát ý. Đáng tiếc, hai loại ý cảnh này đấu không lại ý điên. Nhưng muốn có ý điên lại phải rơi vào tình trạng điên. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Ý điên sở dĩ mạnh mẽ, nhưng thật ra lại tương đương với kích phát tất cả tiềm năng của hắn, biến tướng cũng tăng lên uy lực chúng ta kiếm ý vực sát ý. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông tháp, trong tinh không, Thiên Tú không nói gì, chỉ dẫn theo Dương Diệp đi về phía cuối chân trời. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú khẽ nói. Nếu ngươi muốn sử dụng cái búa này thì có thể lập tức dùng được, tuy nhiên, nếu không phải thời điểm quan trọng thì đừng dùng, đó là con bài chưa lật lớn nhất của ngươi trước mắt. Thứ hai là kiếm hồ kia, uy lực của kiếm hồ kia cũng rất mạnh, đặc biệt là ba thanh kiếm bên trong kiếm hồ kia, cộng thêm kiếm thủ cùng kiếm tổ của ngươi chính là năm thanh kiếm. Năm kiếm được kiếm hồ chăm sóc nuôi dưỡng, uy lực cũng sẽ càng lúc càng mạnh, có thể từ từ lợi dụng. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó lại nói. Bất kể là búa này hay kiếm hồ, ngươi đều không có thực lực khiến bọn họ hàng phục, bọn họ theo ngươi và để ngươi sử dụng, nguyên nhân rất lớn trong đó là vì Tiểu Bạch. Tuy nhiên ngươi cũng không cần xem nhẹ chính mình, ngươi cũng đừng quá nuông chiều những thần vật này, bọn chúng không nghe lời liền trực tiếp giết chết, đừng quên đấy. Dương Diệp, Thiên Tú nói cũng không giấu mấy vị bên trong Hồng Mông tháp kia. Bởi vậy, giờ phút này, trong long kiếm hồ kia cùng búa khai thiên hồng hoang đều suy sụp. Đặc biệt là kiếm hồ kia, nó không nhịn được đi tới cọ cọ trên người Tiểu Bạch. Nó hơi sợ Thiên Tú, nữ nhân này gây ra gió bão. Tiểu Bạch cũng phải giả dễ thương giả ngu ngốc. Thiên Tú lại nói, kiếm kinh bây giờ trợ giúp ngươi rất ít, đó là bởi vì thực lực của ngươi yếu, sau này nàng thay thế được kiếm hồ, trở thành giúp đỡ đắc lực của ngươi. Về phần Tiểu Ngưu cùng Nhị Nha, tuy huyết mạch Tiểu Ngưu không bằng Nhị Nha nhưng cũng không kém, có Hồng Mông tử khí cùng Tiểu Bạch ở đó, nó có khả năng vô hạn, ngươi có thời gian thì cũng có thể giúp hắn một chút, giúp hắn nâng cao. Về phần Nhị Nha, nhà đầu này không đơn giản. Ta cũng nhìn không thế nào thấu được, ngươi cứ đối xử với nàng bình thường là được.
Nếu như có một ngày nàng muốn rời đi thì cũng đừng ngăn cản, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu và nhìn về phía Thiên Tú đang muốn nói, Thiên Tú lại nói. Kiếm vực là sát chiêu lớn nhất ngươi, ngươi có thời gian thì có thể thử nghiên cứu nó, có thể khai phá tới trình độ nào thì phải xem thiên phú cùng tạo hóa của bản thân ngươi. Về phần Tiểu Bạch, nói đến đây, nàng ngừng lại và quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Tình cảm giữa ngươi cùng nàng không có bất kỳ tạp chất nào, nhưng người đời không thấy vậy. Tiểu Bạch có tác dụng quá lớn, cũng dính dáng rất nhiều, chuyện ngươi có nàng thì cả đời nhất định không có ngày yên tĩnh. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể chống đỡ được đến nàng biến tổ thì phúc của ngươi sẽ tới. Khi đó, tất cả kẻ địch trước mặt ngươi, bọn họ đều sẽ đến cầu xin ngươi làm bạn bè của bọn họ. Dương Diệp trầm giọng nói. A Tú, muội phải rời đi sao? Thiên Tú không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù là đi, nhưng hai người cũng đi rất nhanh. Một lát sau, Thiên Tú nói. Ta ở Đại Thiên Vũ Trụ đánh một trận cùng tộc trưởng bất tử tộc, cuối cùng, hắn đã chạy thoát. Chạy thoát? Dương Diệp nhíu mày. Thiên Tú khẽ nói. Là ta tính sai, ta cho rằng hắn sẽ chiến đấu cùng ta đến chết, đáng tiếc, hắn không làm vậy. Nhưng không sao, hắn trốn không thoát đâu. Nói đến đây, nàng im lặng một lát, sau đó lại nói. Ta rời đi, người ta quan tâm lại là ngươi cùng Tiểu Bạch. Nhưng ta không thể bảo vệ các ngươi cả đời, ta cũng không muốn bảo vệ ngươi cả đời, nếu như một con sói không đi rèn luyện, nó vĩnh viễn không thể trở thành lang vương. Hơn nữa, tộc trưởng bất tử tộc không chết, Thiên Tú ta không phải sẽ làm cho tộc nhân hư linh tộc đã chết năm đó phải thất vọng rồi sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Ta hiểu. Thiên Tú nói. Đạo chân, hư chân, giới chân, trên nữa là nửa bước giới chủ cảnh, trên nữa là giới chủ. Cái gọi là giới chủ chính là người đứng đầu một giới, thật ra chính là trong cơ thể tự thành một thế giới nhỏ, hắn chính là chủ của thế giới này. Loại cường giả nào có uy hiếp rất lớn đối với ngươi, tuy nhiên ngươi có nhiều vật trợ giúp nên không phải không có sức liều mạng cùng loại cường giả này. Thật sự có uy hiếp với ngươi là phá giới cảnh. Phá giới cảnh? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú khẽ gật đầu. Cái gọi là phá giới chính là lực lượng phá giới vĩnh viễn, giới này chính là cực hạn của một thế giới. Mỗi thế giới đều có cực hạn của mình, vĩnh hằng giới cũng có, nếu như ta ra tay, lực lượng của ta đủ để hủy diệt giới hạn của thế giới này, kể từ đó, vĩnh hằng giới cũng sẽ diệt vong. Mà nơi này có người bảo vệ giới, bọn họ sẽ không cho phép người khác phá tan thế giới này. Lại giống như lúc hư linh tộc ta ở Đại Thiên Vũ Trụ, ta chính là người bảo vệ giới ở Đại Thiên Vũ Trụ, ai muốn phá tan giới hạn của Đại Thiên Vũ Trụ thì phải qua được cửa ải của ta trước đã. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Loại cường giả này không thể ra ở vĩnh hằng giới, nhưng cũng không tuyệt đối, bọn họ chỉ cần không phá hỏng giới hạn của thế giới này, mấy người bảo vệ này sẽ lại không có cách nào bắt bọn họ. Hơn nữa, những thế lực này ở đây rắc rối khó gỡ, cho dù quan hệ cùng những người bảo vệ giới không quá tốt, nhưng chắc chắn cũng sẽ không quá kém. Người bảo vệ giới chắc chắn sẽ không đứng ở bên phía ngươi, bọn họ chỉ cần tạo điều kiện cho những người này là ngươi có khả năng ăn đủ. Dương Diệp im lặng nghe. Thiên Tú lại nói. Đương nhiên, những điều này không có uy hiếp quá lớn đối với ngươi, uy hiếp lớn nhất là mấy người mạnh nhất của giới này. Những người này cũng giống như ta, từ rất lâu có thể không nhìn bất kỳ quy tắc nào. Nếu như bọn họ ra tay với ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ thì căn bản không có một chút hy vọng nào. Lần này, ta dẫn ngươi đi tới một chỗ để gặp loại cường giả này. Ta gặp bọn họ làm gì? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú nói, để bọn họ đừng ra tay với ngươi. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú quay đầu lại liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không đồng ý thì ta sẽ giết chết bọn chúng. Dương Diệp. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Đến rồi. Dứt lời, nàng vung tay phải lên, hai người trực tiếp biến mất ở trong tinh không. Hai người hạ xuống đất. Ở phía trước hai người là một mảnh rừng trúc màu tím, mỗi cây trúc đều to giống như cây cột vậy, cũng rất cao, phải lên tới 10 trượng cao, có thể nói là che khuất bầu trời. Thiên Tú dẫn theo Dương Diệp đi tới trước rừng trúc kia, sau đó nàng nói. Đây là đệ của ta, hôm nay dẫn hắn đến đây là muốn nhận được một lời hứa của các hạ. Bên trong rừng trúc tím không có động tĩnh gì. Thiên Tú nheo mắt lại. Hư linh tộc. Hư linh nữ muốn lĩnh giáo với các hạ để phần thắng thua, cũng quyết sinh tử.
quyết sinh tử. Dương Diệp kinh ngạc nhìn Thiên Tú, Thiên Tú tới đây, thật sự tính làm vậy sao? Đúng lúc này, trong rừng trúc tím cách đó không xa đột nhiên chấn động, rất nhanh lại tách ra, cùng lúc đó, một mảnh lá trúc từ trong đó bay ra. Lá trúc màu tím. Mảnh lá trúc này chậm rãi bay tới, nhẹ như lông hồng, không bất kỳ lực lượng dao động nào. Chậm, nhẹ. Đây là cảm giác của Dương Diệp. Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, nếu hắn đón lấy lá trúc này sẽ lập tức thân chết đạo tiêu. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú nheo mắt lại, tay phải của nàng đưa ra ngoài, sau đó hai ngón tay kẹp lấy lá cây. Lá cây khẽ run lên, nhưng chẳng bao lâu đã bình tĩnh lại. Cứ rằng coi như vậy rất lâu, Thiên Tú đột nhiên bấm tay bắn ra, chiếc lá cây này hóa thành một tia sáng màu tím bay vào trong rừng trúc tím này. Bên trong, lặng lẽ không một tiếng động, không có bất cứ động tĩnh gì. Qua rất lâu, một giọng già nua từ trong đó truyền ra. Mời. Vừa dứt lời, rừng trúc tím đột nhiên tách ra hai bên. Một cái lối nhỏ đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Thiên Tú. Thiên Tú dẫn theo Dương Diệp đi sâu vào trong rừng trúc này, trên đường đi, Thiên Tú khẽ nói. Ngươi biết lực lượng xia chiếc lá cây này không? Dương Diệp lắc đầu. Thiên Tú nói. Lực lượng chiếc lá cây này, cho dù ngươi sử dụng búa khai thiên hồng hoang đồng thời lấy ra sức lực của toàn thân cũng không đỡ nổi. Dương Diệp. Thiên Tú khẽ nói. Cái này gọi là phá giới chính là dốc hết sức phá một giới. Vị trước mắt này có thể dung nhập lực lượng phá một giới dung nhập vào trong một mảnh lá trúc, nhưng lá trúc hoàn toàn không bị tổn hại, điều này chứng minh hắn đã đạt đến phá giới cảnh đỉnh phong, thậm chí càng cao hơn. Dương Diệp im lặng nhìn Thiên Tú. Cường giả ở sâu trong rừng trúc, có thể dung nhập lực một giới vào trong một chiếc lá, phần thực lực này mạnh mẽ thế nào, tất nhiên không cần nhiều lời. Nhưng Thiên Tú có thể giảm xuống phần lực lượng này một cách hoàn mỹ. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Thiên Tú cũng mạnh mẽ đến một tồn tại đặc biệt khủng khiếp. Dương Diệp hắn từ Đại Thiên Vũ Trụ đi tới nơi này, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng bất kể là Tiêu Dao Tử hay Thiên Tú, thực lực của những người này cũng đang được tăng cường. Không chỉ có một mình Dương Diệp hắn trở nên mạnh mẽ. Thiên Tú nhanh chóng dừng lại, ở cách đó không xa có một căn nhà trúc màu tím, trước nhà trúc có một dòng suối nhỏ, một lão già ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ. Hai chân thò vào trong suối nước, mặc cho dòng nước nhẹ nhàng chảy qua. Lão già mặc một bộ áo choàng màu xám, rất dài, sắp rơi vào trong nước. Ở bên tay phải của lão già để một khay trà. Trên khay trà là hai cái chén màu trắng cùng với một ấm trà. Lão già nhẹ nhàng vung tay phải lên, một chén ngọc màu trắng rơi vào trước mặt Thiên Tú. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chui ra, Tiểu Bạch nhìn chén ngọc màu trắng kia, mũi khẽ hít hít sau đó nhìn Thiên Tú. Thiên Tú liếc nhìn chén trà này, sau đó khẽ nói. Bồ đề ngưng băng lộ, đây là tồn tại thuộc về cấp bậc giả thần vật, nếu như người bình thường ăn vật ấy vào, thân thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật sự là tắm tinh phạt tủy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không cần suy nghĩ, cơ thể ngươi, cho dù là thần vật cũng không nhất định có hiệu quả đâu. Dương Diệp có chút xấu hổ, cơ thể hắn thường được hồng mông tử khí chăm sóc nuôi dưỡng. Thần vật bình thường thật sự kém hơn hồng mông tử khí rất nhiều. Thiên Tú không uống, mà đặt chén ngóc ngọc tới trước mặt Tiểu Bạch cũng không khách sáo, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, nàng liếm miệng một cái lại cảm thấy chưa thỏa mãn, rất nhanh, nàng quay đầu lại nhìn về phía lão già kia, nói chính xác là nhìn về phía ấm ngọc màu trắng này. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng nhỏ chỉ vào ấm ngọc màu trắng. Ý của nàng đã rất rõ ràng. Bảo Dương Diệp chém giết. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, hắn trừng mắt với Tiểu Bạch. Tự ngươi làm đi. Tiểu Bạch quay đầu liếc nhìn lão già kia và có chút do dự. Bản năng trực giác khiến cho nàng cảm thấy lão già này không phải là một người hiền lành. Mà lúc này, lão già kia đột nhiên nhẹ nhàng vung tay phải lên, ấm ngọc màu trắng này rơi vào trước mặt Tiểu Bạch. Cho ngươi. Mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, nàng căn bản không hiểu cái gì gọi khách sáo. Lập tức ôm ấm ngọc và bắt đầu uống. Thiên Tú đi tới trước dòng suối nhỏ nói. Thời gian không còn nhiều sao. Lão già khẽ gật đầu. Mỗi lần vượt qua sông đều sẽ mất mấy ngàn năm tuổi thọ, ta đã không còn nhiều thời gian để mà mất nữa. Ngươi thấy rất khó đi sao? Thiên Tú hỏi. Lão già khẽ nói. Rất khó. Thiên Tú nói. Chuyện gì cũng có nguyên nhân cả.
Lão già mỉm cười. Ngươi thì sao, lúc nào ngươi sẽ đi? Thiên Tú khẽ lắc đầu. Tạm thời ta không đi, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lão già im lặng. Thiên Tú đột nhiên hỏi. Ngươi thấy người đệ này của ta thế nào? Lão già im lặng rất lâu, sau đó nói. Đúng là nhân kiệt. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Ta muốn nhận một nhân tình của các hạ, không biết được không? Lão già im lặng. Thiên Tú khẽ nói. Các hạ vẫn còn tuổi thọ trăm năm, 10 năm. Trong vòng 10 năm, các hạ không ra tay với hắn, 10 năm sau, các hạ có thể tùy ý. Thế nào? Lão già nói. Nói thật, cho dù là lão hủ cũng không thể không động tâm trước một vị linh tổ. Tuy nhiên, nói đến đây, lão già chậm rãi đứng lên và xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta bằng lòng cho ngươi nhân tình này, chỉ là lão hủ hy vọng sau này sẽ do vị tiểu hữu này tới trả lại nhân tình này. Trả lại thế nào? Dương Diệp theo bản năng hỏi. Lão già mỉm cười và không nói nữa, hắn xoay người đi về phía nhà Trúc. Chúng ta đi thôi. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói rồi xoay người đi về phía bên ngoài. Dương Diệp vội vàng đi theo. A Tú, Thiên Tú khẽ nói. Nhớ kỹ, sau này nếu như ngươi có thể sống sót, vật nhỏ cũng đã thăng cấp, nếu như người này tìm được ngươi, nếu là chuyện trong khả năng, L có thể giúp được thì cứ giúp. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. 10 năm, mặc dù nói là 10 năm, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như C ngươi không chống đỡ được mấy thế lực này, khi đó hắn vẫn rất có thể sẽ ra tay. Dương Diệp đang muốn nói, Thiên Tú lại nói. Trong lòng ngươi có lẽ có nghi ngờ, vì sao ta không giúp ngươi giải quyết mấy thế lực cường đại ẩn nấp trong bóng tối kia? Bây giờ ta ở đây, bọn họ không dám tới nhằm vào ngươi, nhưng nếu như ta chủ động ra tay, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau liên thủ, cộng thêm mấy người bảo vệ giới này, có thể nói là khi đó cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Kết quả chính là bọn họ chết, nhưng ngươi cũng phải chết. Ta cũng có thể mang Tiểu Bạch đi, thu hút sự chú ý của bọn họ đến trên người ta. Nhưng khi đó, bọn họ nhất định sẽ lợi dụng ngươi tới uy hiếp ta, bắt ta dẫn Tiểu Bạch trở về. Nói đến đây, nàng dừng bước và quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ta cũng có thể dẫn theo ngươi đi, nếu như Tiểu Bạch không bị lộ, dẫn ngươi đi ngược lại cũng không sao. Nhưng bây giờ, nếu như ta dẫn theo các ngươi cùng đi, bọn họ vẫn sẽ liên thủ tới ngăn cản. Không chỉ có vậy, những người tới từ Đại Thiên Vũ Trụ, bao gồm những bằng hữu kia của ngươi đều sẽ chết. Những người này sẽ lợi dụng bọn họ tới ép ngươi đi ra. Một đấu một, nếu không có kiếm tu kia thì người trong giới này không ai đánh thắng được ta. Cho dù là lão già vừa rồi, ta vẫn có năng lực giết chết hắn, tuy nhiên phải trả cái giá lớn một chút. Mà nếu như cường giả ở đây cùng nhau liên thủ, cộng thêm mấy người bảo vệ giới này, cho dù là ta, sợ rằng tự bảo vệ mình cũng khó. Dương Diệp im lặng. Thiên Tú lại nói. Bây giờ ta cùng bọn họ đã đạt được một cân bằng. Ta ở đây, bọn họ không dám ra tay là bởi vì bọn họ không muốn cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề. Ta muốn ngươi sống sót, cũng không thể lựa chọn cùng liều mạng với bọn họ. Nói cho cùng, ta dẫn ngươi tới gặp mấy cường giả này cũng chính là loại cường giả phá giới cảnh, nhưng cường giả phía dưới lại cần phải bản thân ngươi giải quyết. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta biết, con đường của ta phải do bản thân ta đi. Thiên Tú khẽ gật đầu. Còn có ít thời gian nữa. Ta dẫn ngươi đi tới một nơi cuối cùng. Nói xong, Thiên Tú dẫn theo Dương Diệp trực tiếp biến mất. Vùng đất kiếm khư. Thiên Tú dẫn theo Dương Diệp đi tới vùng đất kiếm khư, nhìn Thiên Tú trước mắt, trong mắt kiếm u đầy vẻ nghiêm trọng. Thiên Tú liếc nhìn kiếm u, sau đó nói. Ta muốn gặp thanh kiếm kia một lần. Kiếm u im lặng. Thiên Tú quay đầu lại nhìn về phía sâu bên trong vùng đất kiếm khư này. Giờ phút này, ánh mắt của nàng trực tiếp xuyên qua tất cả vùng đất kiếm khư, cuối cùng nàng nhìn thấy thứ mình muốn nhìn thấy ở sâu bên trong. Dần dần, vẻ mặt Thiên Tú trở nên nghiêm trọng. Qua rất lâu, Thiên Tú thu hồi ánh mắt và từ từ nhắm hai mắt lại. Thế gian tự nhiên có loại kiếm này. Kiếm U nhìn về phía Thiên Tú, không nói gì. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp. Không cần có ý đồ với thanh kiếm kia, ngươi ở đây cố gắng tu luyện. Ta đi ra ngoài một chuyến. Có lẽ ta sẽ trở về, có lẽ sẽ không trở về. Nếu như ta không trở về thì nhớ kỹ phải sống sót bất chấp tất cả mọi giá. Nói xong, Thiên Tú xoay người rời đi mà không có chút do dự nào. A Tú! Lúc này,
Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú, Thiên Tú im lặng nhìn hắn. Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Thiên Tú. Ta sẽ cố gắng sống, ngươi cũng phải cố gắng sống, được không? Thiên Tú nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Cả đời này, muốn sống cũng không khó khăn lắm, nhưng muốn sống có tôn nghiêm, có khí phách, sống tự tại, sống tiêu sái, sống tùy tâm thì rất khó. Tính cách của ngươi thà chết không khom lưng, dẫu có chết cũng không khiếp sợ, tính cách như vậy lại càng khó sống sót. Bất kể thế nào, giống như lời ngươi nói, ngươi và Tiểu Bạch phải sống cho thật tốt đấy. Nói xong, cơ thể Thiên Tú dần dần trở nên mờ ảo. Đi! Thiên Tú lại một lần nữa ra đi. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn về phía chân trời và có chút mờ mịt. Hắn còn có thể gặp lại Thiên Tú sao? Trực giác nói cho hắn biết, lần chia tay này có khả năng thật sự là vĩnh biệt. Qua rất lâu, Dương Diệp thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Kiếm U. Nửa tháng sau ta sẽ rời đi. Kiếm U im lặng. Dương Diệp đi tới dưới một cái cây cách đó không xa, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Rất nhanh, hắn bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Bên trong phòng tu luyện, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, trong phút chốc, một ý cảnh khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể hắn phát ra ngoài. Ý điên. Dương Diệp chủ động phóng ra ý điên. Theo ý điên xuất hiện, cả người Dương Diệp lập tức trở nên không bình thường. Nhưng chẳng bao lâu, sát ý cùng kiếm ý đột nhiên xuất hiện. Ầm, hai luồng ý cảnh trực tiếp nhào về phía ý điên. Cân bằng. Hắn muốn khống chế ý điên một cách hoàn mỹ. Điều này là rất nguy hiểm, bởi vì một khi làm không tốt, có khả năng chơi chết chính mình cũng nên. Nhưng hắn phải liều mạng một lần. Liều một lần. Sâu bên trong phía chân trời dinh không xa xôi, Thiên Tú chậm rãi rời đi. Đột nhiên, sáu khí tức cực kỳ cường đại đột nhiên xuất hiện ở đó, sáu khí tức cường đại này trực tiếp vây quanh Thiên Tú ở sáu vị trí khác nhau. Thiên Tú từ từ nhắm hai mắt lại. Sáu vị phá giới, xem ra, các ngươi vẫn muốn thử xem. Nhưng như vậy cũng tốt, các ngươi không tới tìm ta cũng sẽ tới tìm các ngươi, cho dù không giết chết được các ngươi, cũng phải làm cho các ngươi tàn phế. Nếu không, hắn còn nhỏ tuổi như vậy, sao đấu được với đám lão bất tử các ngươi? Dứt lời. Ở trong tay Thiên Tú xuất hiện một vật. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Trong tinh không mênh mông, trong tay một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cầm một cái gai dài tản ra ánh sáng u ám, vung vẫy trong trời cao. Một mình nàng chiến đấu với sáu vị cường giả phá giới. Một trận chiến này có rất nhiều cường giả đang âm thầm quan sát. Phá đêm. Lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên ở trong tinh không này. Ngay sau đó, một điểm ánh sáng trắng thoáng hiện ở sâu trong tinh không vô tận, ánh sáng trắng qua, đêm cũng tiêu tan. Ánh sáng màu trắng ẩn chứa lực lượng cường đại, phá hủy từng tinh cầu, không gian đi qua nơi nào liền trực tiếp biến nơi đó thành hư vô. Hủy diệt tất cả vật chất. Lực phá giới, điểm ánh sáng trắng nhằm vào nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng trong tinh không. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn này, chính là Thiên Tú. Thiên Tú nhìn về điểm ánh sáng trắng này nhưng sắc mặt không hề thay đổi, nàng cầm Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trong tay rất bình tĩnh. Ánh sáng trắng càng lúc càng gần. Đột nhiên, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trong tay Thiên TCU biến mất, trong phút chốc, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trực tiếp mang theo một đường ánh sáng u ám rất dài ép ánh sáng trắng kia. Ánh sáng trắng nổ tung, nhưng lực lượng trong đó vẫn chưa tiêu tan. Một lực lượng vô hình trực tiếp vượt qua Hoàng Tuyền Thiên Mệnh và đi tới trước mặt Thiên Tú. Sắc mặt Thiên Tú vẫn thản nhiên, giơ tay lên đánh ra một chưởng. Lực lượng kia trực tiếp hóa thành hư vô. Mà vào lúc này, một thanh trường thương màu bạc đột nhiên từ sâu trong tinh không này bắn nhanh đến. Xuy xuy xuy. Trường thương lao qua khiến vũ trụ lập tức vang lên một tiếng xé rách, lực lượng mạnh mẽ làm cho một phần thế giới trực tiếp trở nên mờ ảo. Trong một thương này có lực lượng quá mạnh mẽ khiến mảnh tinh không này căn bản không chịu nổi. Vì vậy, không gian mờ ảo dần dần bị nghiền nát chôn vùi. Bầu trời sao biến thành một mảnh tối tăm. Nhưng thương chưa biến mất. Không chỉ có vậy, ở phía sau Thiên Tú còn có một dây xích màu đen giống như một con rắn độc đang lao về phía nàng. Không chỉ có vậy, sợi dây xích càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, xung quanh Thiên Tú đầy những sợi dây xích này, cùng lúc đó, mấy áp lực mạnh mẽ đột nhiên giống như thủy triều ép về phía Thiên Tú. Thiên Tú nheo mắt lại, nhưng không để ý tới dây xích này và khẽ vung tay ngọc,
trong tay Hoàng Tuyền Thiên Mệnh đột nhiên hóa thành một tia sáng u ám bắn ra nhanh như điện chớp, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh trực tiếp đâm vào trên thanh trường thương này. Ầm. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, thanh trường thương này trực tiếp bị đánh bay, mà Hoàng Tuyền Thiên Mệnh lại trở lại trước mặt Thiên Tú, lơ lửng giữa không trung. Nhưng vào lúc này, các dây xích xung quanh lại hình thành một lồng giam dây xích cực lớn, bao phủ lấy chỗ không gian của Thiên Tú, không chỉ có vậy, rất nhiều khí tức cường đại không ngừng tràn về phía lồng giam này, được những khí tức này gia tăng, lồng giam này càng thêm kiên cố. Bên trong lồng giam, một tia sáng u ám đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp đánh vào trên lồng giam này, tất cả sợi dây xích lồng giam chấn động mạnh nhưng không bị phá tan, không chỉ vậy còn càng lúc càng nhỏ. Ở ngoài lồng giam là 6 vị cường giả phá giới cảnh. 6 vị cường giả phá giới cảnh lại tương đương với lực lượng của 6 giới. Dây xích này còn là một món thần khí tên là khóa muôn đời. Thần khí này mạnh tới mức có thể khóa lại một phương vũ trụ cùng một giới. Một món thần khí thêm 6 vị cường giả phá giới cảnh, Thiên Tú làm thế nào ngăn cản được? Sợi dây xích lồng giam càng lúc càng nhỏ, mà ở trong lồng giam này có rất nhiều ánh sáng u ám không ngừng chấn động ra. Trong vũ trụ không ngừng truyền đến những tiếng nổ lớn, cứ rằng coi như vậy rất lâu, cuối cùng trong vũ trụ truyền đến một tiếng nổ lớn rung trời. Theo tiếng nổ lớn kinh thiên này vang lên, rất nhiều sợi dây xích vỡ ra và rơi từ trên không trung xuống, nhưng thay vào đó là từng tiếng nổ lớn chấn động cả trời đất. Mà vào lúc này, lại có ba khí tức cường đại đột nhiên từ sâu bên trong tinh không xa xôi kéo tới, ba khí tức mạnh mẽ này trực tiếp làm cho một hố đen không gian ở đó bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt. Hố đen không gian là vật chất ám đã có dấu hiệu sắp bị hủy diệt, bây giờ, theo ba khí tức khủng khiếp này xuất hiện. Vật chất ám này lại hủy diệt. 9 vị cường giả phá giới cảnh. Trong không trung xa xôi, Thiên Tú lạnh lùng nói. Các ngươi vẫn lựa chọn ra tay, cũng tốt, vậy thì cùng đi. Theo Thiên Tú vừa dứt lời, ở trong một mảnh không trung này đột nhiên xuất hiện từng ánh sáng u ám, trong ánh sáng u ám là từng dòng nước. A, phá hủy bản nguyên của bản thân, người điên rồi sao? Lúc này, một tiếng kêu kinh hãi đột nhiên ở vang lên trong vũ trụ. Ngay sau đó, từng tiếng nổ lớn rung trời không ngừng phát ra. Cứ như vậy gần một giờ, trong vũ trụ mới dần dần bình tĩnh trở lại. Ba bộ thi thể bay lơ lửng trong vũ trụ, ngoài ra còn có một đám ánh sáng u ám. Qua vài hơi thở, ánh sáng u ám dần dần tản ra, ngay sau đó, những mảnh vỡ từ trong đó rời ra. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Những mảnh vỡ này chính là Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Ở bên kia, một nữ tử từ nhắm hai mắt lại. Nữ tử này chính là Nam Ly Mộng. Qua rất lâu, Nam Ly Mộng mở mắt, sau đó mở quyển sách dày trong tay ra, tay phải của nàng viết. Hư linh nữ từ Đại Thiên Vũ Trụ đến, lấy thân thể giới chân chiến đấu với 9 phá giới cảnh, giết chết 3 vị, đánh cho 6 người tàn phế, hủy đi thần khí. Từ xưa tới nay, trong nữ tử không có một người nào có thể có chiến tích bằng nàng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nam Ly Mộng lắc đầu thở dài, sau đó xoay người rời đi. Trong tinh không, những mảnh vỡ Hoàng Tuyền Thiên Mệnh chậm rãi rơi xuống, dần dần đi tới vùng đất kiếm khu. Vùng đất kiếm khu, Dương Diệp dường như cảm nhận được gì, lập tức rời khỏi Hồng Mông Tháp, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, rất nhanh, những mảnh vỡ rơi xuống trước mặt hắn. Khi thấy những mảnh vỡ này, Dương Diệp lập tức sững sờ. Qua rất lâu, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao. Theo vết tích của mảnh vỡ Hoàng Tuyền Thiên Mệnh rơi xuống và đi tới mảnh trong tinh không vô tận này. Ở đây, không gian bị chôn vùi, ánh sao cũng không thể chiếu vào, chỉ còn sự tĩnh mịch. Thật sự tĩnh mịch. Ở đó còn có rất nhiều mảnh vỡ dây xích, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, Dương Diệp lập tức ngây dại. Giờ phút này, không cần phải nói, hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Qua rất lâu, Dương Diệp nhìn nhô về phía những mảnh vỡ trong tay, khẽ thì thào giống như mất hồn. A Tú. Dương Diệp mờ mịt nhìn lướt qua xung quanh, dần dần, hai hàng nước mắt trào óc ra. Lúc này, Kiếm Kinh đang ở bên cạnh hắn. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi biết không, ban đầu, ta chỉ là một tên côn đồ ở An Nam Thành của Đại Lục Huyền Giả, nhưng khi đó ta rất hạnh phúc, ta có một muội muội, còn có một mẫu thân, cả nhà chúng ta đều rất hạnh phúc, khi đó, mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là người một nhà có thể sống bình yên. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng ta lại phát hiện ra, đây là một chuyện xa xỉ tới mức nào. Nói đến đây,
hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mẫu thân của ta chết, còn chết ở trong lòng ta, Mạc lão giống như người cha của ta cũng đã chết, ta nhìn hắn chết mà không thể làm được gì. Khi đi tới Đại Thiên Vũ Trụ, thực lực của ta đã mạnh hơn, làm quen được một đám huynh đệ không tệ, những huynh đệ này cũng chết vì ta. Còn có nữ tử mù, tam tỷ của ta cũng chết vì ta. Còn có phụ thân ta, một nam nhân bỏ ra cả đời chỉ vì ta cũng đã chết. Bây giờ, Thiên Tú cũng mất. Kiếm Kinh đi tới trước mặt Dương Diệp và nhìn thẳng vào hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, từ xưa đến nay, cường giả đều đạp lên trên rất nhiều thi thể mới có thể thành tựu. Những thi thể này không phải là của người khác, mà là người một nhà. Tu hành, tu chính là gì? Tu chính là trường sinh, tu chính là vô địch, tu chính là tiêu diêu tự tại. Chỉ có vô địch, người mới có thể chân chính làm chủ số mạng của mình, mới có thể làm chủ số mạng của người khác. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Thế đạo này, hoặc ngươi làm chủ số phận của người khác, hoặc là người khác làm chủ số phận của ngươi. Lúc này, nàng nghĩ đến một trận đại chiến trước đó. Khi đó, bản thể của nàng ngã xuống, mấy vạn năm tu hành, một khi đã hết thì chỉ còn là khoảng không. Không trung, Dương Diệp ngồi xuống, hắn cứ ngồi như vậy nhìn mảnh vỡ hoàng tuyền thiên mệnh trong tay. Trăm loại người thì có trăm loại số mạng. Vậy số mạng của mình lại là cái gì? Mà số mạng của mẫu thân, Mạc lão, đám huynh đệ kia, còn có phụ thân, tam tỷ, Thiên Tú. Số mạng của bọn họ nên như vậy sao? Suy nghĩ một chút, Dương Diệp càng thêm mờ mịt. Đúng lúc này, ở xung quanh đột nhiên xuất hiện vài khí tức không rõ ràng, những khí tức chậm rãi tới gần Dương Diệp. Hư linh nữ không còn, những thế lực trong bóng tối tất nhiên sẽ không buông tha cho Dương Diệp. Trên người của Dương Diệp có 3 món thần khí và một vị linh tổ, có cái gì mà những thế lực bọn họ không mơ ước? Kiếm Kinh im lặng, nhìn lướt qua xung quanh. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, thấy hắn vẫn ngồi ở đó liền khẽ thở dài, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi đi đi. Kiếm Kinh nhíu mày. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp khẽ nói. Rời đi là chuyện tốt đối với ngươi. Ta cũng không muốn liên lụy bất kỳ kẻ nào nữa. Ngươi dẫn theo nhị nha cùng tiểu mưu rời đi. Kiếm Kinh đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể đi sao? Dương Diệp đang muốn nói, Kiếm Kinh lại nói. Ngươi có biết cái gì gọi là chém tận giết tuyệt không? Chúng ta rời đi, bọn họ sẽ chém tận giết tuyệt. Tất cả những kẻ có liên quan đến linh tổ, ngoại trừ tiểu bạch ra thì đều phải chết. Tất cả đều phải chết. Nàng nói không sai. Lúc này, một giọng già nua êm truyền đến. Nhưng nếu như các ngươi thức thời, có thể chết thoải mái hơn. Dương Diệp đột nhiên đứng lại, trong phút chốc. Một cái búa xuất hiện ở trong tay hắn. Thoáng cái, Dương Diệp trực tiếp biến mất, không gian ngoài mấy ngàn trượng đột nhiên nổ tung ra, không chỉ có vậy, từng vết nứt to tới mấy trăm trượng điên cuồng lan tràn về bốn phía xung quanh. Kiếm Kinh nhìn chằm chằm vào nơi đó, Dương Diệp cầm theo búa chậm rãi đi về phía nàng, mà ở trong tay phải của hắn cầm theo một cái đầu đầm đìa máu. Dương Diệp đi tới trước mặt Kiếm Kinh, ở trước ngực hắn có một dấu tay rất sâu. Dương Diệp nhìn thẳng vào Kiếm Kinh. Ta muốn tất cả đám người bọn họ phải trả cái giá thật đắt, ta muốn cho máu tươi nhuộm đỏ bầu trời của Vĩnh Hằng Giới. Máu tươi nhuộm đỏ trời của Vĩnh Hằng Giới. Kiếm Kinh nhìn Dương Diệp trước mắt và không nói gì. Đây không phải là kiếm tu, đây là người của sát đạo. Vĩnh Hằng Giới có một loại tu sĩ, gọi sát đạo giả. Loại tu sĩ này chính là tu sát đạo, lấy giết làm đạo của mình. Người như thế, cả đời giết chóc bình thường sẽ không có hiệu quả tốt. Dương Diệp đã đi vào đạo này. Dương Diệp không nói gì, hắn nhét cái đầu kia sang một bên, sau đó đi về phía bên. Dưới, xung quanh vẫn có rất nhiều khí tức cường giả, nhưng không ai ngăn cản. Một búa vừa rồi của Dương Diệp, trực tiếp giết chết một vị cường giả chân cảnh trong nháy mắt, búa khai thiên hồng hoang đã thuần phục Dương Diệp. Bây giờ... Dương Diệp căn bản không có đối thủ nào dưới giới chủ. Vùng đất Kiếm Khư. Dương Diệp đi tới Kiếm U trước mặt, Kiếm U liếc nhìn Dương Diệp. Chuẩn bị đi đâu? Dương Diệp lắc đầu. Không biết, đi bước nào thì tính bước ấy. Kiếm U do dự một lúc, sau đó nói. Đi Bắc Hoang Kiếm Chủng. Bắc Hoang Kiếm Chủng. Dương Diệp nhíu mày. Đó là chỗ nào? Kiếm U khẽ nói. Kiếm gia ta đã từng ở lại nơi đó.
nó không thuộc về vĩnh hằng giới. Mấy thế lực của vĩnh hằng giới này không ảnh hưởng lớn tới bên kia. Dương Diệp lắc đầu. Có Tiểu Bạch đi theo thì đi đâu cũng là kẻ địch, không phải sao? Kiếm U lắc đầu. Bắc Hoang kiếm chủng vốn không gọi là Bắc Hoang kiếm chủng, nơi đó đã từng được gọi là Bắc Hoang kiếm tông, là tông môn đứng đầu Bắc Hoang đại lục. Đại lục kia không giống với các đại lục khác, lấy kiếm làm chủ, gần như các tu sĩ đều là kiếm tu. Tuy nhiên, không biết vì nguyên nhân gì, đại lục kia đột nhiên xuống dốc. Kiếm tông đã từng đệ nhất thiên hạ lại còn bị diệt môn trong một đêm. Năm đó, thực lực của tông chủ Bắc Hoang kiếm tông hoàn toàn không kém hơn so với bằng hữu thiên tú này của ngươi, kiếm đạo của người kia đã đạt được một tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Đối phương đã chuẩn bị tiến vào sông Vĩnh Hằng, đáng tiếc. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm U. Ngươi đến từ Bắc Hoang này sao? Kiếm U khẽ nói. Kiếm gia ta chính là Bắc Hoang kiếm tông, có Tiểu Bạch, ngươi đi một chuyến, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi có thể tới chỗ kia. Nói xong, Kiếm U xoay người rời đi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó xoay người hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, hắn tuyệt đối không ẩn nấp, bởi vì điều này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không quan tâm hắn ở đâu đều có người đang theo dõi hắn. Về phần vì sao những người này không ra tay, hắn không muốn biết. Vạn Giới Sơn. Vạn Giới Sơn là một nơi truyền tống. Nhưng truyền tống tới vạn giới, Bắc Hoang kiếm chủng này cũng không ở vĩnh hằng giới, bởi vậy, hắn phải đi tới vạn giới sơn để tiến hành truyền tống. Có thể nói, vạn giới sơn chính là một trạm trung chuyển. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp đã đi tới vạn giới sơn. Mà ở trên đỉnh vạn giới sơn này có một lão già đang đứng, trong tay cầm một cây trượng đầu rồng màu đen, lúc này đang nhìn chằm chằm vào hắn. Giới chủ cảnh. Dương Diệp hạ xuống trước mặt lão già và thấy lão già đang muốn nói, đột nhiên, hắn tung người nhảy lên, đi thẳng tới đỉnh đầu của lão già, trong phút chốc, một cái búa trực tiếp bổ xuống đầu. Búa khai thiên hồng hoang. Một búa hạ xuống. Ầm. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho ngọn núi lớn dưới chân lão già kia nổ tung ra, rất nhiều bụi bặm bắn lên cao, lão già kia càng lập tức bị một búa của Dương Diệp bổ cho bay ra ngoài. Tuy nhiên, trong chớp mắt, một cây quải trượng màu đen trực tiếp ấn ở trước ngực của Dương Diệp, theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp và búa lùi về phía sau mấy trăm trượng. Trong quá trình đó, hai thanh phi đao màu vàng đột nhiên chợt lóe lên. Cách đó không xa, sắc mặt lão già kia đại biến, hai tay nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trước mặt. Ầm ầm. Hai lực lượng cường đại từ trong hai tay của lão già chấn động ra, nhưng hai ngọn phi đao kia lại trực tiếp ép lên trên nắm đấm của hắn. Trong chớp mắt yên lặng. Xuy xuy. Hai tay cánh tay bay ra ngoài. Trong chớp mắt này, lão già âm thầm khiếp sợ, liên tục lùi lại phía sau, mà vào lúc này, bên trong kiếm hồ thắt lưng của Dương Diệp có ba thanh kiếm đột nhiên bắn ra nhanh như điện chớp, ba đường kiếm quang lập tức tới trước mặt lão già này. Trong ba thanh kiếm không chỉ mang theo kiếm ý đạo chân cảnh, còn có sát ý đạo chân cảnh. Ba kiếm đều xuất hiện. Nhìn thấy ba thanh kiếm này, đồng tử của lão già kia đột nhiên co lại, trong phút chốc. Xuy xuy xuy. Ba thanh kiếm trực tiếp xuyên qua giữa chân mày, ngực và hạ thân của lão già. Không chỉ có vậy, chúng xuyên qua xuyên lại cơ thể của lão già đi qua, không đến nửa hơi thở, ba thanh kiếm xuyên tới xuyên lui không dưới trăm lần. Cơ thể của lão già trực tiếp thành một đống thịt nát. Phía xa, tâm niệm của Dương Diệp thoáng động, ba thanh kiếm này lập tức trở lại trong kiếm hồ bên thắt lưng của hắn. Cùng lúc đó, hai ngọn phi đao kia cũng trở về đến trước mặt của hắn. Phi đao, kiếm hồ. Hắn dùng huyền cổ khí phát động hai ngọn phi đao, uy lực của đao này đặc biệt mạnh mẽ, cộng thêm tính đặc biệt của bản thân đao này cùng sát ý và kiếm ý. Có thể nói, cho dù là một cường giả giới chân cảnh cũng khó có thể dễ dàng tiếp được uy lực của hai thanh đao này. Nếu như cộng thêm ý điên, giết chết một vị giới chân trong nháy mắt, căn bản không phải là chuyện gì khó. Về phần kiếm hồ lại càng thêm kinh khủng. Lần đầu tiên Dương Diệp phát hiện ra sự khủng khiếp của kiếm hồ, ba thanh kiếm này ở trong kiếm hồ được chăm sóc nuôi dưỡng, uy lực càng lúc càng lớn, đặc biệt là trong chớp mắt khi ra kiếm, uy lực kia ít nhất tăng lên mấy lần. Nếu như hắn sử dụng ba thanh kiếm này dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không giết được lão già kia, nhưng trong kiếm hồ đi ra, cộng thêm kiếm ý cùng sát ý của hắn lại hoàn toàn có thể giết chết một vị giới chủ cảnh. Cảnh giới không đủ. Thần khí tới gần.
Kiếm hồ là thần khí, ba thanh kiếm còn là ngụy thần khí, nếu như lão già kia có một thanh thần khí, đối phương chắc chắn sẽ không thua Dương Diệp hắn, đáng tiếc đối phương lại không có. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó đi tới trước thi thể của lão già kia, tay phải hắn thò ra phía trước, rất nhanh, rất nhiều mảnh nhỏ linh hồn đều bị hắn hút đến trong lòng bàn tay. Có thể nói bí pháp phệ hồn thuật này cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn, bởi vậy, hắn sẽ không quên chuyện hấp thu linh hồn. Bây giờ hắn hấp thu linh hồn đủ để có thể mượn lực của những linh hồn này làm cho cảnh giới của mình tăng lên tới hư chân cảnh, hơn nữa, không chỉ một lần, nếu như có thể hút được nhiều linh hồn của cường giả, thậm chí có thể mạnh mẽ tăng lên tới giới chân cảnh. Đối với hắn, nếu như cảnh giới của hắn đạt được giới chân cảnh, thực lực nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi hấp thu xong lực linh hồn, Dương Diệp đi về phía Vạn Giới Sơn. Hắn biết chuyện này vẫn còn chưa kết thúc, phải nói là mới chỉ vừa bắt đầu. Quả nhiên, rất nhanh, ở phía trước đã xuất hiện một nam tử trung niên cùng một lão già. Hai người đều là giới chủ cảnh. Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp, linh tổ là thần vật của trời đất, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm búa khai thiên hồng hoang trong tay ném về phía nam tử trung tuổi kia. Suy, búa khai thiên cắt qua không trung và làm không gian trực tiếp bị xé rách. Nhìn thấy Dương Diệp không nói lời nào đã ra tay, sắc mặt nam tử trung niên này lập tức đại biến, tuy nhiên, hắn phản ứng cũng rất nhanh, tay phải thò ra phía trước, một ánh sáng màu trắng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, không chỉ có vậy, lão già kia cũng lập tức ra tay, một sóng lửa từ trong cơ thể lão già cuốn ra ngoài, sau đó chấn động về phía búa khai thiên của Dương Diệp. Nhưng ngọn lửa này mới vừa tiếp xúc cùng búa khai thiên, liền trực tiếp hóa thành hư vô, thoáng cái, thanh búa khai thiên hồng hoang trực tiếp phá màn ánh sáng màu trắng của nam tử trung tuổi kia. Ầm ầm. Theo hai tiếng nổ lớn vang lên, nam tử trung niên cùng lão già kia trực tiếp bị một búa này của Dương Diệp đẩy lùi đến trăm trượng, đặc biệt là nam tử trung tuổi kia, tay phải của hắn còn trực tiếp bị nghiền nát, trở thành cụt một tay. Nam tử trung niên kinh hãi nhìn Dương Diệp phía xa, nói chính xác là búa khai thiên trong tay Dương Diệp. Sức người không thể đỡ được thần khí, mà thần khí trong tay Dương Diệp còn không phải là thần khí bình thường. Nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp và đang muốn nói, đúng lúc này, hai ngọn phi đao lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên, cảm nhận được hai ngọn phi đao này, sắc mặt nam tử trung niên đại biến, chợt giẫm mạnh chân phải vào không trung và lùi về phía sau mấy trăm trượng. Suy suy, nhưng ở vị trí của hắn ban đầu đã lưu lại hai cái tai. Đó chính là tai của nam tử trung niên, vừa rồi, nếu như hắn chậm một chút thì sẽ không chỉ mất tai, mà là đầu của hắn. Toàn thân đều mang theo thần khí. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Mà vào lúc này, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, ba đường kiếm quang chợt lóe lên. Kiếm quang sáng như điện, nhanh chóng lao tới đỉnh phong. Nhìn thấy ánh sáng của ba thanh kiếm này, đồng tử của nam tử trung niên đột nhiên co lại, giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức của tử vong. Nhưng trong giây phút chỉ mảnh treo chuông này, một điểm ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử trung niên kia. Ánh sáng trắng nổ tung. Ầm. Ba thanh kiếm này của Dương Diệp lập tức bị ánh sáng trắng này chấn động phải quay trở về trước mặt của hắn. Ba thanh kiếm lẳng lặng dừng ở trước mặt Dương Diệp, còn đang chấn động. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nơi đó đã xuất hiện một lão già mặc áo bào màu xám từ lúc nào. Cường giả phá giới cảnh. Tuy nhiên, vẻ mặt cường giả phá giới cảnh này có chút trắng bệch, rõ ràng cơ thể không bình thường. Lão già mặc áo bào màu xám im lặng, nhìn chằm chằm Dương Diệp. Cường giả phá giới cảnh. Sau một lúc lâu, lão già mặc áo bào màu xám nói. Dương Diệp, trường sinh môn ta truyền thừa mấy vạn năm, rất nhiều môn chủ đều chết ở sông Vĩnh Hằng. Bây giờ, linh tổ xuất hiện là cơ hội của chúng ta, cũng là cơ hội của các thế lực khác, ngươi không giao ra linh tổ. Trừ khi ngươi chạy trốn tới Vĩnh Hằng vũ trụ, nếu không dù tới chân trời góc biển nào cũng sẽ có người truy sát ngươi. Ta không ngại nói cho ngươi biết, người của mấy thế lực chúng ta đã bắt đầu triệu hồi cường giả bên kia sông Vĩnh Hằng, mục đích chính là ngươi. Ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Giao ra linh tổ này, ngươi có thể trốn đi một mình, có lẽ còn có một đường sống, nếu không. Đúng lúc này, một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, trong nháy mắt.
cảnh giới Dương Diệp liền trực tiếp từ đạo chân biến thành hư chân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia lập tức nhíu mày. Phía xa, búa khai thiên trong tay Dương Diệp đã đổi lại thành kiếm thủ. Hắn cầm theo kiếm đi về phía lão già. Trốn à, ta đã nói với ngươi là ta muốn chạy trốn sao? Vừa dứt lời, kiếm ý của Dương Diệp lập tức tăng vọt. Hư chân cảnh. Trong nháy mắt này, kiếm ý của Dương Diệp được sự giúp đỡ của kiếm hồ, lập tức tăng lên tới hư chân. Trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Xuy xuy. Cách đó không xa, đầu của hai cường giả giới chân cảnh chợt bay ra ngoài. Máu tươi phun ra thành vòi. Hư chân cảnh. Lúc này, bất kể là cảnh giới hay là kiếm ý của bản thân Dương Diệp đều đã đạt đến hư chân cảnh. Giờ phút này, thực lực chỉnh thể của hắn tăng lên ít nhất mấy lần. Có thể giết chết giới chủ cảnh trong giây lát. Cách đó không xa, lão già mặc áo bào màu xám này nhìn Dương Diệp, hắn đột nhiên bấm tay bắn ra, một luồng kình phong từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Kình phong xẹt qua khiến cả trời đất giống như bị búa sắt đánh một đòn nghiêm trọng, chấn động mạnh. Lực của một giới. Trong cơ thể giới chủ cảnh tự thành một thế giới, nhưng bọn họ tuyệt đối không nắm giữ năng lực của một thế giới. Cường giả phá giới cảnh, bọn họ không chỉ nắm giữ một thế giới này, còn nắm giữ lực của một thế giới này. Không chỉ có vậy, còn nắm giữ lực lượng phá thế giới này, lực của một giới. Có thể nói, chênh lệch giữa giới chủ cảnh cùng phá giới cảnh là sự khác biệt của chất. Nhìn lực lượng mạnh mẽ trước mắt này, vẻ mặt Dương Diệp không thay đổi, hai tay nắm kiếm chém xuống. Kiếm vực. Liên tục hai kiếm. Hai kiếm hạ xuống. Lực lượng này lập tức bị chém thành hư vô, Dương Diệp bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau mấy ngàn trượng mới dừng lại. Nhưng vẻ mặt lão già kia lại cực kỳ khó coi. Đặc biệt khó coi. Lực của một giới. Dương Diệp ngăn cản một kiếm này của hắn có nghĩa là gì? Có nghĩa là một kiếm vừa rồi của Dương Diệp đã có lực lượng phá giới. Một cường giả hư chân cảnh lại có lực lượng phá giới. Đây là yêu nghiệt tới mức nào? Trước đó, hư linh nữ đã rất yêu nghiệt. Mọi người còn đánh giá thấp hư linh nữ này. Nhưng không ngờ bọn họ còn đánh giá thiếu niên trước mắt này thấp hơn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già áo bào màu xám. Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, tay phải của lão già hơi nâng lên. Không gian lập tức dâng lên từng đợt chấn động. Mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp rơi về phía đầu hắn. Kiếm vực. Lại là hai kiếm. Khi kiếm thứ hai hạ xuống, vào lúc sắp rơi xuống đỉnh đầu của lão già, một bàn tay nắm lấy thanh kiếm này của Dương Diệp. Chính là tay của lão già. Tay phải của lão già cứng rắn ngăn chặn kiếm của Dương Diệp khiến kiếm của hắn không có cách nào di chuyển. Mà vào lúc này, kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh. Ngay sau đó, ba thanh kiếm bắn ra nhanh như điện chớp. Trong chớp mắt khi kiếm vừa ra, tay trái của lão già đột nhiên vung lên. Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, Dương Diệp trở lại chỗ cũ. Lão già kia cũng lùi về phía sau chừng 10 bước. Mà vào lúc này, một cái búa đột nhiên chợt lóe lên, trong phút chốc, cái búa này đã lao thẳng tới trước mặt lão già. Lão già nhíu mày, giơ tay lên đánh ra một chưởng. Lần này, lão già lùi gần trăm trượng, mà ở trong lòng bàn tay hắn có một vết máu rất sâu có thể nhìn thấy xương. Lão già ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp và đang muốn nói, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên tung người nhảy lên, lao thẳng tới đỉnh đầu hắn, sau đó lại đánh xuống một búa. Răng rắc, một búa này hạ xuống, không gian trong mấy vạn trượng trực tiếp nổ tung, không chỉ có vậy, tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ ảo. Phá giới. Giờ phút này, tay Dương Diệp cầm búa khai thiên hồng hoang đã hoàn toàn có lực phá giới. Mà ở bên dưới Dương Diệp, hai mắt của lão già híp lại, bên trong tròng mắt lần đầu tiên có vẻ nghiêm trọng, thoáng cái, một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, cùng lúc đó, một nắm đấm mờ ảo trực tiếp đánh vào trên búa khai thiên của Dương Diệp. Dương Diệp mang theo búa khai thiên hồng hoang bay ngược ra, nhưng nắm đấm mờ ảo kia cũng lập tức nổ tung ra, không chỉ có vậy. Lực lượng kia mạnh mẽ tới mức làm lão già kia chấn động lùi về phía sau nghìn trượng. Hai người giao đấu làm cho cả trời đất hoàn toàn mờ ảo. Có thể tưởng tượng được, nếu như bọn họ tiếp tục chiến đấu, không gian ở đây sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Phía xa, lão già mặc áo bào màu xám nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Nói xong,
thân hình lão trực tiếp biến mất khỏi đó. Sau khi lão già mặc áo bào màu xám biến mất, khóe miệng Dương Diệp đột nhiên chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Hắn lau vết máu tươi bên khóe miệng của mình, sau đó nhìn lòng bàn tay của mình. Ở trong lòng bàn tay hắn đầy vết rạn nứt. Vết thương không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng sau vài lần giao đấu làm cho Dương Diệp ý thức được một việc, đó chính là bây giờ cho dù hắn lấy ra hết con át chủ bài, cũng không làm gì được một vị cường giả phá giới cảnh. Hơn nữa, vị cường giả phá giới cảnh vừa rồi rõ ràng bị thương không nhẹ. Nếu như đối phương ở trong trạng thái bình thường, cho dù hắn lấy ra hết con át chủ bài, tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của đối phương. Chênh lệch. Cho dù nắm giữ rất nhiều thần khí, nhưng hắn và đối phương vẫn chênh lệch không nhỏ. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó xoay người rời đi, chỉ trong giây lát, hắn xuất hiện ở Vạn Giới Sơn. Vạn Giới Sơn nắm giữ vạn ngọn núi lớn chọc trời, mỗi một ngọn núi lớn đều là một truyền tống trận, mỗi một truyền tống trận đều đại biểu cho một vũ trụ hoặc một thế giới. Bắc Hoang Kiếm Chủng. Thần thức của Dương Diệp đảo qua, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào trên một ngọn núi phía nam, trong phút chốc, một đường kiếm quang lóe lên ở phía chân trời, Dương Diệp hạ xuống trên ngọn núi này. Đỉnh núi rất bằng phẳng, ở chính giữa có một vòng sáng rất lớn, đó chính là truyền tống trận kia. Mà ở bên cạnh truyền tống trận này lại có một tấm bia đá khắc bốn chữ lớn, Bắc Hoang Kiếm Chủng. Dương Diệp đang muốn đi vào, mà lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão già này mặc một bộ trường bào màu tím sang trọng, bên thắt lưng treo một hạt châu màu trắng rất lớn, trong hạt châu hình như có vật còn sống đang bơi qua bơi lại. Mà ở trên trán của lão già buộc một đai ngọc màu trắng, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó cũng không phải làm bằng ngọc mà là một loại xương. Nào đó, lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Một lần truyền tống cần 100 vĩnh hằng tiên tinh. 100 vĩnh hằng tiên tinh. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong nhẫn chứa đồ chỉ còn lại không tới 70 cái vĩnh hằng tiên tinh. Dương Diệp nhìn về phía lão già. Chỉ có 70 cái, được chưa? Không được. Lão già khẽ nói, thiếu một cái cũng không được. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Vậy thì chiến đấu thôi. Vừa dứt lời, ở trong tay Dương Diệp xuất hiện một cái búa. Búa khai thiên hồng hoang. Nhìn thấy Dương Diệp lấy cái búa ra, lão già kia hơi ngẩn người, sắc mặt lập tức lại đi. Tiểu tử, người giỏi lắm. Lão phu canh giữ ở chỗ này gần 100 năm, vẫn chưa từng nhìn thấy người nào lớn mật như ngươi. Dương Diệp cầm theo búa đi về phía lão già, sau đó nói. Ta cũng không phải người không nói lý. Nhưng ta thật sự không lấy ra được, không bằng như vậy, ngươi bớt, hoặc ta viết giấy nợ. Chờ sau khi trở về ta sẽ trả lại cho ngươi. Vậy có được không? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lão già khẽ nói. Ngươi chỉ là một hư chân cảnh cũng dám đùa giỡn ngang ngược ở trước mặt lão phu, tới đây cho ta xem thử, ngươi giỏi tới mức nào. Dương Diệp khẽ gật đầu và đang muốn ra tay, mà vào lúc này có một cái đầu đầy lông xù chui ra khỏi ngực của Dương Diệp, đó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đảo nhanh đồng tử, ánh mắt nàng nhanh chóng rơi vào hạt châu màu trắng bên thắt lưng của lão già kia, trong phút chốc, ánh mắt nàng sáng lên, sau đó bỗng chốc vọt ra. Ngay sau đó, ở trước mặt lão già kia cùng Dương Diệp, móng nhỏ của nàng vẫy nhẹ. Hạt châu bên thắt lưng của lão già trực tiếp lao ra, sau đó bay đến trong móng nhỏ của nàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già ngây người, nhưng chẳng bao lâu đã tỉnh táo lại và trừng mắt nhìn Tiểu Bạch. Nhóc con! Ngươi giở trò quỷ gì vậy? Nhanh trả nó lại cho ta. Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc nhìn lão già, sau đó dùng móng nhỏ chỉ vào hạt châu màu trắng, tiếp theo lại chỉ vào lão già kia. Dương Diệp phiên dịch nói. Ý của nàng là ngươi dựa vào cái gì mà nói đây là của ngươi? Lão già ngây người, sau đó nói. Dựa vào cái gì mà là của ta à? Vừa rồi nó ở chỗ ta, ngươi nói nó dựa vào cái gì mà là của ta? Bản thân nó chính là của ta. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ chỉ vào hạt châu kia, sau đó lại chỉ vào mình. Xong xuôi, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, rõ ràng là bảo Dương Diệp phiên dịch. Dương Diệp nói. Nàng nói, vừa rồi thứ này đúng là ở chỗ của ngươi, nhưng bây giờ thứ này ở chỗ của nàng cho nên chính là nàng. Ta cảm thấy nàng nói không sai, ngươi thấy thế nào? Thấy đại gia ngươi à? Lão già đột nhiên giận dữ gầm thét lên, trong phút chốc. Tay phải hắn ép về phía Dương Diệp, trong phút chốc, không gian xung quanh Dương Diệp ép lại,
một áp lực mạnh mẽ trực tiếp làm cho toàn thân Dương Diệp căng thẳng. Cảm giác nghẹt thở như muốn vỡ vụn ra. Trong lòng Dương Diệp hơi kinh sợ và không dám khinh thường, hai tay nắm búa khai thiên hồng hoang bổ về phía trước. Suy! Một búa hạ xuống, trước mặt hắn dường như có thứ gì đó bị nghiền nát xé rách, trong nháy mắt, luồng áp lực trên người Dương Diệp đã biến mất không thấy bóng dáng. Hả? Lúc này, lão già kia kinh ngạc phát ra tiếng, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào cái búa trên tay của Dương Diệp. Đây, đây là búa khai thiên hồng hoang. Ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp. Bây giờ ở vĩnh hằng giới này có người nào không biết tới Dương Diệp? Lúc này, lão già kia dường như nghĩ tới điều gì, chợt quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch bên cạnh Dương Diệp. Ngươi, ngươi là con linh tổ kia. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi treo hạt châu kia ở bên thắt lưng, thỉnh thoảng nhìn đai ngọc trên đỉnh đầu của lão già. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão già kia thầm khiếp sợ, vội vàng cất đai ngọc trên đầu đi. Linh tổ. Bây giờ hắn rốt cuộc biết tại sao bảo vật của mình lại quyết đoán vứt bỏ mình rồi. Vị trước mắt này là linh tổ đấy. Theo một vị linh tổ tất nhiên có tiền đồ hơn đi theo hắn rồi. Nhìn thấy lão già thu bảo vật vào thì Tiểu Bạch ngây người, sau đó trừng mắt nhìn lão già, tiếp theo, móng nhỏ của nàng nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, nhẫn chữ vật trên tay của lão già bắt đầu chấn động mãnh liệt, lại muốn thoát tay của hắn. Không chỉ có vậy, Tiểu Bạch dường như có chút tức giận, cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng hút một cái, trong phút chốc, linh khí trong tất cả vạn giới sơn lập tức giống như thủy triều vọt về phía nàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng lão già kia hoảng hốt, vội vàng nói. Dương Diệp, người đi mau, mau dẫn tiểu tổ tông này đi nhanh đi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Ngươi không cần vĩnh hằng tiên tinh nữa sao? Không cần, đại gia, ngươi là đại gia của ta, mau dẫn tiểu tổ tông này đi đi, đây là 100 cái vĩnh hằng tiên tinh cho các ngươi làm lộ phí, đi nhanh đi, nhanh. Lão già cũng sắp khóc rồi. Sở dĩ lão già sắp khóc là vì tất cả linh khí của vạn giới sơn không ngờ biến mất với tốc độ rất nhanh. Dĩ nhiên không phải biến mất, mà đều tiến vào trong miệng của Tiểu Bạch. Linh tổi. Mặc dù lão già có chút thân phận, thực lực cũng rất mạnh, nhưng hắn có thể làm sao? Giết linh tổ này à? Tạm thời không nói hắn có thực lực này hay không, cho dù có thực lực này, hắn cũng không dám. Đây chính là một vị linh tổ, đừng nói nàng. Cho dù là mấy thế lực cường đại bây giờ cũng không có một thế lực dám giết linh tổ này. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà giờ phút này, nếu như nàng còn không đi, sợ rằng vạn giới sơn này sẽ thành đống đổ nát. Dương Diệp nhìn 100 cái tiên tinh thạch và do dự một lúc, sau đó nói. Ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Tuy nhiên, nếu là tấm lòng của tiền bối, ta từ chối nữa thì có vẻ bất kính. Cảm ơn, nói xong. Hắn thu hồi những vĩnh hằng tiên tinh này, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ chỉ vào nhẫn chứa đồ của lão già. Sắc mặt lão già đều tái xanh. Dương Diệp khẽ nói. Cái kia không phải là của chúng ta, không thể đòi được, ngươi hiểu chưa? Tiểu Bạch lắc đầu như chống bỏi, sau đó móng nhỏ của nàng lại chỉ vào nhẫn chứa đồ của lão già này. Không chỉ vậy, nàng còn nhìn về phía lão già như muốn nói ngươi có cho hay không. Dương Diệp lại muốn nói, lúc này, mũi Tiểu Bạch nhẹ nhàng hút một cái, linh khí xung quanh lập tức lại càng loãng hơn. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, Tiểu Bạch đâu phải đòi bảo bối chứ, rõ ràng cô nhóc hút tới nghiện rồi. Bây giờ Tiểu Bạch có khát vọng rất lớn đối với linh khí. Nhanh nhanh! Đúng lúc này, lão già kia đột nhiên lấy nhẫn chứa đổ xuống. Sau đó bấm tay bắn ra, nhẫn chứa đồ này bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Đây, tất cả đều cho ngươi hết. Tiểu Bạch ngừng lại và chớp chớp mắt, móng nhỏ chỉ vào nhẫn chứa đồ trước mặt như muốn nói điều đó là thật sao. Lão già cũng sắp khóc rồi. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn dẫn theo Tiểu Bạch đi tới trên truyền tống trận này. Rất nhanh, rất nhiều ánh sáng màu xanh lam bao quanh hắn cùng Tiểu Bạch. Trong truyền tống trận, Dương Diệp nhìn về phía chân trời và thấy rất nhiều đôi mắt đang nhìn hắn. Vào lúc Dương Diệp sắp biến mất, một giọng nói dữ tợn đột nhiên từ trong truyền tống trận này truyền ra. Lúc Dương Diệp ta trở về, chính là ngày máu nhuộm trời xanh của vĩnh hằng giới. Trong giọng nói đầy dữ tợn cùng sát ý, còn có vẻ điên cuồng. Bên cạnh truyền tống trận, lão già áo bào tím này khẽ thở dài và liếc nhìn phía chân trời,
sau đó xoay người rời đi. Linh tổ cũng khiến hắn cũng động tâm, nhưng hắn sẽ không ra tay. Cho dù thần vật này rơi vào trong tay hắn, hắn cũng không giữ được. Tuy nhiên vẫn có thể bán chút ân tình. Đừng thấy vừa rồi hắn giao ra rất nhiều bảo vật, thật ra hắn thấy những thứ này đều đáng giá. Cho dù Tiểu Bạch không để ý tới nhân tình, nhưng hắn biết Dương Diệp chắc chắn hiểu. Sau khi Dương Diệp cùng Tiểu Bạch rời đi, trong đám mây trên vạn giới sơn xuất hiện hai lão già cùng với một nam tử trung niên, ở bên phải của ba người này còn có một nữ tử xinh đẹp mờ ảo. Một lão già cầm trượng đầu rồng trong tay, lão già này chính là kẻ đã giao đấu cùng Dương Diệp trước đó. Lão già này cũng là môn chủ của Trường Sinh Môn, Lý Trường Sinh. Mà ở bên phải của lão già này là một lão già mặc áo bào đen, lão già này là đạo chủ của Tung Hoành Đạo, Mạc Đạo Tử. Một nam tử trung niên khác lại tông chủ Tạo Hóa Tông, Vũ Văn Khâu. Mà nữ tử xinh đẹp kia lại giáo chủ Trường Sinh Giáo, Hàn Phi Nhi. Bốn người lại nhìn Dương Diệp bước vào trong truyền tống trận như vậy, cũng không có ra tay. Có hai nguyên nhân khiến bọn họ không ra tay, thứ nhất là bốn người bọn họ đều bị thương nặng, mà lúc này, thực lực của Dương Diệp lại tăng lớn, đã có lực lượng phá giới. Mà trừ bọn họ ra, trong tông môn của từng người bây giờ căn bản không có ai có thể làm gì Dương Diệp. Giới chủ cảnh ở trước mặt Dương Diệp căn bản không đủ nhìn. Mà bốn người bọn họ lại không dám tùy ý ra tay. Thật ra, đừng thấy bọn họ bị thương nặng, chỉ cần bọn họ bỏ được bản thân thì vẫn có thể giết Dương Diệp. Nhưng vấn đề là mình liều mạng giết Dương Diệp, lại lợi cho người khác, đây là điều bọn họ không muốn làm. Thật ra, nói đơn giản chính là bốn nhà bọn họ còn chưa biết phải chia chác với nhau thế nào. Tất cả đều không muốn người khác được lợi. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến thực lực của Dương Diệp. Dương Diệp bây giờ không dễ dàng giết chết như vậy. Bây giờ bọn họ muốn giết Dương Diệp thì phải trả cái giá lớn. Bởi vậy, trước khi cường giả trong tộc chưa trở về, bọn họ cũng không dám dễ dàng ra tay. Các ngươi không sợ hắn không trở lại sao? Lúc này, môn chủ Trường Sinh Môn Lý Trường Sinh đột nhiên nói. Hắn sẽ trở lại. Mạc đạo tử của Túng Hoành Đạo khẽ nói. Ở đây còn có một Bạch Đế Thành, không phải sao? Nói xong, hắn liếc nhìn mọi người xung quanh rồi nói. Các vị, thứ lỗi cho ta nói thẳng, trong chúng ta bất kỳ một thế lực nào cũng không có cách nào một mình nắm giữ một vị linh tổ. Đừng quên còn có một Thái Thượng Giáo. Thái Thượng Giáo. Nghe được ba chữ này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều vô tình nghiêm trọng. Cho tới nay, thế lực này đều là một điều bí ẩn, cho dù là Nam Ly Mộng cũng biết rất ít về thế lực này. Rất nhiều người cảm thấy thế lực này căn bản không tồn tại, nhưng mấy lão quái vật trong thế lực của bọn họ biết rất rõ ràng, thế lực này vẫn luôn tồn tại ở đây. Thật sự tồn tại. Lúc này, Mạc Đạo Tử lại nói. Ngoại trừ Thái Thượng Giáo, còn có vô số cường giả thần bí, thế lực thần bí. Các vị, những thế giới ngoài vạn giới sơn có vài tồn tại mà cho dù là chúng ta cũng không thể khinh thường được. Lại giống như thế lực Bắc Hoang Kiếm Trung đã từng một thời đỉnh phong, kinh người tới mức nào. Vĩnh Hằng Giới là một trạm trung chuyển, rất nhiều cường giả ở thế giới khác, thế lực khác cơ bản đều chạy tới đây, bởi vì chỉ có từ nơi này, bọn họ mới có thể đi tới Vĩnh Hằng Vũ Trụ, Vĩnh Hằng Vũ Trụ chính là mục tiêu của tất cả cường giả. Nơi đó có khí Vĩnh Hằng, rất nhiều thế lực sẽ đóng ở Vĩnh Hằng Giới, nhưng cũng có vài thế lực không đến, giống như Bất Tử Tộc cùng Hư Linh Tộc trước kia vậy. Thực lực của hai tộc này hoàn toàn không yếu hơn những thế lực cổ xưa của bọn họ. Mà cường giả địa phương của Vĩnh Hằng Giới cũng đã từng xuất hiện những nhân vật trong thời đại cổ xưa kia, cũng có rất nhiều nơi còn tồn tại, giống như Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Nói một cách đơn giản, ngoại trừ Vĩnh Hằng Vũ Trụ, mấy thế lực bọn họ cũng không phải là vô địch. Lý Trường Sinh nhìn về phía Mạc Đạo Tử. Vậy theo ý của các hạ là... Mạc Đạo Tử im lặng một lát, sau đó nói. Chúng ta liên thủ, đương nhiên còn muốn cộng thêm ba người bảo vệ giới nữa, mới có khả năng bảo vệ linh tổ. Cũng có thể tránh được tình cảnh mấy thế lực chúng ta tự giết lẫn nhau vì linh tổ. Các ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Người nói chính là giáo chủ Trường Sinh Giáo Hàn Phi Nhi. Mọi người liếc nhìn Hàn Phi Nhi, trong mắt bọn họ có chút kiêng kỵ. Trong trận đại chiến trước đây, mấy người bọn họ cùng các cường giả trong tộc bao vây tấn công Hư Linh Nữ, bọn họ đều thấy được thực lực của từng người, thực lực của Hàn Phi Nhi là mạnh nhất. Bởi vì nàng bị thương ít nhất. Nghĩ đến trận đại chiến trước đây, trong lòng mọi người đều có chút khiếp sợ,
6 vị phá giới cảnh cộng thêm một món thần khí thượng cổ, bọn họ vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót, lại không ngờ được thực lực của hư linh nữ thật sự lớn hơn sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu như không phải có 3 người bảo vệ giới gia nhập, bọn họ có thể đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho dù có 3 cường giả bảo vệ giới này gia nhập, bọn họ cũng thiếu chút nữa bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong thế gian có một loại yêu nghiệt, không thể cân nhắc theo cảnh giới bình thường, hư linh nữ tính là một trong đó. Mà bây giờ, Dương Diệp nhanh chóng trở thành loại yêu nghiệt này. Ta cũng không có ý kiến. Lúc này, tông chủ tạo hóa tông Vũ Văn Khâu đột nhiên nói. Mạc đạo huynh nói rất đúng, bất kỳ một nhà nào trong chúng ta đều không thể một mình nuốt được một vị linh tổ, mọi người cùng nhau liên thủ mới có khả năng bảo vệ cho linh tổ này, mà một khi nàng thành tổ, chúng ta liền có thể bảo nàng dẫn theo chúng ta bước vào vĩnh hằng vũ trụ, có nàng mở đường, ta thật ra muốn xem thử còn ai dám ngăn cản nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Lúc này, Mạc Đạo Từ đột nhiên nói. Các vị bảo cường giả trong tông môn của mình đều từ sông Vĩnh Hằng trở về, sau đó chúng ta chờ Dương Diệp trở về. Hắn sẽ trở về sao? Lý Trường Sinh đột nhiên hỏi. Nếu hắn không trở lại, ta có thể ép hắn trở lại. Mạc Đạo Tu nói. Điều quan trọng nhất bây giờ là mau gọi tất cả cường giả trong tông môn của mình trở lại, mấy người chúng ta đều bị thương nặng. Bây giờ đoạt được linh tổ cũng có khả năng không bảo vệ nổi. Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, mấy nhân vật lão tổ của một phủ hai thành ba tông sáu tộc chắc hẳn cũng biết về chuyện của linh tổ, những lão bất tử này không có khả năng không để ý tới linh tổ. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu. Theo ta được biết, đã có vài tộc trưởng của sáu tộc từ sông Vĩnh Hằng bên kia chạy về. Đâu chỉ bọn họ. Lúc này, Hàn Phi Nhi đột nhiên nói. Phần lớn cường giả bên sông Vĩnh Hằng đều đang chạy tới bên này. Trong ván cờ lần này, cho dù mấy nhà chúng ta liên thủ nhưng phần thắng không quá lớn, các vị chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở cuối chân trời. Ở đó, mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng biến mất. Mà ngay sau đó, ở nơi đây xuất hiện một người mặc áo đen, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Linh Tổ, trước đây bất tử tộc ta nhìn nhầm à? Vừa dứt lời, người mặc áo đen lặng lẽ biến mất khỏi đó. Lúc này Dương Diệp cùng Tiểu Bạch cũng không biết, bởi vì Tiểu Bạch, rất nhiều lão quái vật cùng với rất nhiều thế lực thần bí cũng bắt đầu hành động. Linh Tổ, thần khí gì đó ở trước mặt Linh Tổ cũng chỉ là cặn bã, nắm giữ một vị Linh Tổ lại tương đương với nắm giữ khả năng vô hạn. Nhìn Dương Diệp đi, vì sao hắn có nhiều thần khí như thế? Đó là bởi vì hắn có Linh Tổ. Trên người hắn đầy trang bị thần trí đều không thoát khỏi giúp đỡ của Tiểu Bạch. Trong thông đạo truyền tống, Tiểu Bạch ngồi ở trên vai Dương Diệp, móng nhỏ của nàng ôm một quả cầu ánh sáng màu trắng, bên trong có một ảo ảnh nhỏ đang bơi qua bơi lại. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, móng nhỏ không ngừng lăn quả cầu ánh sáng trắng này, nhưng ảo ảnh này không có ý sẽ đi ra. Qua rất lâu, Tiểu Bạch đặt hạt châu ở trên vai của Dương Diệp, sau đó trong móng vuốt của nàng xuất hiện một cái búa mờ ảo. Ngay sau đó, hai tay nàng nắm búa gác ở trên hạt châu kia. Ý của Tiểu Bạch rất rõ ràng, người có ra hay không? Mềm không được thì cứng. Đây là một chiêu Tiểu Bạch học được từ trên người Dương Diệp. Bị búa khai thiên hồng hoang đặt lên trên, viên hạt châu màu trắng kia bắt đầu chấn động mãnh liệt, rõ ràng là ở sợ hãi. Ảo ảnh bên trong hạt châu đang điên cuồng bơi qua bơi lại, đối phương hình như muốn ra nhưng không ra được. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Nàng giơ lên búa lại muốn đánh xuống, lúc này, Dương Diệp cản nàng. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp cầm hạt châu kia, sau đó gọi kiếm kinh và đưa tới trước mặt kiếm kinh liếc nhìn hạt châu kia, sau đó nói. Dưỡng Linh Châu, Dưỡng Linh Châu, Dương Diệp không hiểu, kiếm kinh khẽ nói. Một loại hạt châu chuyên môn chăm sóc nuôi dưỡng linh vật, trong hạt châu này có một linh. Đây là linh vật thiên địa sao? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh lắc đầu. Không phải là linh vật thiên địa mà là một món thần khí linh. Một món thần khí linh. Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Thần khí linh, có thể hút ra được sao? Tất nhiên là có thể rồi. Kiếm kinh khẽ nói. Giống như búa khai thiên hồng hoang của ngươi, nếu như thiên tú muốn, nàng hoàn toàn có thể hút linh của búa khai thiên hồng hoang ra. Đồng tử của Tiểu Bạch xoay chuyển, hình như muốn làm chuyện gì đó. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng. Đừng nghĩ nữa, ngươi không có năng lực hút linh của búa khai thiên ra đây. Tiểu Bạch,
Kiếm Kinh nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cứ giữ lại hạt châu này, sau này có lẽ có thể sử dụng được, bởi vì nếu như ngươi có thể tìm được bản thể của hạt châu này, cũng chính là món thần khí đó, có hạt châu này, món thần khí đó lại tương đương với của ngươi, cho dù linh của thần khí này mới ra đời, đối phương cũng không hơn được linh của nó. Thần khí. Dương Diệp nhìn về phía hạt châu trong tay. Nó là thần khí linh gì vậy? Kiếm Kinh nói. Không biết, nhưng nếu có thể gọi là thần khí thì chắc hẳn sẽ không yếu. Giống như kiếm hồ, búa khai thiên, người cảm thấy bọn chúng sẽ yếu sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Nói, hắn đưa hạt châu tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nói. Đây là bảo bối, người đừng làm hỏng, được không? Tiểu Bạch nhìn về phía hạt châu kia và do dự một lúc, sau đó mở miệng phun, trong phút chốc, rất nhiều linh khí tràn vào trong hạt châu kia điên cuồng chấn động, không chỉ có vậy, ảo ảnh bên trong hạt châu kia tự nhiên càng thêm ngưng tụ, trông thật hơn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Kiếm Kinh lập tức nghiêm trọng. Linh tổ có một năng lực đặc biệt khủng khiếp, đó chính là năng lực có thể nâng cao cấp bậc của bất kỳ linh nào. Phải biết rằng, TC đều là thần khí. Nhưng thần khí cũng phân chia yếu, mạnh, bởi vì trong thần khí cũng phân chia đẳng cấp này chính là linh, đẳng cấp linh HCR thần khí càng cao, uy lực QA thần khí cũng lại càng lớn. Mà đi theo Dương Diệp, Hồng Mông Tháp, Búa Khai Thiên Hồng Hoang, Kiếm Hồ, bao gồm Kiếm Kinh nàng thật ra đều đang từ từ tăng lên. Đặc biệt là Hồng Mông Tháp này được lợi lớn nhất, tuy nhiên điều này cũng bình thường. Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Bạch kết giao sinh tử, Tiểu Bạch xem nó là bạn thân nhất. Bởi vì mỗi lần nàng phát sinh xung đột với kẻ khác, Hồng Mông Tháp hoàn toàn không do dự đứng ở bên phía nàng. Không chỉ đối với các loại thần khí linh, đối với những yêu thú cũng có giúp đỡ đặc biệt lớn. Mỗi lần mỗi yêu thú nâng cao đều cần thời gian cực kỳ lâu, nhưng nếu có một vị linh tổ giúp đỡ, tốc độ nâng cao này có thể nhanh hơn vô số lần. Giống như Tiểu Ngưu, từ lúc đối phương mới bắt đầu đi theo Tiểu Bạch đến bây giờ đã mơ hồ có thế đột phá. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mỗi ngày Tiểu Ngưu đều liều mạng đi theo Tiểu Bạch, bây giờ nó đã hoàn toàn trở thành tùy tùng nhỏ của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch bảo nó đi về phía đông, nó tuyệt đối sẽ không đi về phía tây. Kiếm Kinh thu lại mạch suy nghĩ và từ từ nhắm hai mắt lại. Tiểu tử này đã sắp lập tổ. Tiểu Bạch thổi một hồi, sau đó ngừng lại, hạt châu ở trước mặt nàng lại lập tức cọ cọ vào bên thắt lưng của nàng, rõ ràng còn muốn nữa. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Bảo nàng giúp đỡ Tiểu Ngưu cùng Nhị Nha. Còn nữa, nếu như có thể thì thu nhiều một ít đại yêu thái cổ, có Tiểu Bạch ở bên cạnh, những đại yêu thái cổ, hoặc thần thú thượng cổ gì đó sẽ xin ngươi thu nhận. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Có phải là quá khoa trương không? Khoa trương. Kiếm Kinh lắc đầu. Hoàn toàn không khoa trương, ngươi không cảm giác được sao? Con trâu ngốc kia đã sắp đạt được giới chủ cảnh. Về phần Nhị Nha, bây giờ khí tức trên người nàng cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Dương Diệp nhíu mày, hắn gọi Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu tới. Hai người vừa ra, Tiểu Ngưu liền trực tiếp đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, sau đó đứng yên. Nhị Nha ngược lại không cố ý tới gần Tiểu Bạch, nàng liếm mứt quả trong tay, sau đó nói. Dương điên, à không, Dương ca, có chuyện gì sao? Dương Diệp cẩn thận liếc nhìn Tiểu Ngưu cùng Nhị Nha, dần dần, hắn cũng có vẻ nghiêm trọng, khí tức Nhị Nha đúng là mạnh hơn TS một chút, nhưng không mấy rõ ràng. Còn khí tức Tiểu Ngưu lại mạnh hơn trước đây rất nhiều. Đây cũng không phải là giới khí tức chân cảnh. Nó nâng cao là bởi vì Tiểu Bạch. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch cũng đang nhìn hắn. Một người một vật nhỏ đối mặt với nhau. Đột nhiên, Tiểu Bạch gục vào trong ngực hắn. Sau đó cái gáy ra sức cọ cọ vào ngực của hắn. Kiếm Kinh nhìn thấy, khóe miệng co rút, má nó, đây là linh tổ đấy. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó khẽ nói. Tiểu Bạch, sau này không có chuyện gì thì ngươi giúp Tiểu Ngưu cùng Nhị Nha một tay, đúng, chính là cho bọn họ linh khí, để bọn họ trở nên lợi hại hơn, sau đó đánh nhau giúp chúng ta. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mắt Nhị Nha nhất thời sáng lên. Nàng thích nhất là linh khí do Tiểu Bạch cung cấp. Linh khí này cũng giống như Hồng Mông tử khí vậy, hút đặc biệt thoải mái. Tiểu Ngưu cũng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có chút cảm kích. Ngày nào nó cũng muốn hút linh khí do Tiểu Bạch lấy ra, nhưng đáng tiếc, Tiểu Bạch cả ngày chỉ muốn chơi. Bây giờ Dương Diệp mở miệng, không hề nghi ngờ,
ngày lành của nó cùng nhị nha sắp tới rồi. Vẫn có kiếm hồ kia nữa, lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói. Kiếm, đao, phi đao của ngươi đều cần, đặc biệt là đao kiếm của ngươi. Có tiểu bạch giúp đỡ, còn có kiếm hồ chăm sóc nuôi dưỡng, uy lực của bọn chúng sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí có khả năng từ ngụy thần tăng lên tới chân thần khí. Nghe thấy kiếm kinh nói vậy, máu Dương Diệp lập tức sôi trào. Nếu như Tàng Phong, Thập Phương Vô Địch, Kiếm Thủ, Kiếm Tổ, hai ngọn phi đao, ba thanh kiếm đều có thể tăng lên tới thần khí, vậy phải kinh khủng tới mức nào? Suy nghĩ thôi cũng khiến cho người ta kích động. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi nghe thấy chưa? Tiểu Bạch lắc đầu, chuyện chơi chẳng vui như thế, nó không muốn đi làm đâu. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch và đặc biệt nghiêm túc nói. Làm cho bọn trở nên lợi hại, sau đó bọn họ đều là của ngươi, thế nào? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, tất cả đều là của nàng à, Fairy thì hình như có thể được. Thấy Tiểu Bạch có chút động tâm, Dương Diệp vội vàng nói. Đúng, tất cả đều là của ngươi, của ta chính là của ta, đúng, của ta cũng là của ngươi cũng là của ta. Chúng ta chung, biết không? Ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, sau đó liền vội vàng gật đầu. Kiếm kinh lảo đảo, ôi bạch ngốc này, những người này vốn vì ngươi mới tới mà. Nếu để cho những thần khí này lựa chọn, ngoại trừ kiếm thủ cùng kiếm tổ, không hề nghi ngờ tất cả đều sẽ lựa chọn Tiểu Bạch. Nhìn thấy Tiểu Bạch đồng ý, Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này rất lười, bảo nàng mỗi ngày tốn thời gian giúp đỡ Tiểu Ngưu cùng những thần khí kia nâng cao cũng không dễ dàng gì. Nhưng thật may là nàng đã đồng ý. Đáng tiếc là mỗi ngày nàng chỉ bằng lòng bỏ một canh giờ tới giúp đỡ đám người Tiểu Ngưu cùng kiếm hồ. Thời gian còn lại là để nàng chơi. Dương Diệp mặc dù có chút bất đắc dĩ về điều này, nhưng vẫn tùy nàng. Mà đối với đám người Tiểu Ngưu và kiếm hồ, đây lại là chuyện rất tốt. Ngoài ra, thánh mạch bên trong Hồng Mông Tháp kia cũng đang dần dần thay đổi. Theo cách nói của kiếm kinh, nó muốn đạt được tiên mạch chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy tác dụng của Tiểu Bạch đối với thần mạch cũng kém hơn, nhưng có một tiên mạch ở bên trong Hồng Mông Tháp, điều này có thể khiến cho bên trong Hồng Mông Tháp, thậm chí Dương Diệp đều có linh khí vô cùng vô tận. Đến rồi. Lúc này, kiếm kinh bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, cuối tầm mắt hắn xuất hiện một màn ánh sáng. Dương Diệp gọi Tiểu Bạch và tất cả vật nhỏ vào bên trong Hồng Mông Tháp, sau đó tốc độ của hắn nhanh hơn. Chỉ trong giây lát đã biến mất ở trong màn ánh sáng này. Sau khi bước vào màn ánh sáng, Dương Diệp lập tức cảm giác choáng váng, nhưng rất nhanh lại biến mất. Hắn mở mắt ra. Bầu trời màu xám, không khí đục ngầu, linh khí càng rất loãng. Đây là một thế giới sắp diệt vong. Nhưng không giống với đại thiên vũ trụ như vậy, nếu như thế giới ở đây không bị ngoại lực phá hủy, ít nhất còn có thể chống đỡ được mấy chục năm. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Dưới chân hắn là một truyền tống trận cực lớn, xung quanh đều là các dãy núi, không nhìn thấy điểm cuối. Tâm niệm thoáng động, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Khu vực Bắc Hoang. Dựa theo tuyến đường do kiếm U cung cấp, Dương Diệp rất nhanh đã đi tới khu vực Bắc Hoang. Bắc Hoang Thành. Đây là một tòa thành cổ xưa. Khi Bắc Hoang Kiếm Tông còn tồn tại, tòa thành này đã từng là một thành nhỏ của Bắc Hoang Kiếm Tông. Bắc Hoang Kiếm Tông trước đây thường chọn các thiên tài ở bên trong tòa thành này. Mà bây giờ, tòa thành này đã hoàn toàn trở thành một thành tự do, bên trong có đủ loại người. Mỗi một đều có vô số người đến tòa thành này, sau đó lập nhóm đi tới Bắc Hoang Kiếm Tông, hy vọng tìm được bảo vật của Bắc Hoang Kiếm Tông ở trong đó. Dương Diệp có hỏi qua Kiếm U, tại sao Bắc Hoang Kiếm Tông lại bị diệt, Kiếm U không cho ra câu trả lời rõ ràng, nhưng theo ý của Kiếm U ý. Năm đó Bắc Hoang Kiếm Tông thu được thần vật không nên có. Lại giống như Dương Diệp hắn nắm giữ một vị linh tổ vậy. Mục đích Kiếm U bảo hắn tới đây rất rõ ràng, chính là để tới thử thời vận. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không có hy vọng gì, nhưng Dương Diệp hắn là ai? Bên cạnh Dương Diệp hắn còn có một vị linh tổ. Tên tiểu tử này tự mang theo công năng tìm bảo đấy. Dương Diệp bước vào trong thành, bên trong thành vẫn có người nhưng không nhiều, hơn nữa. Người ta lui tới đều rất gấp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và đang muốn đi vào trong thành. Đúng lúc này, một đường ánh sáng màu đen rơi vào trước mặt của hắn, ánh sáng màu đen tản đi hiện ra một vật nhỏ màu đen có dáng vẻ như con chuột, mắt rất nhỏ, nhưng mũi lại rất dài, miệng cũng rất lớn,
giống như một cái nắp nồi. Nhìn tổng thể là rất xấu xí. Mà giờ phút này, vật nhỏ màu đen này đang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Đây là tầm bảo thử. Ở đó có người kinh ngạc kêu lên. Tầm bảo thử của ai vậy? Hả, nó đang nhìn nam tử này. Chẳng lẽ, trên thân nam tử này có bảo vật gì sao? Theo một tiếng tầm bảo thử, trong thành lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Tầm bảo thử chính là linh sủng rất tinh mắt, bảo vật bình thường, chúng căn bản chướng mắt, thứ có thể được nó coi trọng thì ít nhất cũng phải là ngụy thần khí. Tuy tầm bảo thử này là linh sủng, nhưng không ai dám ra tay cướp, bởi vì dùng đầu ngón chân cũng biết, người có thể có được một linh sủng như tầm bảo thử sẽ là người bình thường sao. Lúc này, mũi tầm bảo thử đột nhiên hít hít, rất nhanh, trong mắt nó lộ ra vẻ tham lam và nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, sau đó không ngừng gào thét, dường như bảo Dương Diệp giao ra thứ gì đó. Dương Diệp. Tầm bảo thủ. Xung quanh càng lúc càng nhiều người, khi thấy tầm bảo thử rít gào với Dương Diệp, ánh mắt những người xung quanh này lập tức tập trung vào trên người Dương Diệp. Tò mò hay không có ý tốt đều có. Loại sinh vật tầm bảo thử này chỉ cảm thấy hứng thú với bảo bối tốt, con tầm bảo thử này đối xử như vậy với một người, rõ ràng trên thân của người này có bảo vật rất rất tốt, thậm chí là thần khí trong truyền thuyết. Thần khí. Nghĩ đến đây hai chữ, hai mắt của rất nhiều người ở đó lập tức nóng rực. Cách đó không xa, Dương Diệp liếc nhìn tầm bảo thử, sau đó nói. Ngươi muốn gì? Tầm bảo thử trừng mắt với Dương Diệp và gào thét như phát điên, bộ dạng muốn ăn sống Dương Diệp. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó mở tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện ba thanh kiếm. Chính là ba thanh kiếm cổ này. Ngụy thần khí. Nhìn thấy ba thanh kiếm cổ này, trong lòng rất nhiều người xung quanh lập tức khiếp sợ, rõ ràng tất cả mọi người đều nhận ra ba thanh kiếm này. Mặc dù chỉ là ngụy thần khí, nhưng tiện tay lại lấy ra ba món ngụy thần khí, vậy cũng có chút khủng khiếp rồi. Hơn nữa, ngụy thần khí cũng rất quý giá. Dù sao, một vũ trụ có thể ra 5-6 thần khí thần vật này đã rất khá rồi. Tầm bảo thử liếc nhìn ba thanh kiếm này, nhưng nó lại một lần nữa căm tức nhìn Dương Diệp, sau đó nhe nanh múa vuốt lên. Rõ ràng đó cũng không phải là thứ nó muốn. Ánh mắt mọi người xung quanh lại rơi vào trên người của Dương Diệp. Vẫn có bảo vật. Dương Diệp liếc nhìn tầm bảo thử, sau đó lấy ra kiếm hồ, khi thấy kiếm hồ lúc, ánh mắt rất nhỏ của tầm bảo thử lập tức trợn tròn. Thần khí. Không chỉ tầm bảo thử, mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt. Thần khí. Đây chính là thần khí hàng thật giá thật, bởi vì thần khí có thể gây ra cho người ta một áp lực vô hình. Kiếm hồ không chỉ tạo áp lực vô hình cho người ta, còn có một cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Dương Diệp cầm kiếm hồ và giơ cao về phía tầm bảo thử giơ, sau đó nói. Ngươi muốn cái này, đúng không? Tầm bảo thử liếc nhìn bụng của Dương Diệp, rõ ràng, nó cảm nhận được không phải là kiếm hồ, nhưng nó vẫn gật đầu. Dương Diệp lại lắc đầu. Không thể cho ngươi cái này được, đây là đồ của một vật nhỏ khác. Đúng rồi, ta khuyên ngươi nên đi nhanh lên, nếu không, đợi lát nữa ngươi có thể sẽ rất thảm đấy. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy. Tầm bảo thử lập tức nổi giận, nó trực tiếp xông về phía Dương Diệp. Rõ ràng, là nó muốn cưỡng đoạt, mà vào lúc này, ở trên vai của Dương Diệp xuất hiện một vật nhỏ màu trắng. Đó chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn tầm bảo thử xông tới, ánh mắt kia không hề có chút tình cảm nào. Cướp đồ của nàng à? Nó cũng dám cướp đồ của nàng à? Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng trắng xuất hiện ở trước mặt tầm bảo thử. Tầm bảo thử còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị một chảo của Tiểu Bạch vỗ ở trên mặt. Bốp! Theo tiếng tát lớn vang lên, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, tầm bảo thử trực tiếp bị một chảo này của Tiểu Bạch đánh bay tới trên vách tường cách đó không xa. Ầm! Cả bức tường ầm ầm đổ nát. Nhưng Tiểu Bạch lại không dừng tay, nàng chợt bay đến chỗ tầm bảo thử vừa rơi xuống đất, sau đó móng nhỏ bắt nắm lấy cái mũi dài của tầm bảo thử và liên tiếp đập xuống đất. Ầm 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 ầm. Chỉ trong giây lát, xung quanh chỗ Tiểu Bạch đứng xuất hiện từng hố sâu. Đập một hồi, Tiểu Bạch đột nhiên nhấc tầm bảo thử lên, sau đó đá vào bụng của tầm bảo thử. Ầm. Tầm bảo thử trực tiếp bay ra ngoài. Lần này, Tiểu Bạch không tiếp tục ra tay nữa mà móng nhỏ vỗ nhẹ, sau đó trở lại trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn lướt qua xung quanh, móng nhỏ chỉ vào ba thanh kiếm cổ cùng kiếm hồ, sau đó lại chỉ vào mình, rõ ràng. Nàng đang nói cho mọi người biết, thứ này là của nàng.
Tiếp theo, Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp vội vàng nói. Là của ngươi, chỉ cần là ngươi thích thì đều là của ngươi. Tiểu Bạch tuét miệng cười, sau đó ôm đầu của Dương Diệp cọ loạn. Đây là linh chủ sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía xa truyền đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa có một nam tử cùng một nữ tử đang chậm rãi đi về phía bên này. Nam tử mặc một áo bào gấm, tóc dài xõa vai, thoạt nhìn có chút tiêu sái lại phóng khoáng. Mà nữ tử kia lại mặc một chiếc váy dài thêu có trăm hoa, đeo khăn che mặt nên không thể nhìn thấy rõ, nhìn dáng vẻ rất xinh đẹp, chân dài. Mà ở trên vai phải của nữ tử này chính là Tầm Bảo Thử, chỉ có điều lúc này, Tầm Bảo Thử sưng mặt sưng mũi. Dương Diệp phát hiện ánh mắt Tầm Bảo Thử nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, ở trong mắt Tầm Bảo Thử hoàn toàn không che giấu sát ý. Tiểu Bạch rõ ràng cũng nhìn thấy sát ý trong mắt của Tầm Bảo Thử, liền tức giận trừng mắt lại, sau đó lại muốn bay về phía Tầm Bảo Thử, nhưng lại bị Dương Diệp cho ngăn lại. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch nói. Nó lợi hại lắm sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu. Dương Diệp lại hỏi. Nó khó coi không? Tiểu Bạch liếc nhìn Tầm Bảo Thử, sau đó gật đầu. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, cười nói. Cũng không lợi hại lắm, chỉ là rất khó coi. Tiểu Bạch nhà ta vừa lợi hại lại xinh đẹp, cho nên ngươi tính toán với nó làm gì, ngươi khí thế hơn thì phải biết khiêm tốn, hiểu không? Khiêm tốn. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Tầm Bảo Thử, nàng nhìn móng nhỏ của mình, rõ ràng nàng còn muốn đánh Tầm Bảo Thủ. Khó coi, không lợi hại. Đúng lúc này, nữ tử mặc váy dài đột nhiên cười khẩy nói. Đúng là kẻ có ánh mắt thiển cận. Ngươi cho rằng nó là Tầm Bảo Thử bình thường sao? Nó là hắc đồng Tầm Bảo Thủ, là vương trong Tầm Bảo Thử, thuộc về loại nghìn năm khó gặp, năng lực tìm bảo của nó, có thể nói không có bất kỳ một loại linh thú hoặc linh vật nào có thể so sánh với nó, nhìn thấy trong mắt đen của nó không? Con mắt này có thể nhìn thấu được tất cả, cho dù là một vị cường giả phá giới cảnh, nó cũng có thể thấy rõ được bảo vật trên người đối phương. Mà mũi của nó còn có thể ngửi thấy được mùi của bất kỳ bảo vật nào trong 10 vạn dặm. Nam tử bên cạnh cười nói, liên muội, ánh mắt người phàm tục, không nhận ra được linh thú, muội cần gì phải tính toán với hắn chứ? Nữ tử lạnh lùng nói, kiến thức ít không phải lỗi của hắn, nhưng đi ra làm mất mặt xấu hổ thì hắn không phải rồi. Khi nói câu nói này, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm Dương Diệp. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chỉ vào hắc đồng Tầm Bảo Thử, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nàng đang hỏi đó là vật gì? Dương Diệp lắc đầu. Ta cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên giơ móng vẫy vai hắc đồng Tầm Bảo Thử, rõ ràng đây là muốn đối phương qua một đấu một. Ngoại trừ đối với người, Dương Diệp phát hiện Tiểu Bạch căn bản chưa từng sợ hãi thú loại, linh loại. Cho dù thực lực đối phương cao hơn nàng rất nhiều, nhưng nàng cũng chưa từng sợ. Không đúng, nàng vẫn rất sợ Tử Nhi. Trước đây nàng không ít lần từng bị Tử Nhi trị. Đương nhiên. Nàng đối với Tử Nhi phần nhiều là kính. Bị Tiểu Bạch khiêu khích như vậy, hắc đồng Tầm Bảo Thử đột nhiên tức giận, nhưng không dám qua một đấu một với Tiểu Bạch, chỉ có thể nhìn về phía nữ tử kia cầu cứu. Nữ tử kia lạnh lùng liếc nhìn Tiểu Bạch. Chỉ là linh chủ mà cũng dám ngông cuồng như thế, đúng là không biết sống chết. Nói xong nàng lại muốn ra tay, mà vào lúc này, Tiểu Ngưu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, mắt trâu của nó hung hăng trừng mắt với nữ tử kia. Sau đó hai tay trâu nắm chặt lại rồi nhìn về phía Tiểu Bạch, rõ ràng là đang đợi ý chỉ của Tiểu Bạch. Đầu của Dương Diệp lắc lắc, đừng thấy Tiểu Ngưu bình thường không nói một lời, thoạt nhìn ngây ngốc, nhưng công phu nịnh nót CC của người này có thể nói là cực tốt, Tiểu Bạch cũng đặc biệt thưởng thức nó, làm chuyện gì cơ bản đều sẽ dẫn theo nó. Tiểu Bạch vỗ nhẹ vào sừng trâu của Tiểu Ngưu như khen ngợi ngươi không tệ, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp, rõ ràng là đang đợi ý chỉ của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch và mỉm cười, sau đó nhìn về phía nữ tử kia cùng nam tử kia. Ta tới đoán thử nhé. Hai người các ngươi mới từng tuổi này lại đạt tới hư chân cùng giới chân, thiên phú chắc chắn không tệ. Hơn nữa, còn dám dẫn theo một con Tầm Bảo Thử nát kia rêu rao khắp nơi, chắc hẳn hậu trường cũng không tệ. Nếu như ta giết các ngươi, cường giả phía sau các ngươi nhất định sẽ đi ra, sau đó ta giết cường giả phía sau các ngươi còn có thể có nhiều cường giả hơn đi ra. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Ta nói nhiều như vậy cũng không có ý gì khác,
ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi có thể trực tiếp gọi hậu trường lớn nhất của các ngươi ra, sau đó ta giết chết bọn họ, như vậy ta sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Yên lặng. Ở đó lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Dương Diệp giống như nhìn quái vật. Hắn dám ngông cuồng như thế sao? Ha ha. Đúng lúc này, nam tử tóc dài đột nhiên nở nụ cười rồi nhìn về phía Dương Diệp. Không thể không nói, ngươi là người điên cuồng nhất mà ta từng gặp. Ngươi nói không sai, thân phận của hai người chúng ta quả thật không bình thường, hậu trường cũng rất cứng, nhưng giết ngươi thì không cần phải tới hậu trường đi. Một mình ta cũng đủ rồi, ta. Đúng lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên ở nơi đây. Giọng nói của nam tử tóc dài ngừng lại, bởi vì một thanh kiếm đã gác trên cổ họng của người này. Tất cả mọi người ở đó ngây người. Mà nam tử cùng nữ tử kia cũng ngây người. Một kiếm. Người thanh niên còn chưa kịp phản ứng. Dương Diệp nhìn thẳng vào người thanh niên này. Ta không nghe rõ lời ngươi mới nói, ngươi vừa muốn nói gì? Ngươi nói lại một lần nữa được không? Người thanh niên nuốt nước bọt, sau đó nói. Đại ca, tiểu đệ có mắt không nhìn thấy Thái Sơn nên mạo phạm đại ca, vẫn mong đại ca nương tay, xem như tiểu đệ ta nói bậy. Lần này, đổi lại thành Dương Diệp sửng sốt, người này đúng là cầm lên được cũng thả xuống được. Trong chớp mắt, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Được. Nói xong, hắn rút kiếm về và ôm Tiểu Bạch đi về phía trong thành. Mà khi đi ngang qua bên cạnh nữ tử kia, hắc đồng tầm bảo thử trên vai nàng đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu đen nhào về phía Tiểu Bạch. Trong móng vuốt của hắc đồng tầm bảo thử cầm một thanh đoản kiếm màu đen và nhắm thẳng vào cổ họng của Tiểu Bạch. Lại vào giờ phút này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. Kiếm hồ bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, ba thanh kiếm bắn ra nhanh như điện chớp, nhắm thẳng vào hắc đồng tầm bảo thử. Trong cơ thể Dương Diệp, một tòa tháp nhỏ màu vàng đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng màu vàng chết chết bao phủ ở Tiểu Bạch. Không chỉ có vậy, một ánh sáng màu vàng mạnh mẽ trực tiếp về phía này hắc đồng tầm bảo thử đánh tới. Mà ở Tiểu Bạch bên thắt lưng, hai thanh phi đao màu vàng đột nhiên hóa thành hai đường kiếm quang bay nhanh về phía hắc đồng tầm bảo thử, nhắm thẳng vào cổ họng cùng giữa chân mày của hắc đồng tầm bảo thử. Còn chưa kết thúc, thập phương vô địch cùng Tàng Phong vẫn có kiếm thủ của Dương Diệp cũng trong nháy mắt từ bên trong hồng mông tháp vọt ra, sau đó bổ về phía hắc đồng tầm bảo thử. Mà ở Tiểu Bạch trong móng vuốt thanh này búa khai thiên cũng là đột nhiên vùng khỏi Tiểu Bạch tay, sau đó về phía này hắc đồng tầm bảo thử bổ tới. Giờ phút này, Dương Diệp đều ngây dại. Mọi người xung quanh cũng ngây người. Bao nhiêu thần khí, bao nhiêu ngụy thần khí. Sửng sốt nhất vẫn là hắc đồng tầm bảo thử, vào giờ phút này, nó đã hoàn toàn ngây người. Hắc đồng tầm bảo thử ngây người, nhưng nữ tử kia không ngây người, khi những thần khí cùng ngụy thần khí xuất hiện, vẻ mặt nữ tử này lập tức trắng bệch, sau đó lùi về phía sau mười mấy trượng. Nhưng tầm bảo thử trên vai nàng lại không rời đi theo nàng. Bởi vì một bàn tay nhỏ đã nắm lấy tầm bảo thử, đó chính là Vương Nhị Nha. Bàn tay nhỏ bé của Vương Nhị Nha nắm lấy cổ họng của tầm bảo thử và chất phán. Ngươi muốn làm gì? Hai mắt tầm bảo thử trợn tròn, bên trong có tơ máu lan tràn. Rõ ràng, Vương Nhị Nha bóp không nhẹ. Thả nó ra, đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên gầm lên phẫn nộ. Nghe được tiếng hét phẫn nộ của nữ tử kia, Tiểu Ngưu đột nhiên phóng người tới trước mặt nàng. Sau đó đánh ra một quyền. Vẻ mặt nữ tử đại biến, tay ngọc hóa trưởng đón lấy nắm đấm của Tiểu Ngưu. Ở trong lòng bàn tay của nữ tử kia có một ánh lửa thoáng hiện. Nhưng nữ tử này hiển nhiên đã đánh giá thấp lực lượng của Tiểu Ngưu, theo quyền và trưởng chạm nhau, ở trong ánh mắt của vô số người, cánh tay của cô gái kia lập tức nổ tung ra, cùng lúc đó, nàng trực tiếp bị chấn động bay về phía sau. Nữ tử kia đập phải trên tường thành cách đó mấy chục trượng. Trực tiếp đập sụp mặt tường thành, rất nhiều đá lăn xuống lập tức lấp kín nàng. Nam tử tóc dài vội vàng vọt tới và cứu nữ tử kia lên, muốn dẫn nàng rời đi. Nhưng nữ tử kia lại không chịu đi, nhìn chằm chằm vào Vương Nhị Nha. Thả nó ra. Rõ ràng là nàng ta đang nói về tầm bảo thử. Lúc này, tầm bảo thử trong tay Vương Nhị Nha đang run lẩy bẩy, bởi vì mấy thanh thần khí cùng ngụy thần khí đang chỉ thẳng vào nó. Dương Diệp liếc nhìn tầm bảo thử, sau đó lắc đầu. Giết Tiểu Bạch à? Đây không phải là muốn chết sao? Nó có thể động vào Tiểu Bạch bây giờ sao? Có thể nói, nếu ai dám động vào Tiểu Bạch,
vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngược lại, nếu như động vào Dương Diệp hắn, hậu quả còn không nghiêm trọng như vậy. Bởi vì nếu như động vào hắn, đám người Vương Nhị Nha sẽ không tích cực như vậy. Vương Nhị Nha cầm theo tầm bảo thử sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Làm thế nào? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó đi tới trước mặt tầm bảo thử, lúc này, tầm bảo thử đã rất sợ hãi, căn bản không dám nhìn thẳng vào Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn tầm bảo thử một hồi lâu, sau đó mở miệng thở ra một hơi, rất nhanh, biểu tình của tầm bảo thử đau khổ, nó điên cuồng gào thét, trong mắt đầy kinh hãi cùng cầu xin tha thứ. Nhưng Tiểu Bạch cũng không hề dừng lại động tác. Chỉ trong giây lát, một tia sáng trắng từ trong cơ thể của tầm bảo thử vọt ra, sau đó trực tiếp bị Tiểu Bạch nuốt xuống. Trong nháy mắt, tầm bảo thử hoàn toàn rũ xuống. Nuốt linh. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Bạch, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, còn có một chút kiêng kỵ. Nuốt linh. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Kiếm Kinh khẽ nói. Tầm bảo thử là linh thú của thiên địa, nó nắm giữ năng lực tìm bảo, đây là năng lực đặc biệt do ông trời ban thưởng cho nó. Cũng bởi vì năng lực này nên nó mới được bị người đời tôn sùng. Nhưng Tiểu Bạch nuốt linh của nó, tuy nó sẽ không chết nhưng sau này không có năng lực tìm bảo nữa. Hơn nữa, cảnh giới nó sẽ giảm xuống, cuối cùng thậm chí còn không bằng cả một con huyền thú. Một bên, Tiểu Bạch chỉ vào tầm bảo thử đã hấp hối, biểu tình rất vô tội. Ý của nàng là tầm bảo thử này muốn giết nàng. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó khẽ nói. Nuốt linh sẽ khiến trời đất oán giận, sau này vẫn nên ít làm thôi. Đương nhiên, con tầm bảo thử không đáng thương, người không giết nó đã coi như là khai ân. Dương Diệp khẽ gật đầu, theo ý tứ của hắn là trực tiếp giết chết tầm bảo thử. Ai bảo nó tự nhiên muốn giết Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch chỉ nuốt linh của đối phương cũng là bình thường, Tiểu Bạch vẫn chưa bao giờ chủ động đi hủy diệt thứ gì. Dương Diệp thu hồi Tàng Phong cùng Kiếm Hồ và các thần khí, sau đó nhìn về phía Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu. Vương Nhị Nha cười hì hì. Ta ở bên ngoài, được không? Tiểu Ngưu chỉ vào mình, biểu thị mình cũng vậy. Dương Diệp mỉm cười. Có thể, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn ôm lấy Tiểu Bạch và đi về phía trong thành. Vương Nhị Nha tiện tay nhét tầm bảo thử qua một bên, lúc này nữ tử cụt tay này chạy tới ôm lấy tầm bảo thử, nhưng nó đã hoàn toàn không có linh tính nữa. Kiếm Kinh đột nhiên đi tới trước mặt nữ tử cùng nam tử kia, vẻ mặt hai người lập tức đề phòng. Kiếm Kinh liếc nhìn hai người, sau đó nói. Có rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng hai người các ngươi còn có thế lực vớ vẩn sau lưng các ngươi không tư cách này. Hiểu chưa? Nói xong, Kiếm Kinh trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất. Gương mặt nữ tử lập tức vặn vẹo. Ta phải giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng. Nam tử liếc nhìn nữ tử, sau đó nói. Người này dám để lộ ra nhiều bảo vật như vậy đã chứng tỏ hắn căn bản không sợ chuyện, liên muội, chúng ta. Người có phải là một nam nhân không vậy? Nữ tử đột nhiên giận dữ gầm thét lên với hắn. Nam tử liếc nhìn nữ tử, sau đó xoay người rời đi. Vẻ mặt nữ tử đầy oán độc. Mà giờ phút này, mọi người xung quanh cũng dần dần tản đi, có người rời đi, cũng có người có ý nghĩ tham lam. Thần khí, ngụy thần khí. Hơn nữa còn nhiều như vậy, những người này tất nhiên sẽ động tâm. Động tâm thì có người hành động. Dương Diệp lại hoàn toàn không lo lắng, bây giờ hắn nợ nhiều không sợ buồn, người muốn giết hắn rất nhiều. Thêm hay bớt một chút cũng không có gì khác biệt, dù sao cũng rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn thật sự không để những người này vào mắt. Trong thành, Dương Diệp tìm một tòa nhà hoang phế, sau đó lên nóc và ngồi xếp bằng xuống. Tu luyện. Luyện huyền cổ khí, uy lực đao của hắn được quyết định bởi huyền cổ khí cùng hai cánh tay, bất kể là huyền cổ khí, hay là hai cánh tay của hắn cũng chỉ là sơ cấp. Huyền liền cổ khí phân ra thành ba tầng, hắn chỉ tu luyện tới tầng thứ nhất. Hai cánh tay của hắn cũng chỉ là bàn sơn cảnh, phải biết rằng sau bàn sơn cảnh còn có cử địa si cảnh, hám thiên cảnh. Mà sở dĩ hắn dừng lại trong thành là bởi vì hắn cảm giác huyền cổ khí của mình sắp đột phá. Theo hắn suy đoán, điều này có khả năng liên quan đến hồng mông tử khí của hắn. Trong cơ thể hắn không chỉ có huyền cổ khí, còn có hồng mông tử khí nữa. Hồng mông tử khí không chỉ chăm sóc cơ thể hắn mỗi ngày, còn chăm sóc nuôi dưỡng huyền cổ khí. Lâu ngày, huyền cổ khí cũng chậm rãi lột xác. Một điều đáng để nói là Tiểu Bạch bây giờ có chút mơ ước huyền cổ khí của hắn,
thỉnh thoảng hút một ít huyền cổ khí do hắn tu luyện ra được. Huyền cổ khí trải rộng toàn thân hắn, những huyền cổ khí này theo hồng mông tử khí không ngừng chảy theo kinh mạch trong cơ thể hắn. Dương Diệp vận chuyển tâm pháp, những huyền cổ khí cùng hồng mông tử khí lập tức nhanh chóng vận chuyển, dần dần, màu sắc của huyền cổ khí bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch đang nằm im, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng hút một cái, huyền cổ khí trong cơ thể Dương Diệp sẽ chạy ra một chút. Nàng cũng có chút chột dạ, hút xong liền lập tức nhắm mắt lại, bộ dạng như ta đã ngủ. Chờ một lát sau, nàng sẽ len lén mở mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lại hút một cái. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Một luồng ánh sáng mặt trời từ phía chân trời kia chiếu nghiêng xuống, trong thành bắt đầu trở nên náo nhiệt. Trên nhà hoang, toàn thân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, đó chính là do huyền cổ khí tràn ra. Nhưng ánh sáng này càng lúc càng ngưng thực, cứ như vậy đến buổi trưa, những ánh sáng này của hắn đã biến mất. Dương Diệp mở mắt và vận chuyển tâm pháp. Suy 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 suy. Trong phút chốc, rất nhiều huyền cổ khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển theo kinh mạch cùng máu của hắn. Tầng thứ hai. Huyền cổ khí của hắn cuối cùng đã đạt tới tầng thứ hai. Bây giờ, nếu như hắn sử dụng đao, có thể nâng cao uy lực đao cho mình ít nhất 5 phần. Không chỉ sử dụng đao, hắn còn có thể sử dụng huyền cổ khí cho kiếm nữa. Hơn nữa, sau khi tu luyện đao, Dương Diệp có phát hiện mới, đó chính là giữa đao và kiếm có một ít thiếu sót cùng ưu điểm. Ưu điểm của đao là mạnh mẽ, dốc hết sức lực, ưu điểm của kiếm lại là nhẹ nhàng phiêu giật. Nói một cách đơn giản, bây giờ hắn chính là lấy đao để chứng nhận kiếm. Bây giờ tuy cảnh giới của hắn chỉ là đạo chân, nhưng thực lực bản thân của hắn cộng thêm kiếm vực, còn có các vật trợ giúp đã có lực lượng phá giới. Trên tòa nhà, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn hai tay của mình, bây giờ hắn đã có lực lượng phá giới, như vậy cần sử dụng ra con át chủ bài, đồng thời dùng hết mạng giả mới có thể làm được. Nói một cách đơn giản, so với cường giả phá giới cảnh thật sự, hắn vẫn có chênh lệch rất lớn. Mà hắn đã có thể cảm giác được mình không có bao nhiêu thời gian. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía bắc ngoài thành, bên kia, chính là Bắc Hoang kiếm chủng. Dương Diệp khẽ nói, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Vừa dứt lời, hắn đang muốn rời đi, mà vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu lại, ở nơi đó có một lão già cùng ba gã nam tử trung niên tới. Lão già là giới chân cảnh, ba gã nam tử lại là hư chân. Mà ở lão già này bên cạnh, vẫn có một nữ tử. Nữ tử này chính là người hắn đã gặp ngày hôm qua, cánh tay của đối phương không khôi phục, vẫn còn cụt một tay. Mà ở trên vai nữ tử này là con tầm bảo thử, lúc này, tầm bảo thử đã hoàn toàn không có được linh tính trước kia, cả người khô quắt giống như bị rút sạch hơi nước vậy. Hai mắt tầm bảo thử nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, đầy oán độc. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Các hạ muốn đi đâu? Dương Diệp đàng hoàng nói. Bắc Hoang kiếm chủng. Lão già nói. Cánh tay của tôn nữ ta là do yêu thú của các hạ làm đúng không? Dương Diệp gật đầu. Đúng là tiểu ngưu làm. Hai mắt của lão già híp lại. Như vậy đi, các hạ lại sử dụng mấy cái thần khí cùng ngụy thần khí này, còn tiểu tạp chủng trên vai để bồi thường thì thế nào? Tiểu tạp chủng. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, hiển nhiên đang hỏi điều này là có ý gì. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Suy, cánh tay còn lại của nữ tử kia trực tiếp bay ra ngoài. Tất cả mọi người ở đó ngây người. Dương Diệp vẫn ở phía xa, giống như không hề động đậy. Trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Sắc mặt lão già này đại biếp à đang muốn ra tay, nhưng một thanh kiếm đã chỉ vào giữa chân mày của hắn. Cơ thể của lão già trực tiếp cứng đờ. Dương Diệp thoáng động tâm niệm, kiếm hồ, búa khai thiên hồng hoang còn có ba thanh kiếm cổ này, cùng với hai thanh phi đao màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già. Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già. Tất cả đều ở trong này, ngươi cầm đi. Tay phải hắn ấn lên phía trước, kiếm lại tiến vào nửa phân. Máu tươi lập tức từ giữa chân mày của lão già tuôn ra như suối. Kiếm của Dương Diệp ấn về phía trước, sau đó nói. Sao, sao ngươi lại không cầm, ta đều cho ngươi đấy, ngươi cứ cầm đi. Dương Diệp vừa dứt lời, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện ánh sáng đỏ. Trong viền mắt hắn đã biến thành một biển máu. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, trong lòng lão già kia có thể nói là sợ hãi tới cực điểm.
Sát ý đạo chân cảnh. Người này phải giết bao nhiêu mới có khả năng đạt được sát ý này? Mình rốt cuộc trêu chọc vào người nào này? Lão già đang muốn nói, đột nhiên, thanh kiếm kia trong tay Dương Diệp trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày của hắn. Suy! Đầu của lão già trực tiếp nổ tung. Ba gã nam tử trung niên cùng nữ tử lập tức bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, vẻ mặt nàng ta đại biến, liên tục lùi lại phía sau. Mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng cổ họng của nàng ta. Máu tươi phun ra như vòi. Không chỉ có vậy, ba đường kiếm quang chợt lóe lên, đầu của ba gã nam tử trung niên này trực tiếp bay ra ngoài. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đó chết hết. Chỉ còn Tầm Bảo Thử. Lúc này, Tầm Bảo Thử đã sợ hãi tới cực điểm, con người trên mặt đất run lẩy bẩy. Dương Diệp đi tới trước mặt Tầm Bảo Thử, Tiểu Bạch lại nhìn hắn lắc đầu. Nàng chỉ vào Tầm Bảo Thử, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng giơ giơ, ý là nó đã rất đáng thương rồi. Dương Diệp nói, nó muốn giết ngươi. Tiểu Bạch nắm chặt móng nhỏ, sau đó dư dứ về phía Tầm Bảo Thử, biểu thị nàng đã trừng phạt nó. Dương Diệp im lặng. Lúc này, Tiểu Bạch ôm gò má của hắn, sau đó cái đầu nhỏ cả cả mũi hắn, tiếp theo, nàng lại chỉ vào Tầm Bảo Thử, biểu thị nó căn bản không giết được nàng. Dương Diệp mỉm cười. Được, chúng ta đi. Nói xong, hắn ôm Tiểu Bạch xoay người đi về phía phương Bắc. Bên kia, một nam tử im lặng nhìn mấy thi thể này. Nam tử này chính là người đi cùng nữ tử đó ngày hôm qua. Qua rất lâu, hắn đi tới trước thi thể của nữ tử kia, sau đó nói. Liên muội, muội đúng là tự làm bậy a. Hại, không ít ngươi, còn hại cả Lý gia ngươi, bây giờ Lý gia ngươi sợ rằng sẽ lập tức bị người qua sâu xé. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, sau đó ôm lấy thi thể của nữ tử này xoay người rời đi. Con Tầm Bảo Thử muốn đi theo, nhưng lại bị nam tử kia dùng một chưởng đánh bay. Từ giây phút Tầm Bảo Thử tiến hóa thành hắc đồng Tầm Bảo Thử, trái tim của nó lại thay đổi, trở nên rất cao ngạo, cộng thêm được nữ tử này cưng chiều nên trong mắt của Tầm Bảo Thử có thể nói là hoàn toàn không coi ai ra gì, không bỏ bất kỳ người nào ở trong mắt. Người khác biết nó là hắc đồng Tầm Bảo Thử đều nể mặt nó. Dù sao, đây chính là linh thú thiên địa, hơn nữa, còn là linh thú có thể tìm kiếm bảo vật thần khí. Lâu ngày, Tầm Bảo Thử càng không coi ai ra gì. Mà lần này, không thể nghi ngờ là nó đã đá phải tấm bảng sắt. Thật ra, khi nhìn thấy Tiểu Bạch, Tầm Bảo Thử đã có chút kiêng kỵ. Đáng tiếc là lúc đó nó đã bị bảo vật mê hoặc làm cho mù quáng, cho nên khi nhìn thấy Tiểu Bạch, nó còn muốn cướp kiếm hồ, sau đó lại gặp bi kịch. Theo nam tử thấy, để linh thú này ở trên người chỉ có hại người hại mình. Từ sau khi Dương Diệp giết người đến lúc ra khỏi thành, không ai tới gây sự với hắn nữa. Dương Diệp nhanh chóng rời khỏi Bắc Hoang Thành, sau đó trở lại khu vực Bắc Hoang. Bây giờ hắn xem như đã bước vào Bắc Hoang kiếm chủng. Dương Diệp đi không bao lâu đã ngừng lại, hắn nhìn về phía trước, ở phía xa có một thanh kiếm lớn đứng vững giống như một ngọn núi, chỉ thẳng vào phía chân trời. Ở trên thân của thanh kiếm lớn kia có bốn chữ lớn, Bắc Hoang Kiếm Tông. Bắc Hoang Kiếm Tông đã từng là tông môn đứng đầu Bắc Hoang Đại Lục. Dương Diệp đi tới dưới thanh kiếm kia nhìn và giơ tay sờ, cảm giác được sự lạnh lẽo, còn có chút kiếm ý tản ra. Tông môn kiếm tu không thiếu nhất chính là kiếm ý. Thanh kiếm này ở Bắc Hoang Kiếm Tông lâu như vậy, nó phải hấp thu kiếm ý nhiều tới mức nào. Trên vai Dương Diệp, móng nhỏ của Tiểu Bạch cũng sờ lên thanh kiếm lớn kia, sau đó nàng lắc đầu, rõ ràng là không hợp mắt. Dương Diệp mỉm cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hắn đi tới trước một sơn môn vô cùng lớn, dài rộng gần trăm trượng, ở trước sơn môn có cắm một thanh kiếm, tuy nó cũng rất lớn nhưng nhỏ hơn thanh kiếm vừa rồi rất nhiều. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Ở đây có bảo bối không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nhìn lướt qua xung quanh, nàng rất nhanh lại lắc đầu. Dương Diệp nhún vai, sau đó dẫn theo nàng tiếp tục đi tới. Tìm bảo. Tầm Bảo Thử có lợi hại được như Tiểu Bạch sao? Chắc chắn không rồi, Tiểu Bạch không chỉ có thể tìm bảo, còn có thể làm cho bảo bối cam tâm tình nguyện đi theo, Tầm Bảo Thử lại không có năng lực này. Dương Diệp dẫn theo Tiểu Bạch tiếp tục đi sâu vào trong. Chẳng bao lâu, hắn đi tới trên một tòa tế đàn màu trắng. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, kiếm kinh liếc nhìn tế đàn và nhíu mày. Tế kiếm đàn.
Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh khẽ nói. Đây là một loại phương thức rèn kiếm cổ xưa, chính là sử dụng các tộc vật còn sống tới tế kiếm. Không ngờ được lại có thể nhìn thấy nó ở đây. Xem ra, Bắc Hoang kiếm tông này vẫn thật sự có tài. Sử dụng vật còn sống để tế kiếm sao? Dương Diệp có phần kinh ngạc. Tế thế nào vậy? Kiếm Kinh thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp. Ngươi không phải vẫn luôn dùng máu tươi cùng linh hồn tế đao và kiếm của ngươi sao? Dương Diệp. Kiếm Kinh nhìn lướt qua xung quanh. Ngươi có thể cảm giác được sao? Cái gì? Dương Diệp không hiểu. Kiếm Oán. Kiếm Kinh khẽ nói. Dương Diệp đang muốn nói, Kiếm Kinh đột nhiên nói. Vạn vật có linh, kiếm đã từng ở đây chắc chắn đều không tầm thường. Ngươi xem, trên đất này có rất nhiều mảnh vỡ, những thứ này đều là mảnh vỡ của kiếm. Rõ ràng, những thanh kiếm này đã từng bị người ta cứng rắn phá hủy. Kiếm hủy để lại. Oán. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, hắn cảm nhận một chút quả nhiên phát hiện ra một khí tức khó hiểu. Kiếm Kinh đột nhiên nhìn về phía lòng đất, ở trong mắt nàng có phần kinh ngạc. Bắc Hoang kiếm tông này còn lợi hại hơn ta tưởng. Dương Diệp nhìn về phía dưới chân, rất nhanh, trong mắt hắn cũng xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn phát hiện thấy ở dưới lòng đất này có một kiếm trận hoàn chỉnh. Dương Diệp cùng Kiếm Kinh liếc mắt nhìn nhau, trong phút chốc, hai người trực tiếp bước vào lòng đất. 100 trượng dưới mặt đất, Dương Diệp cùng Kiếm Kinh ngừng lại, dưới chân hai người là từng thanh kiếm lơ lửng, những thanh kiếm này đang vận chuyển theo quỹ tích nào đó. Trong lòng đất có ít nhất 10 vạn thanh kiếm. Từ trên nhìn xuống, 10 vạn thanh kiếm này hợp thành một vòng tròn, 10 vạn thanh kiếm nối đầu đuôi liên kết với nhau chậm rãi xuyên qua. Trên mỗi một thanh kiếm đều có một đạo phù văn, kiếm phù. Vẻ mặt Kiếm Kinh nghiêm trọng. Không ngờ được Bắc Hoang kiếm tông tự nhiên nắm giữ loại kỹ thuật này. Kiếm phù. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Ngươi giải thích một chút đi. Kiếm Kinh khẽ nói. Đây là một loại thủ pháp cổ xưa, ở Vĩnh Hằng vũ trụ bên kia có một loại tu hành giả tên là Thần Văn Sư, BHCOS địa vị đặc biệt tôn quý, bởi vì bọn họ biết vẽ phù văn và đặc biệt có tác dụng rất lớn, giống như những kiếm phù văn phía trên vậy. Nếu như ta không đoán sai, những phù văn này có thể nâng cao uy lực của những TK hanh kiếm kia tới giả cấp bậc thần cảnh ở trong khoảng thời gian ngắn. Ngụy thần cảnh. Dương Diệp sửng sốt, 10 vạn thanh kiếm ngụy thần cảnh. Đó là khái niệm gì? Chà chà. Đúng lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên chỉ vào phía dưới 10 vạn thanh kiếm. Ngươi nhìn thấy những khí lưu màu vàng đậm kia không? Đây là lực lượng mặt đất, ở đây có trận pháp đang dẫn dắt lực lượng mặt đất tập trung lại. Nếu như ta không đoán sai, kiếm trận này khởi động là có thể lập tức thu được tất cả lực lượng mặt đất của đại lục gia tăng, hơn nữa, còn là liên tục không ngừng. Bởi vì một trận pháp này căn bản không có khả năng dùng hết lực lượng mặt đất của cả đại lục, cho dù mỗi ngày sử dụng có dùng tới 100 năm cũng không có thể cạn được. Nói cách khác, nếu như linh khí đủ, chỉ cần trận pháp này phát động là có thể vĩnh viễn có lực lượng mặt đất gia tăng. Nói đến đây, trong giọng nói của Kiếm Kinh kèm theo sự hưng phấn. Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi không phải nói không có bảo bối sao? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ của nàng chỉ vào những thanh kiếm bên dưới và lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Rõ ràng nàng đang nói những thứ này đều là rác rưởi. Dương Diệp đen mặt, Kiếm Kinh lại đột nhiên nói. Nàng nói không sai, ở trong mắt nàng thì những thứ quả thật được xem là rác rưởi. Bây giờ... chắc hẳn cũng chỉ có ngụy thần khí thật sự cùng thần khí mới khiến cho nàng để ý được. Dương Diệp quay đầu lại liếc nhìn những thanh kiếm kia và cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không phải những thanh kiếm này không tốt, mà tầm nhìn của Tiểu Bạch đã cao hơn rất nhiều. Đồ bình thường, Tiểu Bạch hoàn toàn coi thường. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Kiếm trận này có uy lực lớn thế nào? Kiếm Kinh liếc nhìn xung quanh và nghiên cứu một hồi rồi khẽ gật đầu. Nó có thể dễ dàng chém cường giả phá giới cảnh. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Dễ dàng chém cường giả phá giới cảnh. Kiếm Kinh chỉ vào kiếm trận phía dưới kiếm, bên dưới có một quả cầu ánh sáng cực lớn, trong đó không ngừng có kiếm ý tràn ra. Kiếm ý rất mạnh. Kiếm Kinh trầm giọng nói. Nếu như ta không đoán sai, những kiếm ý được Bắc Hoang kiếm tông tích góp lại qua các thế hệ. Mặc dù trong kiếm ý này chỉ là kiếm ý đạo chân cảnh, nhưng rất nhiều. Nếu như ngươi hấp thu và luyện hóa những kiếm ý này, tuyệt đối có thể đạt được kiếm ý hư chân cảnh. Tuy nhiên ta không đề nghị ngươi làm như thế.
Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Kiếm Kinh khẽ nói. Ngươi làm như thế, như vậy uy lực của kiếm trận sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Có thể chuyển kiếm trận này đi sao? Dương Diệp lại hỏi. Kiếm Kinh lắc đầu. Muốn chuyển kiếm trận này đi, chẳng khác nào không còn lực lượng mặt đất, vậy uy lực kia cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Không đúng, bên trong Hồng Mông Tháp có lực lượng mặt đất. Hồng Mông Tháp. Bên trong Hồng Mông Tháp tự hình thành thế giới này cũng có lực lượng mặt đất. Kiếm Kinh khẽ cười, nhưng chẳng bao lâu lại nhíu mày. Không được, nếu phát động trận này thì cần phải tiêu hao rất nhiều linh khí. Nói đến đây, biểu tình nàng đột nhiên cứng đờ. Linh khí. Thứ Dương Diệp không thiếu nhất là gì? Đương nhiên là linh khí. Ở bên trong Hồng Mông Tháp của Dương Diệp, không chỉ có một linh mạch sắp đạt được tiên phẩm, còn có một tiểu bạch, cho dù linh mạch kia không đủ dùng, nhưng tiểu bạch, bọn họ còn sợ không có linh khí sao? Dương Diệp nhìn Kiếm Kinh. Chúng ta hình như không thiếu gì cả. Kiếm Kinh khẽ gật đầu. Cho nên, khóe miệng Dương Diệp hơi cong lên. Chuyển đi. Cứ như vậy, Dương Diệp chuyển cả kiếm trận đến bên trong Hồng Mông Tháp. Tuy nhiên, tiếp sau còn rất nhiều vấn đề, ví dụ như làm thế nào để khởi động trận pháp này, làm thế nào lợi dụng được lực lượng mặt đất bên trong Hồng Mông Tháp dung hợp với trận pháp này, đây đều là vấn đề khó giải quyết. Cũng may Kiếm Kinh bằng lòng nghiên cứu trận pháp này. Kiếm trận siêu cấp. Đối Dương Diệp, nếu như có thể khống chế kiếm trận này, vậy không thể nghi ngờ chính là có thêm một con át chủ bài siêu cấp. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là Kiếm Kinh có thể nghiên cứu được kiếm trận này. Tuy nhiên, Dương Diệp rất có lòng tin vào nàng. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch rời khỏi sâu bên trong lòng đất. Trên mặt đất, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, hắn nhìn thấy một dãy bậc thang đá nối liền với đỉnh núi phía xa. Từ phía xa nhìn lại sẽ thấy được nó giống như một thang trời, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới một lúc, mắt Tiểu Bạch bắt đầu quay tròn. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên nhảy xuống, mũi nàng hít nhẹ, rất nhanh, cả bậc thang đá trở nên mờ ảo, không chỉ có vậy còn bắt đầu chấn động kịch liệt. Dương Diệp. Một lát sau, Tiểu Bạch vỗ nhẹ móng nhỏ vào bậc thang đá, một con rắn màu trắng đột nhiên từ trong bậc thang đá này bay ra. Linh mạch. Tiểu Bạch nhanh tay nhanh mắt, nắm lấy con rắn màu trắng này, sau đó kéo nó tới bên trong Hồng Mông Tháp. Nét mặt Dương Diệp cứng đờ. Một lát sau, Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai hắn. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói. Tiểu Bạch, chuyện này, có phải nên hỏi trước xem người ta có bằng lòng không đã chứ? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nàng trở lại bên trong Hồng Mông Tháp và đi tới trước mặt con rắn màu trắng, móng nhỏ chỉ vào nó rồi chỉ vào mình, rõ ràng muốn hỏi nó có bằng lòng theo nàng không? Con rắn trắng liếc nhìn cái búa trong móng vuốt của Tiểu Bạch, sau đó khẽ gật đầu. Tiểu Bạch thu hồi cái búa, sau đó móng nhỏ vỗ nhẹ vào đầu con rắn nhỏ, tiếp theo, nàng trở lại trên vai của Dương Diệp. Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn con rắn trắng. Nó chính là một linh mạch, tuy nhiên còn kém hơn so với của tiên phủ rất nhiều. Đương nhiên, có ít còn hơn không? Bây giờ hắn nắm giữ một thế giới nên cần nhất chính là linh mạch. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch bước nhanh hơn, tới trên đỉnh núi, ở trước đỉnh núi có một đài tròn rất lớn, đài tròn lơ lửng trên không trung, ở giữa có một thanh kiếm lớn màu đen dựng thẳng. Dương Diệp liếc nhìn tấm bia đá bên phải, trên đó có khắc bốn chữ lớn, Thừa Thiên Kiếm Đài. Thừa Thiên Kiếm Đài. Đầu ngón chân Dương Diệp điểm nhẹ một cái, cả người trực tiếp xuất hiện ở trên đài kiếm kia. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó ôm đầu hắn cọ loạn. Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Vật nhỏ, ta là hỏi ngươi có bảo bối hay không? Bảo bối. Tiểu Bạch không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Dương Diệp chỉ vào thanh kiếm lớn trước mặt kia, sau đó nói. Ngươi xem thật kỹ một chút, bên trong có không có thứ gì sao? Tiểu Bạch liếc nhìn thanh kiếm lớn kia, sau đó lại lắc đầu. Dương Diệp có chút thất vọng, sau đó dẫn theo Tiểu Bạch tính rời khỏi Thừa Thiên Kiếm Đài. Mà vào lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiếm Kinh liếc nhìn Thừa Thiên Kiếm Đài, sau đó vẫy tay phải một cái, một thanh kiếm rơi vào bên trên thanh kiếm lớn của Thừa Thiên Kiếm Đài. Trong phút chốc, tất cả Thừa Thiên Kiếm Đài đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, ngay sau đó, một đường kiếm quang phóng lên cao, lao thẳng vào trong trời mây.
Đường kiếm quang này giống như tên của đài kiếm này, Thừa Thiên. Kiếm quang càng lúc càng nhiều, chỉ trong giây lát, ở phía chân trời kia đã bị vô số kiếm quang bao trùm. Đây là... Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh. Kiếm kinh khẽ nói. Kiếm trận cấm không, một khi trận này mở ra, bất kỳ cường giả nào đi qua Bắc Hoang kiếm tông đều sẽ bị giết chết. Cho dù là cường giả phá giới cảnh cũng đừng mong dễ dàng tránh thoát được kiếm trận này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bắc Hoang kiếm tông này thật sự không đơn giản. Nói thế nào? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh khẽ nói. Hai kiếm trận này đều có thần văn thượng cổ, thế giới bên này căn bản không có khả năng có loại thủ đoạn này, tuyệt đối là không thể có được. Hơn nữa, ta vừa mới phát hiện ra 10 vạn thanh kiếm đều bị thủ đoạn đặc biệt chăm sóc, cũng chính là thuật dưỡng kiếm. Ở chỗ thế lực của ta trước đây cũng có loại thủ đoạn này. Mà ở bên chỗ chúng ta, loại thủ pháp này cũng rất bí ẩn, rất khó gặp, nhưng ở đây lại có. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi nói tông chủ của Bắc Hoang kiếm tông này rất có khả năng là từ vĩnh hằng vũ trụ của các ngươi qua sao? Kiếm kinh nói. Ta không xác định, nhưng rất có thể. Dương Diệp nói. Ta không rõ, hai kiếm trận ở đây đều có năng lực hủy trời diệt đất, vậy vì sao Bắc Hoang kiếm tông này còn có thể bị người giết chết? Kiếm kinh liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi nhớ kỹ một câu nói, trên người có người, trên núi có núi. Ngươi lợi hại, nhưng vẫn có người lợi hại hơn. Lúc này, Tiểu Bạch chỉ vào mình, biểu thị nàng lợi hại sao? Kiếm kinh liếc nhìn Tiểu Bạch, nàng suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nói. Rất lợi hại. Đây cũng không phải là lời khen tặng, ở vĩnh hằng vũ trụ bên kia, địa vị của một vị linh tổ quá đặc biệt. Tuy linh tổ không thích giết chóc, nhưng nếu như nàng muốn ra tay, tuyệt đối sẽ đặc biệt khủng khiếp. Mà bất kỳ một thế lực nào cũng không dám đi trêu chọc một vị linh tổ. Bởi vì một vị linh tổ chỉ cần hút nhẹ một cái, linh mạch trong tông môn của ngươi có khả năng sẽ trống rỗng. Nghe thấy kiếm kinh nói vậy, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, sau đó nàng chỉ vào Dương Diệp, hiển nhiên là đang hỏi Dương Diệp lợi hại không. Kiếm kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Không lợi hại. Dương Diệp. Tiểu Bạch lại có chút không phục, ở trong lòng nàng, Dương Diệp không thể nghi ngờ là người lợi hại nhất. Kiếm kinh không tranh cãi với Tiểu Bạch, chỉ liếc nhìn Thừa Thiên kiếm đài, sau đó. Nói. Chuyển cái này vào luôn đi, sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn. Tiểu Bạch bĩu môi, trên gương mặt đầy vẻ ghét bỏ, kiếm kinh nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Bạch, không nhịn được mà giật giật khóe miệng, nàng rất muốn mắng chửi người. Tầm mắt của nàng cùng Dương Diệp sẽ dàng hoàn toàn không ở cùng một cấp với Tiểu Bạch. Ở trong mắt Tiểu Bạch. Cũng chỉ có ngụy thần khí cùng thần khí mới có thể thật sự được nàng coi trọng. Bây giờ, sợ rằng ngay cả ngụy thần khí cũng không được nàng để mắt tới. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Bạch và lắc đầu, bọn họ đã không ở trên cùng một cấp bậc. Nửa khắc sau, Dương Diệp thu hồi Thừa Thiên kiếm đài, sau đó ôm Tiểu Bạch tiếp tục đi về phía trước. Lần này, kiếm kinh cũng đi ở bên cạnh, bởi vì nàng càng lúc càng thấy tò mò về Bắc Hoang kiếm tông này. Bọn họ đi rất lâu mới ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ có ba đại điện, trên không trung của mỗi đại điện đều có một thanh kiếm lớn màu đen lơ lửng, ba thanh kiếm lớn hiện lên hình tam giác cân xứng với nhau. Thú vị thật! Kiếm kinh đột nhiên nói. Lại là một kiếm trận. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía kiếm kinh khẽ nói. Ngươi không phải giỏi nhất là ẩn nấp sao? Ngươi dùng kiếm vực của ngươi đi tới đó thử xem. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó dùng kiếm vực che giấu bản thân. Sau đó ôm Tiểu Bạch đi tới, hắn vừa tiến tới gần ba đại điện, đột nhiên, ba thanh kiếm lớn phía trên đại điện chấn động mạnh, thoáng cái, xung quanh Dương Diệp xuất hiện từng tầng kiếm quang. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, rút đao chém. Suy, một đao hạ xuống, những kiếm quang kia trực tiếp bị nghiền nát. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía kiếm kinh khẽ nói. Chuyển đi, Dương Diệp. Kiếm kinh nói. Trận này là một đại trận bảo vệ, bất kỳ kẻ nào tới gần đều sẽ bị kiếm trận tấn công. Mặc dù bây giờ nó đã bị phá hỏng một ít, nhưng không sao, ta có lòng tin sửa lại đồng thời biến đổi nó. Ngươi nhanh chuyển nó vào trong đi. Dương Diệp tất nhiên sẽ không phản đối, lập tức đưa kiếm trận này vào bên trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới trước đại điện đầu tiên, trên khoảng không của đại điện có khắc bốn chữ, Bắc Hoang Kiếm Điện. Mà sở dĩ mấy kiếm trận này không bị người giải quyết,
chủ yếu là vì kiếm trận kia không khởi động nên chỉ là một vật chết, hơn nữa, cho dù đối phương có thể phát hiện ra, cũng không năng lực chuyển đi. Dù sao, muốn phát động kiếm trận cũng cần phải có phương pháp. Nếu như không có kiếm kinh, Dương Diệp hắn sẽ không có cách nào với những kiếm trận này. Nhìn lướt qua đại điện, Dương Diệp lắc đầu, ở đây thậm chí không có nổi một sợi lông. Hắn ôm Tiểu Bạch muốn rời đi, mà lúc này, kiếm kinh đột nhiên đi tới phía trên đại điện, ở trên vách tường của đại điện này có vẽ một thanh trường kiếm. Kiếm dài hơn 4 mét. Lúc này, mắt Tiểu Bạch cũng chớp chớp nhìn thanh kiếm kia, có vẻ hơi tò mò. Dần dần, vẻ mặt kiếm kinh trở nên nghiêm trọng. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh khẽ nói. Bây giờ ta có thể xác định được Bắc Hoang Kiếm Tông tuyệt đối đến từ Vĩnh Hằng Vũ Trụ, phải nói là tông chủ của bọn họ đến từ Vĩnh Hằng Vũ Trụ. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh khẽ nói. Ngươi biết đây là kiếm gì sao? Dương Diệp lắc đầu. Kiếm kinh khẽ nói. Kiếm đứng đầu Vĩnh Hằng Vũ Trụ Chu. Một kiếm có thể giết tâm, một kiếm có thể giết đế, một kiếm có thể giết thần. Chu. Dương Diệp nhìn về phía thanh kiếm kia. Kiếm dài khoảng 4 mét, toàn thân màu xanh thẫm, không có chuôi kiếm, chỉ có mũi kiếm cùng thân kiếm, mà mũi thanh kiếm này có một lỗ thủng. Người có biết vì sao mũi kiếm của nó có một lỗ thủng không? Kiếm kinh đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Kiếm kinh khẽ nói. Nghe đồn, kiếm này rất mạnh, làm cho thiên mệnh trong truyền thuyết kiêng kỵ, thiên mệnh kiêng kỵ, bởi vậy, cứng rắn đoạt đi một điểm trên phần mũi kiếm của nó, làm cho nó không thể lộ ra hết sự sắc bén của mình. Bây giờ nó ở trong tay người nào? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh lắc đầu. Không biết tung tích, còn nữa, nó chưa từng có chủ nhân. Kiếm này có lai lịch rất thần bí, căn bản không ai biết nó tới thế nào. Ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ, nó cũng chỉ là một lời đồn đại. Cho dù là tông môn của ta cũng biết rất ít về lai lịch của kiếm này, chỉ có 4 chữ, thiên mệnh đố kỵ. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước bức tường kia. Sau đó móng nhỏ của nàng xoa xoa thanh kiếm kia, trong mắt kèm theo chút tò mò còn có sự nghi ngờ. Mà vào lúc này, Vĩnh Hằng giới, vùng đất kiếm khư, trong một ngôi mộ cỏ dưới sâu đáy vạn trượng đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân khẽ. Tiếng kiếm ngân vừa vang lên đã biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 163.